đúng là Vân U Cốc. Triệu Bân nhìn tấm bia đá, suy nghĩ hồi lâu. Chỉ ba chữ ngắn gọn này mà không biết ẩn chứa bao nhiêu hàm ý, cũng không biết là do ai viết hắn chi đoàn người khắc ba chữ này hẳn là một nữ tử, nếu không thì cũng sẽ không khắc được ba tai niu. Chi ê đép như vay, ở đâu, một số phân thân đã bước vào sơn cốc trước để mở đường cho chân thân. Một lúc lâu sau Triệu Bân mới bước vào trong sơn cốc. Trước mặt hắn có một cơn gió mang theo hương hoa thổi qua, hương thơm làm sảng khoái tâm hồn. Bước vào trong sơn cốc hắn mới nhận ra bên trong sơn cốc có rất nhiều loài hoa đủ màu sắc, tỏa sắc rực rỡ dưới ánh trăng. Ông! Hắn lấy ra kiếm Long Uyên, vừa đi vừa xem xét khắp nơi. Càng xem xét thì ánh mắt của hắn lại càng sáng lên. Đây là một sơn cốc nhưng cũng là một không gian thế giới. Có người ở đây không? Có ai còn sống không? Mấy phân thân đi phía trước rất chuyên nghiệp, vừa đi vừa hò hét suốt dọc đường. Triệu Bân đi theo phía sau, vẫn vừa đi vừa quan sát, cẩn thận từng bước, ở khoảng cách gần hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng phân thân, có thể dùng tầm mắt của phân thân để quan sát mọi hướng, nhưng ở khoảng cách xa thì hắn không thể nghe thấy tiếng vang, cũng không thấy bóng dáng phân thân đâu. Triệu Bân cau mày, chuyện này rất quỷ dị. Ngay cả chân thân như hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn thi triển đại địa linh chú, cảm chi lực tràn ra tứ phía, nhưng đúng như hắn dự đoán, cảm chi lực cũng bị hạn chế ở đây. Không gian thế giới này còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hắn đi đến hơn nửa đêm mà cũng không đi đến được điểm cuối. Đi đến một chỗ, hắn đột nhiên dừng lại. Dưới chân hắn là một mảnh đất khô cằn không có một bóng cây ngọn cỏ, có thể nhìn thấy hài cốt bị bùn đất vùi lấp. Hắn nhìn thoáng qua thì thấy hài cốt đã ở đây từ rất lâu, không biết là hài cốt của người từ bên ngoài đến hay là hài cốt của dân bản địa. Qua mảnh đất khô cằn, hắn lại gặp một rừng đào. Triệu Bân cầm kiếm chậm rãi bước vào, không ngừng quan sát trái phải. Hắn thấy đào phủ đầy trên cây, cành cây lay động trong gió. Nơi đây hết sức yên tĩnh, là một nơi tu thân dưỡng tính tốt, trên đầu có mây trôi lượn lờ, bên dưới có linh khí mênh mông, so với bên ngoài càng nồng đậm hơn. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân kêu lên rồi chạy ra khỏi đan hải, cắn một quả đào trên cây rồi nuốt chừng, nhìn Tiểu Kỳ Lân phấn khích nhảy nhót thì liền biết đào này có hương vị rất ngọt ngào. Triệu Bân cũng hái một quả ăn thử, cảm thấy hương vị quả thật không tồi. Sâu trong rừng cây có một cái bàn đá, trên bàn đá đặt một bàn cờ, tuy nhiên trên bàn cờ chỉ có hai quân cờ một đen một trắng, hắn bất giác muốn vươn tay động vào thì mới biết hai quân cờ không phải cờ thật mà là do người khác khắc lên bàn cờ. Hự! Trong lúc đang quan sát thì hắn bỗng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Triệu Bân vừa nghe thấy thì đã phóng thẳng đến hướng đó, đó là tiếng của Thương Khung. Đây là một tin tốt. Còn có thể kêu thảm thiết thì tức là vẫn còn sống. Tuy nhiên, khi hắn tìm được chỗ tiếng kêu phát ra thì không nhìn thấy Thương Khung đâu, cũng không nhìn thấy dấu vết đại chiến, không tìm thấy vết máu, thậm chí ngay cả một tia khí tức còn sót lại cũng không có. Hắn gọi một hồi lâu cũng không thấy ai hồi âm. Không phải ở đây. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn còn tưởng rằng tiếng kêu truyền ra từ đây nhưng trên thực tế tiếng kêu cũng không phải truyền ra từ đây. Sở dĩ hắn tìm được nơi này là do có một năng lượng thần bí đã khiến cho tiếng kêu lệch khỏi quỹ đạo, từ nơi khác truyền đến đây. Giờ phút này, dường như hắn cũng đã lạc đường. Ở nơi đây hắn không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Phía trước có tiếng nước chảy róc rách. Đó là một con sông nhỏ, nước sông trong suốt thấy tận đáy, trên sông có một cây cầu gỗ, hẳn là đã nhiều năm không có ai đi qua cho nên cây cầu gỗ cũng đóng bụi bặm rất dày, thành cầu còn bị gãy đổ không ít chỗ. Băng qua cây cầu gỗ, hắn nhìn thấy một hoa viên. Trong hoa viên có một hồ nước, Triệu Bân vừa nhìn thấy nó thì hai mắt liền sáng ngời bởi vì ở trung tâm hồ nước có một đóa hoa xinh đẹp được bao phủ bởi màn mây bảy màu. Đó chính là hoa huyết linh bảy màu có tác dụng thần kỳ trong việc dung hợp căn nguyên huyết mạch. Không suy nghĩ nhiều, hắn ngay lập tức tiếp cận hồ nước. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp động vào hoa huyết linh bảy màu thì đã cảm thấy bắp chân trái rất đau, tuy đau giống như bị chó cắn nhưng thật ra là Tiểu Kỳ Lân đang cắn hắn, nó cắn một cái rõ đau khiến cho bắp chân của hắn chảy máu giàn giụa. Chuyện đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là vết cắn của Tiểu Kỳ Lân đã khiến cho hắn rơi vào trạng thái mê man trong giây lát. Đến lúc hắn tỉnh lại thì cảnh tượng trước mắt đã biến mất, không có bất cứ một hoa viên nào cũng không có hồ nước hay hoa huyết linh bảy màu, hắn rõ ràng vẫn đang đứng ở trong rừng đào. Ảo cảnh. Triệu Bân đứng vững,
cau mày thật chặt. Trong lúc hắn đang cau mày thì lại bị Tiểu Kỳ Lân cắn thêm một cái nữa. Sau đó khung cảnh trước mắt hắn lại thay đổi, không phải rừng đào mà là cây cầu gỗ gãy đổ. Chưa xong. Chuyện còn chưa kết thúc. Tiểu Kỳ Lân vẫn đang cắn mạnh vào bắp chân của hắn. Lần này hắn mở mắt ra mới thấy khung cảnh thật sự khiến cho hắn rất bối rối. Hắn đang không ở trên mặt đất mà là đang ở trên cây, hẳn là hắn vừa trên không trung rơi xuống chạc cây này. Áo cảnh này bá đạo quá. Triệu Bân xoay người trên chạc cây, tâm tình nổi xong nếu như hắn đoán không sai, ngay từ khi hắn bước vào sơn cốc thì hắn đã lạc vào ảo cảnh và những thứ mà lúc trước hắn nhìn thấy đều là giả người có và hồn như hắn mà còn bị trúng chiêu thì đừng nói đến mấy người thương khung, bạn họ có thể ra ngoài mới là lạ ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân lại kêu lên rồi nhảy qua nhảy lại. Xem ra tên nhóc này không hề bị ảo cảnh làm ảnh hưởng, quả không hổ là thánh thú Kỳ Lân. Nếu như không có nó thì giờ phút này Triệu công tử vẫn còn đang lăn từ chạc cây này sang chạc cây kia. Đa tạ. Triệu Bân khẽ cười, vuốt ve Tiểu Kỳ Lân, sau đó lấy ra bảo liên đăng, dùng tiên lực thắp đèn, bảo liên đăng tỏa ra ánh sáng ngọc dẫn đường cho hắn thoát khỏi ảo cảnh. Á! Tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết lại vang lên một lần nữa. Là thương khung. Lần này Triệu Bân đã thật sự nghe được, liền đuổi theo hướng phát ra âm thanh. Không còn bị ảo cảnh gây hỗn loạn, lúc này hắn mới có thể tìm được đúng đường. Hắn tìm thấy thương khung ở dưới một gốc cây cổ thụ. Ở đây không chỉ có thương khung mà còn có đại trưởng lão ma gia, đại trưởng lão ma sơn cùng đại trưởng lão ma cung. Bốn người này dường như đang rất cao hứng, còn đang bận đánh nhau kịch liệt. Chính xác mà nói thì ba vị trưởng lão kia đang đánh hội đồng thương khung. Cảnh tượng giống như ba tên vô lại bắt nạt một thanh niên không hiểu sự đời. Triệu Bân hơi nhướng mày. Khi hắn nhìn kỹ hơn thì hắn mới nhận ra cả bốn người này đều không còn ý thức, hai mắt trống rỗng, thần sắc dại ra, hiển nhiên là đều đã trúng chiêu. Việc ba vị trưởng lão đánh hội đồng thương khung có lẽ là do tiềm thức thôi thúc, ngày thường chắc chắn là rất muốn động tay động chân với lão tổ, sẵn hôm nay liền đạt thành mong muốn. Triệu Bân làm như không nhìn thấy. Cứ tiếp tục đánh đi, đánh lâu thêm một chút cũng được. Tiểu Kỳ Lân cảm thấy thích thú. Ngồi chồm hổm như con chó săn nhìn thương khung bị đánh, có vẻ như nó cũng muốn nhảy lên cắn thương khung một cái, về phần cắn ở đâu thì còn phải xem tâm trạng của hắn. Cô thật sự rất biết chọn cứ điểm. Triệu Bân thầm nghĩ, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, cũng ngước nhìn bầu trời. Câu vừa rồi hắn đang nói với môn chủ La Sinh Môn, Vân U Cốc quả nhiên có thật, hơn nữa còn có ảo cảnh đáng sợ làm mê loạn tâm trí của người khác, ghê gớm hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. Bất luận là ai bước vào cũng sẽ bị ảo cảnh làm ảnh hưởng. Đến bây giờ thì đó là những gì mà hắn nhìn ra. Nhưng ở đây nhất định vẫn còn có những cấm chế khác, ví dụ như chu sát trận. Cất giấu bảo bối ở nơi này thì ngay cả cường giả thiên võ tới cũng không thể cướp lấy được. Keng, kiếm minh vang lên, đại trường lão ma gia đã lấy ra sát kiếm. Bên cạnh cung cũng đều đã lấy ra đạo mổ heo cảnh. Thấy vậy thì Triệu Bân mới phất tay đánh ra bốn tia tiên lực đánh biến người tình lại, tránh để cho bạn họ chém chết nhau. Đây, là ảo cảnh sao, lào tai đại trường lào ma sản cùng ma. Ta đã nói mà, nơi này làm gì lại đơn giản như vậy? Đây cũng có thể là ảo giác sao? Nào, đá ta một cái đi. Con mợ nó, nhẹ thôi. Ba vị trưởng lão lắc lư, huyên thuyên không dứt. Đến tận lúc này đầu óc của bọn họ vẫn còn hết sức choáng váng. Chắc chắn là từ lúc mới bước vào sơn cốc thì đã rơi vào ảo cảnh, nếu như không có Triệu Bân thì rất có thể bọn họ sẽ bị nhốt ở trong ảo cảnh này cho đến khi chết già. Bọn họ thì vẫn ổn. Còn thương khung thì đang chật vật không chịu nổi, vẫn còn đang nằm dạp trên mặt đất, thân thể vặn vẹo, miệng còn sủi bọt, mặc dù đã thoát ra khỏi ảo cảnh nhưng trước đó ông ta đã bị ba vị trưởng lão đánh ác đến mức ngất xỉu tại chỗ. Chúng ta đã đánh nhau sao? Thấy vậy. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Nhìn thấy thương khung bị đánh quả nhiên rất thích mắt. Triệu Bân im lặng, chỉ quan sát thiên địa, nơi này quá quỷ dị, phải tìm ra những người khác càng sớm càng tốt. Đi! Hắn không trì hoãn, một tay đỡ thương khung lên, một tay cầm bảo liên đăng soi đường. Ánh sáng của bảo liên đăng càng lúc càng sáng bao trùm lấy cả bốn người còn lại để tránh cho bọn họ lạc trong ảo cảnh lần nữa. Đèn của ngươi thật hữu dụng. Ba vị trưởng lão không ngừng liếc nhìn bảo liên đăng, ánh mắt của ai cũng rạng rỡ, ngọn đèn này còn có thể ngăn cách bọn họ với ảo cảnh,
nếu như sớm biết Triệu Bân có năng lực này thì bọn họ cũng không cần phải chật vật như vậy. Thương Khung đã tỉnh nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng. Nếu như thời gian lạc vào ảo cảnh là một giấc mộng thì giấc mộng đó đối với ông ta cũng thật sự quá chân thật rồi. Sau khi trải qua một giấc mộng thì toàn thân ông ta đều đau nhức giống như vừa bị người khác vây đánh 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Ông ta nên cảm tạ Triệu Bân. Nếu Triệu công tử không đến thì nhất định ông ta đã bị 3 vị trưởng lão chém thành nhân bánh bao. Không lâu sau bọn họ lại tìm được Đao Vô Ngân. Khi họ đến nơi thì Đao Vô Ngân đang cầm đại đao chém vào một vách đá sừng sững đã bị ông ta chém nát. Sau đó họ lại thấy lão tổ Bạch Gia đang chìm trong một vũng bùn đen giống như người chết đuối cố hết sức giãy giụa. So với lão tổ Bạch Gia thì lão tổ Mộ Gia lại càng chật vật hơn. Mỗi lần cường giả xuất trận thì ông ta đều bị thương không nhẹ, một cánh tay đã bị phế đi toàn thân đẫm máu, Lão Tề Tư Không là nhân nhà nhất, đang cầm một cành cây ngồi xem bên bờ sông câu cá, trong lòng sông cũng không yên ổn, có rất nhiều lão cường giả đang tám ở bên trong. Cùng may chỉ toàn là nam trưởng lão, nếu là nữ trưởng lão, há chẳng phải lúng túng lắm hay sao à, đàn bà kia lừa người phải không? Mấy lão già kia nổi giận đùng đùng, liên tục trước mắng. Triệu Bân chỉ hít một hơi thật sâu. Hắn không biết môn chủ La Sinh Môn có nói linh tinh hay không, hắn cũng không biết báu vật của cô ta có được giấu ở đây hay không, nhưng Vân U Cốc này chắc chắn là một cái bẫy. Trong những người từng tiến vào, không có thê thảm nhất, chỉ có kẻ này thê thảm hơn người kia. Đến tận lúc này vẫn còn khá nhiều người chưa được tìm thấy. Báu vật giấu đâu rồi? Thương Khung nhiều lần lên tiếng hỏi, đã bị thương đến mức này mà vẫn còn tâm trạng tìm báu vật. Chủ yếu là vì không cam tâm, bị chơi xỏ chật vật như thế mà không kiếm được thứ gì chẳng phải là xấu hổ lắm sao. Lúc nào đó, mà quân sống lại thì chắc sẽ mắng ông ta thêm một trận, làm cái gì cũng không nên thân mà. Báu vật giấu đâu rồi? Đây cũng là điều mà các trưởng lão muốn hỏi. Mỗi lần nhắc đến điều này, họ đều liếc mắt nhìn Triệu Bân. Triệu Bân khẽ lắc đầu, nhìn suốt dọc đường cũng không thấy báu vật đâu, hiển nhiên đây là một cái bẫy. Kìa, bên kia có một người. Đi tới một chỗ, tam trưởng lão của Ma Gia đột nhiên hô lên. Không ai bị mù, ai cũng trông thấy rồi. Là Phong Tế, ngày thường im hơi lặng tiếng như cục đất vậy, nhưng sau khi chúng phải ảo thuật thì cực kỳ hoạt bát, ông ta đang kéo một cây dây mây làm xích đu, cười như một tên ngốc. Có lẽ, bên dưới lớp vỏ lạnh lùng của ông ta cũng ẩn giấu một trái tim không yên phận. Để kỷ niệm thời khắc này, mấy lão già tự giác lấy ra tinh thạch ký ức, nghiêm túc chụp lại toàn bộ, sau này cho Phong Tế xem, để ông ta đừng xị mặt ra nữa. Đám đi cứ đi đi ngừng ngừng. Cứ đi tới một nơi là lại có một người được tìm thấy. Tuy rất chật vật, nhưng chí ít không ai mất mạng. Khi nhìn lại sơn cốc này trong trạng thái tỉnh táo, đám đông tỏ ra vô cùng kiêng dè. Mộng cảnh bao trùm sơn cốc, không thể đề phòng được, dù là cao thủ thiên võ tiến vào cũng sẽ trúng chiêu. Quả là đánh giá thấp môn chủ La Sinh Môn rồi, cô ta biết chọn chỗ quá. Dùng hết 9 ngày, họ mới tìm đủ người. Tuy đã đủ người rồi, nhưng không thấy Tiểu Kỳ Lân đâu cả. Đám đông ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Đến cả Triệu Bân cũng thế, là do hắn lơ đễnh hay là ý thức mơ hồ nên Tiểu Kỳ Lân chạy mất mà bản thân hoàn toàn không hay biết. Đi đâu rồi? Đám đông gãi đầu gãi tai, mặt mày mờ mịt. Nhiều lần hệ gọi mà cũng không thấy Tiểu Kỳ Lân hồi đáp, giống như thành thủ đột nhiên bốc hơi giữa nhân gian vậy, chẳng biết nó đã đi đâu, càng không biết Tiểu Kỳ Lân mất tích từ bao giờ cứ ra ngoài trước đi đã. Triệu Bân cầm, Bảo Liên Đăng, giữ ngọn lửa ở mức cao nhất, suốt dọc đường cùng khá bình lặng, học an toàn ra khỏi Vanukok. Chớ đi lung tung, Triệu Bân để lại một câu rồi lại chui vào sơn cốc. Đám người ở phía sau đưa mắt nhìn nhau rồi chỉ biết cười gượng. Dường như họ là kẻ vướng víu, tiến vào tìm báu vật mà chẳng tìm thấy gì, còn suýt nữa mất mạng ở bên trong. Tiểu Kỳ Lân, Triệu Bân cầm Bảo Liên Đăng, dọc đường vừa đi vừa gọi. Vân U Cốc tĩnh lặng không một âm thanh, càng không có tiếng đáp lời của Tiểu Kỳ Lân. Đêm dần khuya hơn, bên trong sơn cốc lại nổi lên sương khói mù mịt. Bởi vì cảm giác mông lung này nên Vân U Cốc càng thêm chút mộng ảo. Triệu Bân đi trong đó giống như đang dạo chơi trong mộng. Càng như thế thì hắn càng siết chặt Bảo Liên Đăng trong tay mình. Siết chặt mới tốt, nắm chặt mới an toàn. Hắn có võ hồn nên sẽ không dễ gì trúng ảo thuật.
Nhưng cũng phải xem là ảo thuật ở cấp độ gì, nếu là cấp tiên thì nó có thể cưỡi lên đầu lên cổ võ hồn luôn. Còn về phía Tiểu Kỳ Lân, chắc hẳn bẩm sinh đã miễn dịch với ảo thuật. Tiểu Kỳ Lân chắc chắn vẫn ở trong sơn cốc này, chẳng qua không dễ tìm thôi. Triệu công tử năng lực có hạn, chứ Nguyệt Thần thì thấy rất rõ ràng. Anh bạn nhỏ đó vô cùng cơ trí, tìm báu vật chuẩn xác vô cùng, lúc này đang ngồi xổm ở đó, đôi mắt tròn xoay nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng còn liếm mép, có lẽ vì nhìn quá xuất thần nên tâm trí đắm chìm, đến mức quên luôn bản thân. Một chuyện may mắn. Nguyệt Thần mỉm cười, khi thu hồi ánh mắt còn liếc nhìn chiếc nhẫn ma của Triệu Bân. Đợi đi, ai đó sắp tỉnh rồi. Đợi đi, ai đó sắp ăn đòn rồi. Tiểu Kỳ Lân. Tiếng gọi của Triệu Bân, mấy ngày không dứt. Hắn đi dạo quá nửa Vân U Cốc, nhưng càng lúc càng thấy choáng váng. Bấy giờ, hắn lại đưa ra một kết luận khác, sự vật trong sơn cốc cứ cách một thời gian lại chuyển động, giống như di thiên hoán địa, thay đổi vị trí cho nhau. Từ đó có thể thấy, sơn cốc này cũng có đại trận đang âm thầm lưu chuyển giống Đoạ Tiên Vân Hải, trận pháp thông thường sẽ không có uy lực này. Người tạo ra được thế giới lớn như vậy, chắc chắn là một vị tiên. Và lại, còn là một tiên nữ. Nhìn ba chữ Vân U Cốc mà xem, xinh đẹp biết nhường nào. Hửm. Đi đến một chỗ, Triệu Bân đột ngột dừng chân, dồn hết nhãn lực nhìn ra phương xa. Ngay một giây trước đó, bên ấy dường như có ánh sáng lóe lên, trùng hợp thay, bị hắn bắt gặp. Không nghĩ gì nhiều, hắn cầm bảo liên đăng đi về phía ấy. Cây cầu gỗ gãy nứt mà hắn từng đi qua trong ảo ảnh hóa ra thực sự tồn tại trong thực tế. Nước sông chảy róc rách rất dễ nghe. Đi qua cây cầu gỗ không phải hoa viên mà là một khu rừng trúc, màu trúc xanh khiến khung cảnh trước mắt như sáng lên. Nếu hắn không nhầm thì ánh sáng ban nãy xuất phát từ rừng trúc này. Đợi khi đi sâu vào trong rừng, hắn mới biết thứ phát sáng là một mặt gương được treo trên cọc, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, thỉnh thoảng phản chiếu ánh sao nên mới lóe lên ánh sáng. Triệu Bân nhìn xung quanh rồi mới sải bước về phía ấy, ánh mắt hắn rất kỳ lạ, ai rảnh rỗi treo gương ở đây thế này. Sau vài tiếng gọi không thấy ai đáp lời, hắn mới giơ tay tháo mặt gương xuống, lật qua lật lại để xem xét, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là mặt sau của tấm gương khắc hoa văn bí ẩn cổ xưa, hình dạng khá giống một đóa hoa đào. Có lẽ vì tò mò, hắn còn soi mình vào trong gương. Lần soi gương này khiến hắn phải đờ người ra. Người xuất hiện tấm gương kia không phải hắn, mà là một nữ tử với dung mạo tuyệt thế. Khi hắn nhìn vào, nữ tử trong gương còn nháy mắt với hắn. Giống như đang tròng ghẹo, tư thái quyến rũ, thậm chí có vài phần lẳng lơ, sau đó nàng ta che miệng cười trộm, ngón tay ngọc ngà như trong suốt. Phá! Triệu Bân thét một tiếng trong lòng, nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo. Khi nhìn vào gương lần nữa, trong gương là khuôn mặt của hắn. Hắn vô thức liếc sang nhìn bảo liên đăng, liên hỏa vẫn đang cháy, có tiên lực rót vào, ánh sáng của liên hỏa bao trùm cơ thể hắn, trong tình huống như vậy mà vẫn còn trúng ảo thuật. Sau khi tâm cảnh sáng rõ, hắn lại lấy gương ra nghiên cứu, không quên hà hơi vào mặt gương, sau đó lau nó vào y phục, lau tới khi sáng bóng, soi thêm vài lần cũng không có gì bất thường. Mặt gương không có gì bất thường nhưng chiếc nhẫn ma của hắn lại rung lên, rung đến mức hắn đứng không vững, chiếc gương trong tay bay vọt ra ngoài. Không đợi hắn kịp đứng vững, một cỗ quan tài bị chiếc nhẫn ma nhả ra ngoài. Đây là quan tài ngọc, cỗ quan tài phong ấn môn chủ La Sinh Môn. Đùng, quan tài còn chưa tiếp đã nổ tung, nói cho đúng hơn là bị một luồng uy thế chấn áp rất mạnh mẽ bên trong quan tài nổ tung, đến cả từng mảnh quan tài đã nổ ra cũng bị nghiền thành cho bụi. Triệu Bân hừ một tiếng, liên tục lùi về sau vì va chạm. Tới khi nhìn lại, một bóng dáng yêu kiều đã đứng phiêu diêu dưới ánh trăng, khải tượng diễn hóa xung quanh, khói xương vấn vít, thánh khiết như một trích tiên tại thế, đẹp như mộng như ảo. Cô ta chẳng phải là môn chủ La Sinh Môn đó sao? Huyết mạch thoát biến gặp vấn đề, bây giờ chắc hẳn đã vượt qua cửa ải đó rồi. Khí thế của cô ta đã mạnh hơn trước khá nhiều, sức mạnh của huyết mạch cũng tinh túy hơn. Thấy vậy, Triệu Bân quay đầu bỏ chạy. Bản lĩnh khá đấy nhỉ, còn tìm được cả Vân U Cốc. Sau lưng hắn, môn chủ La Sinh Môn cười khẩy, đuổi theo nhanh như cắt, tuy vẫn đang mỉm cười. Nhưng đôi mắt long lanh như hồ nước kia tràn ngập lửa giận. Chuyện ở Đoạ Tiên Vân Hải, cô ta vẫn còn nhớ đấy, nhưng chuyện sau khi phản lão hoàn đồng thì không có ấn tượng gì. Có điều,
tên tiểu tử này phong ấn cô ta trong quan tài bằng ngọc là giúp cô ta rồi, tinh túy bên trong cỗ quan tài cực kỳ có lợi cho quá trình huyết mạch thoát biến. Nếu đã thoát biến thành công thì phải tìm người nào đó tính sổ cho đàng hoàng rồi. Lão nương nằm gai nếm mật để đợi ngày này đây. Dù sao ta cũng đã cứu ngươi mà, thế mà ngươi dám lừa ta. Triệu Bân buột miệng chửi thề, trốn chạy mà chẳng hề quay đầu. Bây giờ hắn biết Vân U Cốc là một cái hố, thậm chí hắn còn nghi ngờ nơi này căn bản không phải chỗ môn chủ La Sinh Môn giấu kho báu. Ta nói gì ngươi cũng tin. Thấy Triệu Bân chịu thiệt, môn chủ La Sinh Môn cười khanh khách. Nhưng nụ cười của cô ta dường như hơi rùng rợn, càng cười thì ngọn lửa trong mắt càng thêm đượm, chỉ thiếu mỗi một câu, bà đây đang giận lắm nhé. Ở phía trước, Triệu công tử đã ôm ngực. Chơi dao lắm có ngày đứt tay, trước giờ chỉ có hắn đi lừa người khác, không ngờ gừng càng già càng cay, hắn bị môn chủ La Sinh Môn chơi một vố, tin vào nước mắt đàn bà. Đêm đó cô ta khóc lóc thật chân như vậy, có trời mới biết cô ta đang diễn trò. Phía sau lưng, môn chủ La Sinh Môn nhíu mày, vô thức nhìn lên phía trên, vẫn thấy ánh sáng mộng ảo bao quanh. Nơi này tuy không phải chỗ cô ta giấu kho báu, nhưng cô ta cũng từng tới không chỉ một lần, lần sau nhếch nhác hơn lần trước, bởi lẽ mộng cảnh ở Vân U Cốc đã vượt trên cảnh giới thiên võ, dù với tu vi của cô ta cũng liên tục trúng chiêu. Thế nhưng có một điều cô ta không hề lừa Triệu Bân, sơn cốc này thực sự có kho báu. Khốn nỗi mộng cảnh bao trùm, cô ta tiến vào nhiều lần mà không tìm thấy báu vật. Đột nhiên, cơ thể của cô ta được bao phủ bởi một quầng sáng, đến cả và hồn cùng trang bị thêm cấm chế dùng để đối phó với ảo ảnh. Đợi khi thu hồi tầm mắt, cô ta nhìn Triệu Bân, nhắm tới bảo liên đăng trên tay hắn. Ngọn đèn ấy rất kỳ dị, có thể ngăn cản được mộng cảnh, nếu cướp lấy nó là có thể ngang nhiên đi lại ở dân núi cốc, không sợ ảo ảnh nữa, cứ yên tâm tìm báu vật. Nghĩ đến đây, cô ta lập tức giơ tay túm lấy nó qua khoảng không, lòng bàn tay có phù văn, giữa những ngón tay cũng có hoa văn bí ẩn, tạo thành một thứ xiềng xích đáng sợ, khóa chặt lấy Triệu Bân. Ta trốn. Triệu Bân đã đoán được từ trước, dùng thuấn thân thoát ra khỏi khu vực này. Sau đó chỉ thấy hắn cắm đầu xuống sông. Có lẽ vì đuổi theo quá nhanh, không phanh kịp, môn chủ La Sinh Môn cũng cắm đầu xuống theo. Đợi khi nhìn lại, đó chẳng phải sông. Đó là một cái hồ. Hồ nước này rất kỳ dị, nó có trọng lực rất khủng khiếp, nếu không, Triệu Bân cũng không cắm đầu vào đó. Mạnh như môn chủ La Sinh Môn còn trở tay không kịp. Đúng là cô ta từng tới Vân U Cốc mấy lần, nhưng hiểu biết chỉ như một góc của tảng băng chìm, quá nhiều nơi quỷ dị mà cô ta không hay biết. Ví dụ như mặt hồ này, nhìn từ ngoài vào chẳng thấy gì, sóng nước lóng lánh, nhưng một khi tiến vào phạm vi của hồ nước sẽ gặp phải trọng lực đáng sợ. Vì không kịp trở tay nên mới cắm đầu xuống sông đây mà. Phụt! Triệu Bân phun ra một búng nước hồ. Sau đó, hắn lại lặn xuống đáy. Rơi vào hồ nước này mới biết. Không chỉ trọng lực mạnh đến đáng sợ, bên dưới còn có lực hút đáng sợ không biết, cũng không biết là bị đè xuống hay là bị hút xuống. Phụt! Môn chủ La Sinh Môn cũng gặp cảnh chật vật không kém gì. Hình ảnh uyên ương hí thủy này chẳng đẹp đẽ gì. Một người là Thánh tử Thiên Tông, một người là môn chủ La Sinh Môn, từ khi rơi xuống hồ nước này giống như hai con vịt cạn chết đuối, bị bõm một hồi, liên tục ngoi đầu lên rồi cũng liên tục chìm xuống, bị sặc nước hồ nên nước mắt lưng tròng. Ta trốn. Triệu Bân ùm một tiếng, lại ngoi lên. Thời khắc đó, hắn dùng thiên nhãn nhắm tới một tảng đá bên ngoài hồ nước, thay đổi vị trí với nó để thoát ra khỏi cái hồ này. Đùng. Sau đó tới lượt môn chủ La Sinh Môn, không biết dùng bé pháp gì, cô ta gắng gượng nhảy ra, ầm ầm tiếp đất, vì không đứng vững nên suýt cắm đầu xuống, toàn thân ướt dùng vô cùng chật vật, cùng chính vì toàn thân ướt sũng nên y phục dính sát vào cơ thể tên lên ước dáng yêu kiều. Triệu công tử trông thấy, bằng chiếc cảm thấy lễ mũi chảy ra chất lỏng ấm áp. Còn dám nhìn à, môn chủ La Sinh Môn hai má ửng hồng, lửa giận trong mắt rực cháy, chân nguyên cuồn cuộn bốc lên, thoáng chiếc đã hong khô vết nước, đồng thời vung trưởng qua không trung. Soạt! Triệu Bân không dám nhìn thêm, quay đầu bỏ chạy. Sau lưng hắn là tiếng nổ vang trời, một trưởng của môn chủ La Sinh Môn bá đạo tới mức nào, cả đỉnh núi sừng sững bị trưởng của cô ta đánh sập. Mỗi một viên đá vụn cũng cuốn theo khí thế mạnh mẽ, làm chân nguyên hộ thể của Triệu Bân bị nứt ra. Đi đâu hả? Môn chủ La Sinh Môn thét lên, phất tay ra một đống kiếm khí.
Đương nhiên đòn tấn công của cảnh giới thiên võ rất mạnh, đừng thấy là chiêu quần công nhưng kiếm khí của môn chủ La Sinh Môn lại có sức mạnh hủy diệt, vô số cây cổ thụ bị chém gãy, đến cả vách đá cứng rắn cũng bị chém nứt như một tờ giấy. Bụp, keng. Triệu Bân dùng hồn ngự kiếm để nó bay quanh mình, vừa trốn tránh vừa phòng ngự. Tất cả kiếm khí bổ tới đều bị chặn lại, tiếng leng keng như kim loại va vào nhau không ngừng vang lên bên tai, tia lửa tóe ra liên tục, may là Triệu Bân hắn, nếu đổi thành cảnh giới địa tạng đỉnh cao khác thì đã sớm bị chém thành một đống thịt nát rồi. Mộ Thiên, Tàn Nguyệt. Môn chủ La Sinh Môn quát, giơ một tay ra bấm ấn quyết. Bỗng dưng, bầu trời rung chuyển, bên trên diễn hóa ra một vầng trăng, một mặt trăng không hoàn chỉnh, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Ánh trăng mang theo ý cảnh mộng ảo, đầy ma tính, chiếu lên người Triệu Bân thì biến thành phong ấn cực mạnh. Tàn Nguyệt cái đầu ngươi. Triệu Bân chửi thầm trong bụng rồi tinh luyện tiên lực thành cửu tự chu tiên quyết bay ngược lên trời, bổ tan trăng khuyết, đến cả ánh trăng chiếu xuống cũng biến thành một vùng tối rồi biến mất giữa trời đất. Vẫn chưa hết. Theo sau trăng khuyết là bầu trời đầy sao. Ánh sao kỳ dị hơn cả ánh trăng lúc nãy, nó mang theo sức hóa diệt cực mạnh, hễ nơi nào bị ánh sao chiếu xuống, bất kể là hoa cỏ hay cổ thụ, tất cả đều sẽ lập tức khô héo ngay. Triệu Bân đứng bên dưới đương nhiên cũng khó tránh được. Tiên lực vần quanh, chân nguyên cuồn cuộn đều lập tức biến mất, đến cả võ hồn cũng yếu đi. Chuyện này làm hắn vô cùng kinh ngạc. Không hổ là cảnh giới thiên võ, có không ít thủ đoạn thông thiên. Nhưng, Triệu Bân hắn cũng đâu phải hạng tầm thường, hắn cầm Long Uyên chìa về hư không phía xa, cường chế vận dụng tiên lực trong đan hải, dùng kiếm Long Uyên làm gốc, kéo dài mũi kiếm lên tận trời, nếu nhìn từ xa. Ai không biết còn tưởng hắn đang cầm một thanh kiếm ảnh sáng dài cả trăm trượng nữa phá cho tái. Triệu Bân hét đầy lạnh lùng, rung động bầu trời, khuấy tới mức phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, những ngôi sao lấp lánh thi nhau nổ tung rồi biến thành những đếm sáng nhỏ, điểm xuyết trên bầu trời tối đen hay lắm cả ngân kiếm khuấy. Môn chủ La Sinh Môn bắt đầu thấy kỳ lạ khi cục diện bị phá liên tục. Có vẻ như tên nhóc này đã mạnh hơn nhiều so với những gì trong ký ức của cô ta. Rõ ràng là cảnh giới địa tạng đỉnh cao nhưng sao lại có khí ẩn của cảnh giới chuẩn thiên. Thêm nữa, quanh người hắn đang có dị tượng, là dị tượng huyết mạch à. Ngay cả tim cô ta cũng phải đập nhanh khi thấy nó. Cô ta đang nhìn, Triệu Bân lại thay đổi hình thái, là hình thái tóc vàng. Chuyện này, Triệu Bân hơi giật mình, chính hắn cũng kinh ngạc. Vốn dĩ đang bỏ chạy nhưng lơ mơ thế nào để rơi vào trạng thái này. Đến Triệu Bân còn ngơ ngác ra thì càng không cần phải nói đến môn chủ La Sinh Môn đang truy sát hắn. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta híp lại, chắc đó là một loại thiên phú truyền thừa trong huyết mạch, có thể giúp bùng nổ sức chiến. Đấu trong thời gian nhất định nhưng tăng cường chiến lực thế này thì quá bá đạo, đáng sợ hơn bất cứ cấm thuật nào mà cô ta từng biết. Hay lắm! Triệu Bân hét lớn rồi đột ngột dừng lại, dẫm chân làm mặt đất rạn nứt. Hình thái tóc vàng cực kỳ bá đạo. Mỗi một huyệt vị đều như đang tỏa ra sức mạnh căn nguyên, năng lượng vô biên như tràn ngập khắp các ngóc ngách trên cơ thể, sức mạnh này đã mang đến cho hắn sự tự tin vô cùng. Tự tin gì? Tự tin là có thể đánh tay đôi với môn chủ La Sinh Môn. Trên thực tế, hắn thật sự đã phản công, khí hải màu vàng vô cùng bá đạo. Triệu Bân không nói nhảm, lập tức tấn công, đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, trưởng ấn. Không ngừng tung ra. Khí thế như vậy thì chỉ thiếu mỗi câu, ta đây thiên hạ vô địch. Con người không thể quá tự tin. Nếu tự tin quá thì sẽ sướng tới tê người. Triệu công tử lúc này có vẻ đã tự tin hơi quá, với trạng thái tóc vàng, hắn có năng lực phân tranh cao thấp với môn chủ La Sinh Môn. Trên thực tế, từ khi phản công, dường như hắn chưa từng đứng vững, môn chủ La Sinh Môn tung trưởng liên tục, đánh đến mức không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc. Không phải vì năng lực hắn yếu mà vì tu vi và sức mạnh của đối thủ đều trên cơ hắn. Ở cảnh giới địa tạng, trạng thái lúc này của hắn đã là trạng thái chiến đấu đỉnh cao, thậm chí có thể nói là mạnh nhất dưới cảnh giới thiên võ. Nhưng đáng tiếc người mà hắn đang chiến đấu lại là môn chủ La Sinh Môn cao thủ cảnh giới thiên võ chân chính. Hơn nữa, cô ta còn không phải là cảnh giới thiên võ bình thường. Trong tình huống như thế, hắn không ăn đập thì còn ai ăn đập nữa. Đây là cảnh giới địa tạng sao? Môn chủ La Sinh Môn vô cùng kinh ngạc. Từ khi thăng cấp lên cảnh giới thiên võ, đây là lần đầu tiên cô ta đánh nhau với cảnh giới địa tạng mà lại tốn sức đến thế,
không biết tên nhóc đó ăn trúng thuốc súng hay tiêm máu gà mà lại sống dai như tiểu cường thế không biết, đánh thế nào cũng không hạ gục được. Đây là cảnh giới thiên võ sao? Cõi lòng của Triệu Bân dậy sóng, không ngờ chiến lực mạnh nhất của hắn mà vẫn không làm gì được môn chủ La Sinh Môn, cảnh giới thiên võ đúng thật là danh bất hư truyền. Đánh không lại. Không biết bao nhiêu hiệp rồi, Triệu Bân hoảng hốt, quay đầu chạy lần nữa. Vèo. Môn chủ La Sinh Môn nhanh như một tia sáng, bám sát không tha. Bùm, quỳnh. Vân U Cốc trong đêm không còn sự yên tĩnh. Triệu Bân vừa chạy vừa đột, môn chủ La Sinh Môn lại vừa đuổi theo vừa đánh, hai người họ vừa rượt bắt vừa đánh nhau, tiếng nổ vang rền cả trời đất, thung lũng đang yên đang lành đã trở nên tan tác vì hai người họ. Bên trong náo nhiệt thật đấy. Bên ngoài thung lũng, các trưởng lão đều hóng tai nghe. Là dư âm của đại chiến. Tên nhóc đó đang đánh nhau với ai? Lẽ nào còn có nhân vật đáng sợ trong thung lũng? Mọi người lẩm bẩm, đang muốn vào trong giúp đỡ. Nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Mấy người bọn họ chỉ là gánh nặng, vào đó chỉ ngáng chân thêm mà thôi. Xuyệt. Bỗng nhiên, Thương Khung ra hiệu im lặng. Mọi người nghe thấy thì đều nín thở, chắc họ cũng cảm nhận được nên tất cả đã cùng nhìn về một hướng, có tiếng sột soạt vang lên từ sâu trong tầng mây mù, hình như có kẻ đang chạy về phía này. Tránh ra. Thương Khung phất tay, dẫn đầu nấp vào trong bóng tối. Mọi người cũng không ngồi yên, ai cũng tự tìm chỗ ẩn nấp, lặng lẽ chờ đợi người đến. Dưới sự quan sát của bọn họ, một người áo đen chạy ra từ trong mây mù. Có lẽ vì quá tối, hoặc cũng thể là bởi đối phương che chắn quá kỹ nên bọn Thương Khung không nhìn rõ được mặt, chỉ biết khí tức đối phương rất quái dị, hay nên nói là tên này không có khí tức, rõ ràng là tu vi cảnh giới chuẩn thiên nhưng không để lộ ra chút chân nguyên nào. Người áo đen đã dừng lại. Đứng sừng như một bức tượng trước Dơ Nục Cốc, không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn vào tấm bia đá. Một lúc rất lâu cùng không thấy tên này nhúc nhích cử động. Bắt lấy, Thương Khung lạnh lùng hét lên. Người áo đen nghe thấy thì vộc và bỏ chạy. Chạy đi đâu? Các trưởng lão hét lớn, ào ào xông hết ra, đồng thời dùng phép phong ấn. Người áo đen vừa mới chạy chưa được hai bước đã lập tức bị khống chế ngay. Nào! Để ông xem thử là con cái nhà nào. Đại trưởng lão Ma Cung trở tay hất áo choàng đen lên. Là một người đàn ông trung niên đầu tóc rối bời. Dù đã bị giật áo choàng ra nhưng nửa khuôn mặt vẫn bị mái tóc xóa xuống che hết. Hơn nữa người này rất kỳ lạ, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Bị trấn áp đến mức đó mà vẫn không hề có sự thay đổi cảm xúc. Vẻ mặt cứng đờ, hai mắt trống rỗng cứ như một con rối. Nhưng ông ta thực sự là một người sống. Hiển nhiên người này đã bị người ta khống chế tâm thức. Ngụy bí giả sao? Thương Khung chau mày, giật rách vạt áo trước ngực ông ta, từ đó có thể nhìn thấy trên ngực của người này có khắc một chú văn màu đen. Tất cả mọi người híp mắt quan sát, nhìn dáng vẻ và trạng thái của người này, có vẻ rất giống với ngụy bí giả mà Triệu Bân đã miêu tả, chú văn phía trước ngực ông ta là ví dụ điển hình nhất. Sao trông mặt quen thế nhỉ? Tới lượt tam trưởng lão ma ra giơ tay vén mái tóc đang xõa trên nửa khuôn mặt của người áo đen lên để nhìn rõ hết khuôn mặt. Phần lớn mọi người đều thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy mặt của ông ta, Tiêu Hồn. Tiêu Hồn là ai? Lục trưởng lão Bạch Gia khẽ hỏi. Vốn là đại thống lĩnh doanh thứ 6 Trấn Ma Ti. Đao Vô Ngân trả lời, ông ta cũng từng là người của Trấn Ma Ti nên làm gì có chuyện không nhận ra. Đương nhiên các truyền nhân của ma vực từng là kẻ thù không đội trời chung với Trấn Ma Ti cũng nhận ra, trong đó có không ít người còn từng đánh nhau với ông ta. Nghe nói ông ta đã quy ẩn giang hồ hơn 10 năm rồi. Không ngờ vẫn còn sống, còn trở thành ngụy bí giả nữa. Mọi người vây quanh Tiêu Hồn, nhìn ngang liếc dọc, bọn họ chỉ mới nghe nói đến ngụy bí giả thôi nên đây là lần đầu tiên được nhìn thấy, đúng là chính xác với hai chữ ngụy bí, dù nhìn từ góc độ nào, mọi thứ đều lộ ra sự bí ẩn lạ kỳ. Đúng là rất kỳ lạ. Thương Khung chuyên nghiệp nhất, tiến tới sát nhất. Ông ta là người ham học, rất thích nghiên cứu, chân đi lòng vòng quanh Tiêu Hồn. Hai tay còn không chịu ở yên mà cứ sờ tới sờ lui trên người đối phương, ngụy bí giả này rất thú vị. Nhưng nghiên cứu cả đêm mà vẫn chưa có thành quả gì. Người thì chủ là thiên tài tam trường Lào Ma Điện hít một hơi thật sâu, nói với vẻ đầy cảm xúc. Không ai lên tiếng phản bác, ma chủ ám hắc đã khiến không. Biết bao nhiêu người sập bẫy, nghe Triệu Bân nói người thì chú là quỷ minh ha. Nếu như cảnh giới thiên võ mà không nói võ đức thì ai mà trốn được.
đợi đến khi quỷ minh quay về, đại hạ sẽ rất náo nhiệt cho xem. Các trưởng lão cũng bắt đầu có hứng thú, mỗi người một câu, luyên thuyên không ngừng, mà hễ một câu là lại dán thêm một lá bùa phong ấn lên người tiêu hồn. Phong ấn là tốt, phong ấn là an toàn. Họ sợ nửa đêm ngụy bí giả này lại lang thang khắp nơi. Đợi đến khi Triệu Bân ra ngoài, họ sẽ đưa ông ta về thành Thiên Thu, từ từ nghiên cứu. Nhắc đến Triệu công tử, mọi người lại tụ tập trước thung lũng. Tiếng động ầm ĩ của cuộc chiến vang lên gần cả đêm rồi mà vẫn chưa chịu ngừng lại. Ai cũng thấp thỏm khi nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, họ đang lo lắng cho Triệu Bân. Nhắc đến Triệu công tử, đúng thật là hắn đang rất thê thảm. Dù sao thì đối thủ mà hắn gặp phải cũng là một cảnh giới thiên võ thực thụ. Bị cảnh giới thiên võ truy sát lâu như thế mà vẫn còn giữ được mạng đến giờ, điều này cũng đã đủ để hắn kiêu ngạo với thiên hạ rồi. Môn chủ La Sinh môn tung chiêu, va chạm với mặt đất tạo thành âm thanh to lớn. Cô ta cầm lấy kiếm quang, sức mạnh vẫn mang tính hủy diệt như trước đây. Vù! Triệu Bân cầm Long Uyên, chặn ngang trước người. Kiếm quang bay đến ngay sau đó, đập chính xác lên kiếm Long Uyên. Long Uyên cũng rất lợi hại, chặn đứng được chiêu đó nhưng Triệu Bân lại bị chấn đến hộc máu, bay ngược ra sau, cánh tay nổ tung tóe. Hắn như một bao cát lớn, tè vào trong một rừng hoa đào. Rừng hoa đào đó hơi kỳ lạ. Hoa trên cây đều có màu đỏ thắm giống như từng bị nhuốm máu, ngoài ra, mây mù trong rừng cũng được nhuộm đỏ, còn có mùi thơm. Môn chủ La Sinh Môn đuổi sát ngay sau đó, vung kiếm chém ra. Chưa chịu thôi hả? Triệu Bân lớn tiếng mắng, tức giận mở ra một con đường khác. Hắn không mắng thì thôi, mắng kiểu đá xong là môn chủ La Sinh Môn đánh càng mạnh tay hon. Bùm, mình, tiếng nổ lớn lại vang lên, rừng đào tàn tại nếu như có người ngoài ở đây, nhất định người ta sẽ cảm nhận được sự thay đổi rất vi diệu. Thay đổi vi diệu thế nào? Đó là uy thế của hai người đang yếu dần. Bất kể là Triệu Bân hay là môn chủ La Sinh Môn, cả hai đều đã trở nên lờ đờ, bắt đầu mất ý thức trong việc kiểm soát nên đòn tấn công của hai người cũng không còn chuẩn xác nữa, đến cả bí pháp cũng mất đi ý vận vốn có. Triệu Bân rên rỉ, dáng vẻ hắn đã trở nên bất thường, mặt bỗng dưng đỏ ửng, cả người như bị lửa thiêu đốt, đôi mắt vốn dĩ sâu thẳm cũng trở nên lờ đờ, tinh thần vốn tỉnh táo cũng dần trở nên mơ hồ, lảo đảo giống như một người say rượu. Người trước mặt hắn cũng vậy, đến đứng cũng không đứng vững, mặt mày đỏ bừng, đôi mắt treo veo cũng lờ đờ như Triệu Bân, giống như đang chìm vào giấc mộng. Nóng. Rất nóng. Vô cùng nóng. Đây là cảm giác lúc này của hai người họ. Cực lạc tán. Ánh mắt của môn chủ La Sinh Môn lờ đờ, cô ta đang nhìn đám mây mù đỏ thắm đang bay trong rừng. Là sương mù mê tình có cấp độ rất cao, nó mạnh đến mức cô ta cũng không cách nào hóa giải được. Mẹ kiếp, chết tiệt. Triệu Bân hét lên, dường như hắn cũng đã nhìn ra được vấn đề. Nhưng nhìn ra cũng không có tác dụng gì, căn nguyên huyết mạch gì đó, chân nguyên tiên lực gì đó, toàn bộ đều vô nghĩa ở đây, người có ý chí kiên định như hắn mà cũng bị rối loạn thần trí đến mức như muốn sụp đổ, còn dục vọng nguyên thủy nhất thì lại đang được đánh thức từng chút một. Môn chủ La Sinh Môn cũng không tốt hơn là mấy, tinh thần rối loạn, mơ màng như đang trong giấc mộng. Không còn phân biệt được thực và hư, đôi mắt trong như nước cũng đầy khát khao, cô ta cởi quần áo ra, để lộ làn da trắng trẻo và nõn nà, bóng loáng từng centimet. Mùi hương mê hoặc của cô ta như biến thành một loại thuốc độc chí mạng. Khí huyết cuộn trào của hắn cũng như biến thành một loại chú ma. Cùng giới thì bài trừ, khác giới thì thu hút nhau. Dục vọng nguyên thủy nhất đã khiến họ quên đi tất cả. Mây mù càng ma mị hơn. Từ từ che lấp bóng dáng của hai người họ. Cùng với tiếng phụ nữ thét lên, mây mù trong đêm lại trở nên mông lung mộng ảo, như tấm rèm che bên giường đang từ từ kéo xuống. Bên ngoài Vân U Cốc, đám đông cường giả vẫn còn đợi ở đó, hoặc là khoanh chân ngồi dưới đất, vùi đầu lau chùi binh khí, hoặc là ngả người vào gốc cây, khoanh tay ngủ gật, hoặc là cầm tẩu thuốc chẹp chẹp nhả khói. Sao vẫn chưa ra nhỉ? Đám đông đã hỏi câu này rất nhiều lần. Không ai đưa ra câu trả lời, cũng không một ai dám vào trong lần nữa, không có liên hỏa từ bảo liên đăng bảo vệ, tiến vào chỉ thêm rắc rối, đến cả người bình thường hay hô hào như thương khung cũng biết sợ rồi, ỉu xìu ủ rũ. Từng có khoảnh khắc, không ít người phải ngước nhìn lên.
Cũng trong lúc đó, không ít người nhìn về phía Vân U Cốc. Người có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là tiếng rên rỉ của phụ nữ. Mấy vị trưởng lão chụm đầu vào nhau, ngồi bên ngoài Vân U Cốc mà lầm bầm. Tiếng rên rỉ. Lời này vừa thốt ra, những người khác cũng ghé lại, đến cả mấy vị đang ngủ gật cũng tỉnh táo ngay lập tức, Thương Khung không nghiên cứu ngụy bí giả nữa, chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Một đám người đen thùi lùi ngồi thụp bên ngoài Vân U Cốc, vỉnh tai nghe ngóng tình hình bên trong. Đúng thật này. Sao ta không nghe thấy? Xuyệt, ngươi đừng lên tiếng. Con người mà, nhất là mấy kẻ vô liêm sỉ ấy, một khi có chung sở thích thì ghê gớm lắm, ví dụ như mấy lão già này, bây giờ không biết giới hạn liêm sỉ là thứ gì nữa rồi. Các nữ trưởng lão thì xa sầm mặt mũi. Không ai ngó ngàng tới nữ trưởng lão, họ còn đang bận nghe kia kìa. Phải nói là thính lực của họ tốt thật, khoảng cách xa như thế mà vẫn nghe thấy được, có lẽ cùng bởi ai kêu rên sỉ quá to, lại vào lúc đêm khuya thanh vắng, chẳng phải rất dễ nghe thấy sao. Rừng hoa đào, khói sương mịt mùng, đọc tiếp tại bên dưới lớp khói sương, cảnh tượng kiều diễm vệ cùng. Bề mắt ghế, cảnh tượng kiều diễm như thế làm sao lại không có khán giả được. Cảnh tượng kiều diễm như thế, đâu thể vắng bóng vị thần tú nhi được, ngày thường. Nếu không đánh lại lời nguyền thì cũng bị lời nguyền đánh, khô khan vô cùng, chỉ đợi cảnh tượng này để phấn chấn tinh thần. Đợi đến tàn cả hoa. Cuối cùng cũng có chút phúc lợi rồi. Quỳnh. Lời chúc vĩnh hằng từng rung lên bần bật không chỉ một lần, dường như đang kháng nghị. Kháng nghị với ai cơ? Với nguyệt thần đấy, đang đánh trận mà, chú tâm một tí được không? Chú tâm chứ. Phải tập trung vào. Nếu Tú Nhi có tinh thần thì cũng mạnh mẽ lắm đấy. Vừa đánh trận vừa xem ghi hình trực tiếp, không thể bỏ lỡ việc này. Họ đánh trận này suốt 3 ngày 3 đêm. Tú Nhi cũng xem ghi hình trực tiếp suốt 3 ngày 3 đêm. Bên ngoài Vân U Cốc, mấy lão già kia cũng nghiêm túc lắng tai nghe suốt 3 ngày 3 đêm. Thế này thì lâu quá rồi đấy. Mấy lão già vừa quệt máu mũi vừa cảm thán không ngừng. 3 ngày 3 đêm lận đấy. Không mệt à, không buồn ngủ à, không đau lưng à. Rừng hoa đào. Vẫn là khu rừng hoa đào đó. Chẳng qua, dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm, khói sương hồng ửng đã tan hết, hay nói cách khác, khói sương hồng ửng chỉ bay vào ban đầu, trùng hợp làm sao lại để một nam một nữ gặp phải. Nhắc tới một nam một nữ kia, cuối cùng họ cũng ngừng lại. Triệu Bân ngủ rất say, dường như đang mơ thấy mộng đẹp, trên gương mặt viết rõ chữ sướng. Bên cạnh hắn, môn chủ La Sinh Môn nằm ngủ ngon lành. Gương mặt xinh đẹp vẫn còn ửng hồng, điều kích thích nhất là y phục của cô ta cực kỳ hỗn độn, vài bông hoa đào đỏ rực rất kiều diễm. Nơi này không có giường. Nhưng hai người đã đồng sàng cộng trầm dưới ánh nắng sáng sớm, Triệu Bân chậm rãi mở mắt ra. Không chậm hơn là bao, mi mắt của môn chủ La Sinh Môn cùng rung rung, sau đó mở ra ta là ai? Ta đang ở đâu? Hai người bất động mất vài giây, cũng không ai nói gì, một trái một phải lẳng lặng nhìn bầu trời. Có lẽ vì dược lực quá mạnh, cũng có thể vì quá mệt mỏi, đến giờ vẫn còn thấy choáng váng kìa. Vài ba giây sau, hai người mới liếc sang, bốn mắt nhìn nhau. Lần nhìn nhau này kéo dài vài ba giây, thần sắc cả hai đờ đẫn. Cơ Ngân. Hiểu nhầm, đây là hiểu nhầm thôi. Đứng lại cho ta. Rừng đào bỗng chốc rối tinh rối mù, tiếng ồn vang vọng khắp nơi. Người nào đó lại bị truy sát, vừa bò vừa lết. Vừa chạy vừa mặc quần áo. Có lẽ vì chạy quá vội nên còn cầm nhầm quần áo, áo của môn chủ La Sinh Môn bị hắn chỏng xuống dưới chân, vị phía sau còn ghê hơn, quần của Triệu công tử bị cô ta mặc thành áo, đến cả Nguyệt thần trông thấy cũng không khỏi cảm thán. Mặc kiểu gì mà được vậy? Chuyện này chẳng có gì, chủ yếu là tư thế của hai người kia. Triệu công tử trốn chạy cứ lắc bên nọ lắc bên kia, môn chủ La Sinh Môn đuổi theo cũng lảo đảo, từ đằng xa nhìn lại. Chẳng khác nào hai con ma men uống quá chén, đầu óc váng vất, có thể cắm đầu xuống đất bất cứ lúc nào. Nói tóm lại là, đứng không vững. Tại sao đứng không vững? Vì nhũn chân đó. Đùng, binh, đùng. Vân U Cốc yên bình chẳng quá ba ngày, lại vang lên tiếng nổ. Bên ngoài sơn cốc, mấy lão già đứng dậy, ai nấy vểnh tai nghe ngóng. Trước đó là tiếng rên rỉ, còn bây giờ chắc hẳn là một hồi đấu đá, có người đánh nhau ở bên trong. Mẹ kiếp, người bị điên à? Tiếng chửi giống nhau như lúc này vang lên trong lòng Triệu Bân và môn chủ La Sinh Môn. Mắng ai thế?
Tất nhiên là mắng chủ nhân của Vân U Cốc rồi, có thể tạo ra đại thế giới như không gian này, đối phương chắc chắn là một vị tiên, còn là một vị tiên rảnh rỗi quá mức, tạo ra hẳn một khu rừng hoa đào mê tình. Dù sao cũng là tiền bối, tại sao không có tí liêm sỉ gì vậy? Không biết tới lúc nào, tiếng nổ đi đùng mới chấm dứt. Môn chủ La Sinh Môn dừng lại, không phải về không đuổi nữa, mà là không thấy bóng dáng Triệu Bân đâu. Co ngân, môn chủ La Sinh Môn siết chặt nắm đấm, cùng không biết là vì thẹn hay là vì giận, cậu ta giống như một thiếu nữ đang nổi điên, tức tối dậm chân, nét ứng hồng trên mặt vẫn không tiêu tán đi được, không những vậy mà còn lan tới tận cổ. Đêm qua tuy cô ta không còn ý thức, nhưng một số ký ức vẫn in hẳn vào linh hồn như lạc ấn, muốn xóa cùng không xóa được. Chính vì không xóa được, cô ta mới không kiềm nên nổi mà âm mặt. Suốt 3 ngày 3 đêm qua, cô ta rên rỉ dâm đãng tới mức nào chứ? Khắc ta! Tên đó khắc ta! Đường đường là cao thủ thiên võ mà quá chật vật, lần đầu tiên bị hắn bẫy cho một vố, toàn thân chi chít vết thương, lần thứ 2 rơi vào đọa tiên Vân Hải, cải lão hoàn đồng, lần thứ 3 thì mất luôn trinh tiết. Đừng đùa nha, đồ đệ của ta cũng là lần đầu đó. Thần linh ấy mà, Tú Nhi nói năng công bằng lắm. Phù! Đến khi xuất hiện lần nữa, Triệu Bân đã ở trong một khu rừng và thở hồng hộc, chủ yếu vì chân nhũn quá, mặt cũng đỏ bừng bừng. Trước đấy hắn vẫn là một thanh niên tốt vô cùng trong trắng nhé, đâu từng trải qua chuyện này. 3 ngày 3 đêm quấn quýt giống như một giấc mơ vậy. Có phải ảo ảnh không nhỉ? Qua hồi lâu, hắn mới khoanh tay ngồi thụp xuống dưới gốc cây, cố gắng nhớ lại 3 ngày 3 đêm ấy, càng nghĩ càng đỏ mặt tía tai, lỗ mũi còn chảy ra chất lỏng nong nóng. Cảnh tượng kiều diễm ấy cũng giống như lạc ấn in sâu vào tâm hồn hắn, dù đến tận lúc này, hắn vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng của môn chủ La Sinh Môn quanh quẩn bên tai, càng nghe càng thấy rối bời. Tóm lại, đó không phải ảo ảnh. Tóm lại, hắn đã không còn là thanh niên tốt trong trắng thuần khiết nữa rồi. Cơ ngân, lăn ra đây. Khi hắn đang nghĩ thì tiếng gào hét của môn chủ La Sinh Môn vang lên. Không ra, ở đây mát mẻ hơn, Triệu công tử khoanh tay ở đó, không hề nhúc nhích. Không những không thể ra ngoài mà còn phải trốn cho thật kỹ, lỡ như vô tình bị ả đàn bà đó tóm được thì không chỉ đơn giản là bị treo lên cây đâu, chưa biết chừng còn phải vào cung tìm việc mà làm nữa đấy. Đừng để ta tìm thấy ngươi. Môn chủ La Sinh Môn đứng trên đỉnh núi, tức nổ phổi. Cô ta vừa dứt lời thì trên cơ thể tỏa ra một thứ ánh sáng khác thường, như mộng như ảo dưới ánh trăng, thậm chí còn diễn tiến thành khải tượng. Đây là khải tượng của huyết mạch, nó đến rất bất ngờ. Thứ này, cô ta khẽ nhíu mày, vội vàng nhìn vào thể phách mới biết căn nguyên huyết mạch thay đổi dị thường, có thêm một thứ sức mạnh thần bí vô cùng dồi dào, cộng hưởng cùng huyết mạch của cô ta. Cô ta nhìn thấy mà sững sờ. Đây là biến dị của huyết mạch à? Coi như biến dị của huyết mạch đấy. Nếu Nguyệt Thần ở đây, chắc chắn có thể đưa ra đáp án chuẩn xác. Triệu công tử sở hữu huyết mạch đặc thù, môn chủ La Sinh Môn cùng thế huyết mạch của đội biên huyết mạch giao hòa sẽ sinh. Ra chuyện thần kỳ, biến dị là một trong số đó, đây cũng là một thứ cơ duyên rất cổ xưa, thế nên mới nói, chuyển lên giường này không uống phí. Chí ít thì đối với môn chủ La Sinh Môn, đây cũng là một cơ may. Bên phía Triệu Bân cũng có biến hóa. Chẳng qua không phải là huyết mạch biến dị, lần giao hợp này đã thúc đẩy căn nguyên dung hợp, lợi ích mà nó mang lại cũng là cơ duyên, hữu dụng hơn cả ăn hoa huyết linh 7 màu nhiều. Niềm vui bất ngờ đây. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, may mắn ập đến khiến hắn không kịp trở tay. Mất một lúc mà hắn vẫn chưa kịp phản ứng, sao đột nhiên căn nguyên dung hòa nhiều thế nhỉ? Không nghĩ ngợi thêm, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm, cảm nhận nguồn sức mạnh sau khi huyết mạch dung hợp. Hắn có thể trông thấy cửa ải thứ 2 rất rõ ràng. Không những trông thấy rõ ràng, mà còn có thể chạm tới được. Nào! Triệu Bân khẽ quát lên một tiếng, nhún người nhảy vọt. Cánh cửa thứ 2 rộng lớn mênh mông, hắn nhẹ nhàng vượt qua nó mà không có độ khó nào. Thời khắc đó, một luồng sáng màu vàng vọt thẳng lên, khải tượng của huyết mạch chiếu rọi bầu trời u ám, thêm chút sắc vàng cho Vân U Cốc huyền ảo. Là tên tiểu tử đó. Bên ngoài Vân U Cốc, đám đông cường giả đồng loạt đứng dậy. Nhìn từ bên này, loáng thoáng thấy được khải tượng của huyết mạch, những người sở hữu huyết mạch đặc thù có mặt ở đó đều khiếp sợ. Đây là sự chèn ép về huyết mạch khiến thể phách của họ run lên bần bật. Nếu không phải gặp được may mắn,
thì cũng đang trên đường đi gặp may mắn thôi. Các lão bối cảm thán, chắc chắn Triệu Bân đã gặp được may mắn ở Vân U Cốc. Thậm chí họ còn nghi ngờ rằng tiếng rên rỉ của cô gái trước đó có liên quan tới tên tiểu tử này, chỉ không biết nữ tử đó là ai mà rên rỉ dâm đáng quá, họ vểnh tai nghe suốt 3 ngày 3 đêm đấy. Nếu thật sự là Triệu Bân cũng không sao cả, có được huyết mạch ấy, thân thể của tên kia khỏe vô cùng. Không chỉ họ trông thấy khải tượng, cả môn chủ La Sinh Môn cũng thấy. Cô ta đã lao tới, nhờ vào khải tượng để định vị vị trí của Triệu Bân. Cô ta tới rất đúng lúc, trùng hợp trông thấy hoa văn thuộc về huyết mạch khắc lên mi tâm của Triệu Bân. Chính bởi hoa văn này kích phát một thứ khí vận đáng sợ mà nó lại hất bay mặt nạ ra người một lần nữa. Qua vài tháng trời mới để lộ dung mạo thật sự, trùng hợp làm sao, bị môn chủ La Sinh Môn trông thấy rồi. Triệu, bản. Môn chủ La Sinh Môn sừng người kinh ngạc đến cô ta chưa từng gặp Triệu Bân, nhưng từng thấy bức họa Triệu Bân, để bắt tên tiểu tử này, tự y hầu dân các thị truy nã khắp hàng cùng ngõ hẻm ở các thành cổ lớn của Đại Hải không muốn trông thấy cũng khá hay lam. Đúng là gan to bằng trời. Cô ta lầm bầm với vẻ chấn động, tự y hầu lùng bắt hắn khắp nơi, thế mà hắn dám trà trộn vào Thiên Tông của Đại Hạ, đã vậy còn leo tới vị trí thánh tử Thiên Tông. Xét trong lứa thanh niên. Quả thực không tìm ra kẻ thứ hai có được sự gan dạ này, cũng không tìm nổi kẻ thứ hai có được kỹ năng diễn xuất này. Cô ta sở hữu ánh mắt của cao thủ thiên võ mà trước đó cũng không nhìn ra được manh mối. Trông cũng đẹp trai đấy chứ. Ả đàn bà này thật thú vị, tìm được người rồi mà không ra tay ngay lập tức, lại còn đứng đó khen ngợi. So với gương mặt tầm thường đại chúng kia thì nhan sắc này. Ưng mắt hơn nhiều. Vào đêm, dị tượng của huyết mạch hiện ra đầy trời. Vân U Cốc huyền ảo nhưng u ám bỗng lấp lánh ánh sáng vàng vì nó. Không biết tới lúc nào, khải tượng mới biến mất. Triệu công tử đắm chìm trong tu luyện cuối cùng cũng tỉnh giấc. Vượt qua cửa ải thứ hai, cảm giác còn kỳ dị hơn, cứ cảm thấy mình đang đong đưa trong không trung. Đợi khi mở mắt ra, đệt, đong đưa trong không trung thật hả? Nói cho đúng hơn, hắn bị treo lên cây, đang đu đưa theo gió. Đúng vậy. Lại là kiệt tác của môn chủ La Sinh Môn. Nửa đêm rảnh quá không có việc gì làm, người ta còn đang mài dao kia kìa. Triệu Bân trông thấy mà không khỏi ho khan một tiếng, mặc dù ả đàn bà này vẫn mặc quần áo, nhưng trong mắt hắn chẳng khác nào trần truồng. Không cần dùng tới thấu thị, hắn vẫn nhớ rất kỹ. Triệu Bân vừa nhìn vừa giãy giụa kịch liệt, trong lòng không quên chửi mắng môn chủ La Sinh Môn hàng trăm ngàn lần. Dù thế nào cũng là cao thủ thiên võ. Nhân lúc người ta đang chìm đắm mà chơi đánh lén, rất là thiếu võ đức đấy. Hắn phải nhanh chóng thoát thân, nếu không sẽ không đi nổi, nhìn kìa, ả đàn bà kia mài xong dao rồi đấy. Có lời gì trăng chối không, môn chủ La Sinh Môn hờ hững hỏi, chỉ chăm chú mài dao. Mẹ ta dậy, lên giường với nhau thì được coi là hai vợ chồng rồi, ngươi. Mưu sát chồng, Triệu công tử vẫn đang giãy giụa vừa nghiêm túc giảng giải đạo lý cho người ta. Nói xong, hắn ăn tát ngang miệng. Môn chủ La Sinh Môn ra tay rất ác, tát một cái làm hắn méo cả mặt. Lời mẹ dạy đúng là không sai, muốn giảng đạo cũng phải tùy vào chủng loại, không thể nói lý với phụ nữ được. Có lời gì trăng chối không? Muốn giết thì cứ giết, lấy đâu ra lắm lời thừa thái thế. 18 năm sau Lâu Từ lại là một hảo hán cứng quá nhì môn chủ La Sinh Môn một tay sách dạo mổ lợn. Tay kia lật tới giờ lui trên người Triệu công tử thứ gì có lấy đi được thì không hề khách sáo, nhất là chiếc nhẫn ma của Triệu Bân, cô ta tháo xuống, tự đeo lên tay mình, nhìn thủ pháp điêu luyện kia là biết vị cao thủ thiên về này cũng là dân chuyển trong nghề trộm gà cuộm chó. Các cụ dạy chẳng sai. Chơi dao lắm có ngày đứt tay. Trước nay chỉ có Triệu Bân đi cướp của người ta, bây giờ cũng có lúc bị kẻ khác càn quét. Đợi khi môn chủ La Sinh Môn thu tay. Trên người hắn cũng chẳng còn gì ngoài bộ quần áo. Đúng là một chiếc nhẫn tốt. Môn chủ La Sinh Môn lầm bầm, cầm nó trong tay mà nhìn ngắm. Tiếc rằng cô ta không mở ra được, lạc ấn trên đó rất ngoan cố, phải luyện hóa mới xong. Triệu Bân trông thấy mà đau lòng. Đó không chỉ là một chiếc nhẫn, đó còn là toàn bộ gia tài của hắn. Thêm nữa, Diệu Ngữ và thi thể của Hồng Tước vẫn còn ở bên trong mà. Nhắc đến Diệu Ngữ. Chiếc nhẫn ma khẽ rung lên, cô ta lại chạy ra. Môn chủ La Sinh Môn từng trông thấy Diệu Ngữ ở Đoạ Tiên Vân Hải, chính bởi vì từng gặp nên cô ta mới sững sờ khi Diệu Ngữ của đêm nay có gì đó khác lắm. Xung quanh cơ thể Diệu Ngữ,
từng luồng khói xương vấn vít, chắc hẳn đây là một loại sức mạnh mà đến cả cô ta cũng chưa từng thấy bao giờ. Khi cô ta nhìn sang, Diệu Ngữ đã giơ tay lên, định thả Triệu Bân xuống. Môn chủ La Sinh Môn còn nhanh hơn, vung trưởng trấn áp, phong ấn cô ta ngay tại chỗ. Sức mạnh minh hồn của Diệu Ngữ dồi dào đến mức nào cũng không phá nổi phong ấn thiên võ nên cô ta cứ đứng yên tại chỗ như một bức tượng. Ân oán của hai ta, đừng liên lụy tới cô ấy, Triệu Bân lại giãy giụa thêm. Môn chủ La Sinh Môn không nói gì, chỉ đánh giá Diệu Ngữ từ trên xuống dưới, tiện tay nhón lấy một luồng sức mạnh minh hồn, để nó lơ lửng trong lòng bàn tay, ánh mắt hiếu kỳ giống như một cô nhóc không hiểu chuyện đời. Đúng là nông cạn quá rồi. Hóa ra trên thế gian còn có thứ sức mạnh như vậy, lần đầu tiên cô ta trông thấy, cũng chưa từng nghe nói bao giờ, nghiên cứu hồi lâu cũng không hiểu đầu đuôi. Đây, là sức mạnh gì, môn chủ La Sinh Môn liếc nhìn Triệu Bân. Sức mạnh của tình yêu, Triệu Bân hít một hơi thật sâu, tỏ ra rất uyên bác. Ánh mắt của môn chủ La Sinh Môn chẳng khác nào liếc xéo, hai chữ tình yêu kia thật thanh tân thoát tục. Sức mạnh minh hôn, Triệu Bân bổ sung. Bởi vì hắn đã trông thấy môn chủ La Sinh Môn giơ con dao mổ heo lên. Sức mạnh minh hôn, môn chủ La Sinh Môn lầm bầm, đảo quanh Diệu Ngữ thêm mấy vòng, giữa chừng nhón lấy sức mạnh minh hôn để nghiên cứu không chỉ một lần. Sức mạnh này rất kỳ dị, người ngoài dường như không dùng nổi. Cô ta là cao thủ thiên võ cũng không thể nào dung hòa và luyện hóa được, khí huyết và chân nguyên của bản thân cũng xung đột với nó. Hi hi hi. Đúng lúc này, họ nghe thấy tiếng cười của nữ tử. Tiếng cười đó rất mơ hồ, không biết từ đâu vọng lại, cũng không tìm được nguồn gốc, chỉ biết nó chứa đầy ma lực. Đừng nói tới Triệu Bân, đến cả môn chủ La Sinh Môn nghe được cũng thấy hoảng hồn, đôi mắt trong veo ảm đạm đi hẳn. Cùng với tiếng cười đó, Vân U Cốc xảy ra biến hóa, đất trời lại có thêm mây khói, từng tia từng lọn nhuốm cùng ánh sáng, như mơ như ảo. Ảo ảnh. Môn chủ La Sinh Môn khẽ nhíu mày. Vội vàng lưu chuyển tâm pháp, đối đầu với ảo ảnh. Thế nhưng, điều khiến cô ta kinh ngạc là cô ta không chống lại được ảo ảnh, hay nói cách khác, không chống lại được tiếng cười khanh khách kia. Nó thực sự có ma lực vô tận, bất chấp tất cả, tấn công thẳng vào võ hồn. Với tình thế này, tâm trí của họ sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm. Không nghĩ nhiều, cô ta vội vàng lấy bảo liên đăng của Triệu Bân, dùng chân nguyên để châm nó. Tiếc rằng không hữu dụng. Quên mất, cần tới tiên lực của người nào đó mới được, cô ta lập tức phất tay, lấy một luồng tiên khí từ cơ thể Triệu Bân, đốt liên hỏa lên lần nữa. Đáng tiếc là vẫn không hữu dụng. Thả ta xuống, cần ta điều khiển mới được, Triệu Bân nói, thần thái đã cực kỳ mơ hồ, đến môn chủ La Sinh Môn còn không chịu nổi tiếng cười này chứ nói gì tới hắn. Soạt, môn chủ La Sinh Môn phất tay, cởi dây trói cho Triệu Bân, cũng giải bớt phong ấn cho hắn. Triệu Bân không nói nhiều, dùng ra một tia tiên lực, thắp sáng liên hỏa, ánh sáng vàng rực bao phủ hai người họ, đẩy lùi cảnh ảo, ngăn cách luôn tiếng cười của phụ nữ kia, lúc này hai người họ mới tỉnh táo lại. Phù! Triệu Bân thở dài một hơi, quay đầu định bỏ chạy. Môn chủ La Sinh Môn vươn tay kéo hắn lại, còn tiện tay lấy ra một sợi xích sắt đen nhánh, trói chặt cổ tay Triệu Bân với cổ tay cô ta lại, không thể để tên này chạy mất được. Triệu Bân chạy mất cũng không sao nhưng nếu bảo liên đăng mà tắt thì cô ta thảm rồi. Triệu Bân cười gượng, vẫn còn muốn chạy. Ngặt nỗi môn chủ La Sinh Môn chỉ giải cho hắn một ít phong ấn, bây giờ hắn còn không thể dùng ra dù chỉ một chút chiến lực, thế thì chạy con khỉ gì. Có điều, hắn tự thấy mình vẫn còn có chút giá trị. Tạm thời, môn chủ La Sinh Môn sẽ không giết hắn. Nếu hắn chết, ai sẽ giữ lửa cho bảo liên đăng? Hắn đã dự liệu được chuyện này từ sớm nên đã khắc dấu ấn trên bảo liên đăng, hay nói cách khác, hắn đang dùng máu để nuôi dấu ấn độ. Đây là chiêu mà hắn học được từ trong Huyền La Chi Ê Môn Thiên Thư. Thời gian lâu dần, giữa hắn và bảo liên đăng cùng hình thành một mối liên hệ kỳ lại ngoài hẳn, không có ai có thể dùng được cây đèn này. Đương nhiên, nếu như là người vượt trên cả cảnh giới thiên dê, chẳng hạn như tiên gia thì lại là chuyện khác. Tiếng cười từ đâu ra thế? Môn chủ La Sinh Môn nheo đôi mắt xinh đẹp lại. Nhìn quanh bốn phía, tiếng cười ma quái kia vẫn còn đó, với tu vi của cô ta, thế mà không nghe ra được tiếng cười từ đâu truyền đến. Lẽ nào trong Vân U Cốc còn có người khác, chỉ tiếng cười thôi mà đã có ma lực đến thế, nhất định là nhân vật ở trên cả cảnh giới thiên võ. Bất chợt có người sờ tay cô ta khi đang mải quan sát.
Là ai đang sờ? Đương nhiên là Triệu công tử rồi. Nói sờ thì không chính xác. Chủ yếu là Triệu Bân đang muốn cởi chiếc nhẫn ma của mình ra khỏi ngón tay của môn chủ La Sinh Môn. Cô muốn thứ gì khác thì cứ lấy đi hết, nhưng chiếc nhẫn này thì không được. Toàn bộ gia sản của ông đây đều cất trong đó đấy. Bốp! Môn chủ La Sinh Môn trở tay tát một cái thật mạnh. Triệu Bân lảo đảo, mắt nổi đom đóm. Đi, môn chủ La Sinh Môn bực dọc nói rồi di chuyển. Cô ta muốn đi nhưng Triệu công tử thì không, hắn ngồi bệt xuống như đang muốn ám chỉ, chóng mặt, không đi nữa. Mà muốn đi cũng được nhưng phải trả nhẫn ma cho ta trước. Ngứa đòn rồi phải không, môn chủ La Sinh Môn lườm hắn một cái. Ngứa khắp cả người, Triệu Bân cũng là hảo hán mà, ngứa đó thì sao nào, nào, đánh chết ta đi. Môn chủ La Sinh Môn chẳng nghĩ phức tạp làm gì, cô ta thật sự đã đè hắn ra đánh cho một trận. Sau đó mới trả nhẫn ma lại cho hắn. Triệu Bân lau máu mũi, mặt mày hớn hở, lớn vậy rồi mà đây là lần đầu tiên hắn vui tới thế khi ăn đòn đó, chỉ cần trả nhẫn ma lại cho ta thì đánh thêm trận nữa cũng được. Môn chủ La Sinh Môn thấy vậy thì buồn cười. Tên nhóc này thú vị hơn so với tưởng tượng của cô ta nhiều. Triệu Bân làm như không thấy, mời Diệu Ngữ vào trong nhẫn ma. Cuối cùng hai người họ cũng lên đường, đi rồi nghỉ, nghỉ rồi đi. Suốt dọc đường, Triệu Bân khá ngoan ngoãn, nhìn sắc mặt môn chủ La Sinh Môn, có vẻ cô ta cũng không biết nhiều về U Vân Cốc, chí ít là có nhiều nơi họ cũng chưa từng đặt chân tới. Ảo cảnh trong Vân U Cốc quá bá đạo. Dù là cảnh giới thiên võ thì cũng có khả năng bị dính chiêu như thường, tiếng cười phụ nữ ban nãy là ví dụ tốt nhất, nếu không có Bảo Liên Đăng thì môn chủ La Sinh Môn cũng sẽ bị kéo vào trong ảo cảnh không lối thoát. Chẳng biết là vô tình hay là cố ý nhưng hai người lại gặp phải một rừng hoa đào sau một lúc lòng vàng. Rừng hoa đào dưới ánh trăng không giống với khi ban ngày, bên trong là màn sương để che phủ khắp nơi. Triệu Bân thấy, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm vô tận. Mấy ngày trước, hắn đã làm chuyện đó với môn chủ La Sinh Môn ở đây. Suốt 3 ngày 3 đêm. Giờ nghĩ lại thôi đã cảm giác bủn rủn tay chân. Bây giờ vô tình nhớ tới thì những cảnh tượng đó lại bất giác hiện lên trong đầu. Sao tiếng rên rỉ của môn chủ La Sinh Môn lại cuồng dã đến thế nhỉ? Hắn nghe đến mức ruột gan rối bời, sự dạo dực lại bắt đầu trỗi dậy. Người kế bên hắn cũng đã đỏ mặt. Có trời đất chứng giám, cô ta không muốn đến chỗ này đâu, sao đi một hồi lại đến đây rồi? Hay sự vật trong Vân U Cốc này sẽ hoán đổi vị trí sau một khoảng thời gian nhất định, còn họ lại đúng lúc gặp phải. Đến lại chỗ cũ, có những việc muốn không nhớ thì vẫn hiện ra, chẳng ngờ người luôn sống lạnh lùng như cô ta mà cũng dữ dội đến vậy. Hơn nữa, đối phương còn là một tiểu bối, cơ thể cực khỏe, 3 ngày 3 đêm mà vẫn không mệt chết. Nhắc đến tiểu bối, cô ta lại bất giác liếc mắt sang Triệu Bân. Ai kia đã đỏ mặt tía tai, cúi đầu lau máu mũi. Phần dưới căng cứng rồi. Bởi thế, môn chủ La Sinh Môn lấy ra một vò rượu. Ta không khát, Triệu Bân phất tay. Môn chủ La Sinh Môn chẳng nói gì, vạch miệng Triệu Bân ra, chút hết một hơi vào miệng hắn. Không phải là rượu, là nước vong tình. Có vài chuyện, chỉ cần mình cô ta nhớ là được rồi, còn người kia, tốt nhất là quên đi. Triệu Bân uống đến sặc mới biết đấy là nước vong tình. Nhưng võ hồn của hắn không phải võ hồn bình thường, nước vong tình không có tác dụng với hắn. Mặc dù không có tác dụng nhưng hắn phải giả vờ là có tác dụng. A, à, chóng mặt quá. Triệu Bân ôm đầu, lảo đảo, kỹ năng diễn xuất của hắn vẫn điêu luyện như ngày nào. Mấy giây sau mới thấy hắn đứng vững, ngơ ngác nhìn môn chủ La Sinh Môn, cô là ai? Bà ngoại ngươi, cô đừng có mà mắng người nhá. Cuối cùng hai người họ cũng rời đi. Triệu công tử mà, đi đến đâu là diễn đến đó. Lúc quan sát mọi vật xung quanh, ánh mắt tràn đầy sự tò mò. Lúc này môn chủ La Sinh Môn mới tin ký ức của Triệu Bân đã bị xóa bỏ ha. Đi một hồi môn chủ La Sinh Môn đột ngột dừng lại. Một ho có chút ánh sáng mới vừa lóe lên trong bóng tối. Triệu Bân cùng phát hiện, không cần đi xem thì hắn đã biết là gì, là gương hoa đào. Trước đây, hắn đã tìm được gương hoa đào ở rừng trúc. Khổ nỗi môn chủ La Sinh Môn tự chạy ra khỏi nhẫn ma, đánh hắn bay lộn nhào nên gương hoa đào cũng theo đó mà bay đi. Giờ là ban đêm, tại khu rừng trúc này, gương hoa đào phản chiếu ánh sao nên mới có tia sáng lóe lên. Hắn đoán không sai, đúng là gương hoa đào. Một tấm gương kỳ lạ. Môn chủ La Sinh Môn cầm gương hoa đào trong tay,
lật tới lật lui để xem. Triệu công tử rất giỏi diễn xuất, cũng giả vờ nhón người đến xem, làm bộ làm tịt. Môn chủ La Sinh Môn nhìn một lúc lâu nhưng vẫn không nhìn ra được gì, nên thuận tay cất vào trong người, đợi lúc về sẽ nghiên cứu sau. Chỉ là, cô ta không hề phát hiện, thời khắc gương hoa đào được đặt vào trong ngực, mặt gương hiện lên khuôn mặt của một cô gái. Cô ta không trông thấy chứ Triệu công tử nhìn thấy rất rõ ràng, khi hắn ngó sang, cô gái trong gương lại nháy mắt với hắn một cái, ý đồ trêu chọc rất rõ ràng, tư thế cũng quyến rũ, vô cùng mị hoặc. Triệu Bân lưu chuyển tâm pháp, vội vàng thu hồi ánh mắt, thoáng nhíu mày. Trông thấy cô gái này hai lần rồi, nhưng hắn không phân biệt được đây là ảo ảnh hay là chân thực, chỉ biết rằng mặt gương hoa đào kia. Rất quỷ dị. Đứng nờ ra đó làm gì, môn chủ La Sinh Môn giật sợi xích. Triệu Bân lầm bầm một tiếng, vội vàng đuổi theo. Bảo liên đăng của ngươi từ đâu mà có, môn chủ La Sinh Môn hỏi. Nhặt được, Triệu Bân trả lời rất tùy hứng. Môn chủ La Sinh Môn chẳng tin lắm. Trên thực tế, Triệu Bân không hề nói dối, hắn nhặt được thật mà. Nhặt ở Nam vực ấy. Hai người xuất hiện lần nữa đã ở trên một cây cầu cong. Bên dưới cây cầu, nước sông dập dềnh, gợn sóng lăn tăn dưới ánh trăng. Môn chủ La Sinh Môn mới tới nơi này lần đầu, Triệu Bân cũng đến lần đầu, hai người đứng trên cầu nhìn trái ngó phải, cứ cảm thấy nơi đây có gì đó kỳ dị. Tại sao lại kỳ dị? Bởi vì cây cầu này lúc này hư ảo lúc thì chân thực, và lại, hình ảnh phản chiếu của hai người dưới mặt nước cũng lúc có lúc không. Triệu Bân dùng thêm tiên lực để liên hỏa cháy đượm hơn, chỉ sợ một thoáng lơ đễnh sẽ bị kéo vào ảo ảnh. Thế giới không gian có tên Vân U Cốc này còn bất thường hơn trong suy tưởng của hắn. Nếu không phải vì muốn tìm Tiểu Kỳ Lân, hắn không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào. Gió nhẹ thổi qua mang theo chút lành lạnh, khiến toàn thân hắn lạnh toát. Bởi vì thấy lạnh nên hắn về thức cất bước, muốn tìm nơi nào đó ấm áp chứ cây cầu này kỳ dị quá đừng nhúc nhích, môn chủ La Sinh Môn khê quát. Triệu Bân lập tức rụt chân về mới thấy trên cầu xuất hiện điều dị thường, nói cách khác. Có cổ ảnh một cô gái ác độ đang dư ngô đi tới cử như từ trong tranh bước ra vậy, ước dáng yểu điệu, bước chân phiêu diêu, thấm đẫm ánh trăng, không nhiễm bụi trần, đẹp như mộng ảo. Môn chủ La Sinh Môn nhíu mày, không dám lỗ mãng. Triệu Bân thì dụi mắt, hắn chợt thấy dung mạo của cô gái áo đỏ và cô gái trong gương hoa đào giống nhau y như đúc, khiến hắn bất giác nghĩ rằng cô gái áo đỏ này là chủ nhân của Vân U Cốc, đã được chôn vùi cùng tháng năm. Chỉ để lại mỗi bóng hình nàng ta từng cầm ô đi qua cầu. Cũng có thể, đây là một thứ ấn ký cổ xưa. Gió thổi qua cầu cũng tiêu điều và xưa cũ. Cô gái áo đỏ cầm ô giống như người trong giấc mộng, từng bước đi qua. Triệu Bân khẽ hít mũi, cho dù nàng ta là ảo ảnh, dường như vẫn có mùi thơm của phụ nữ tràn ra. Đi theo cô ta. Môn chủ La Sinh Môn nói rồi sải bước chân. Triệu Bân không nói nhiều, lập tức theo sau. Giữa chừng, hắn từng thử phá phong ấn không chỉ một lần. Đáng tiếc là, không phá được. Người bình thường không phá nổi phong ấn của môn chủ La Sinh Môn đâu. Lần trước hắn bị treo trên cây, gặp phải nữ soái tà ác, nương nhờ vào vết nứt không gian mới gắng gượng phá được phong ấn, lần này thì vị bên cạnh dường như không cho hắn cơ hội. Đã biết hắn có thể dùng triệu hồi ngược hướng, cô ta không thể để hắn trở lại phân thân. Hai người đi theo cô gái áo đỏ. Tới bên một hoa viên. Sâu trong hoa viên có một linh trì trong vắt, ẩn mình trong lớp khói sương mông lung. Sau đó, cô gái áo đỏ bắt đầu cởi bộ đồ hư ảo của mình. Thấy vậy, môn chủ La Sinh Môn hít một hơi thật sâu. Đuổi theo suốt cả quãng đường, hóa ra cô nương nhà người ta đi tắm ạ. Hai mắt của Triệu công tử trợn to như cái chén. Nửa đêm nửa hôm mà còn có phúc lợi nữa hả, dù là hư ảo nhưng cũng thơm ngon vô cùng. Nhìn vóc dáng lung linh yêu kiều kia kìa, mỗi tấc da thịt đều bóng loáng như trong mơ ấy, bổ mắt hơn hàng nóng nhiều. Đẹp không, môn chủ La Sinh Môn liếc mắt nhìn, trong con ngươi ngùn ngụt lửa giận. Không to bằng ngươi, có lẽ vì quá mải nhìn quá chăm chú, Triệu Bân buột miệng đáp lại như vậy. Chát, tiếng tát trong đêm lúc nào cũng thanh thúy như vậy. Sau khi tắm xong, cô gái áo đỏ lại cầm ô rời đi, ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ, một tay cầm khúc gỗ. Một tay cầm dao khắc, mùi khắc từng nhát dao. Môn chủ La Sinh Môn nhìn rất chăm chú hay nói cách khác, cô ta đang đợi, đợi cô gái kia khắc xong bức tượng. Theo suy đoán của cô ta, cô gái ác đề này chắc chắn là chủ nhân của Vân U Cốc,
đi theo cô ta sẽ có niềm vui bất ngờ. Chưa biết chừng còn tìm được một báu vật nào đó. Triệu công tử tỏ ra vô cùng chán trường, hắn ngồi đó, thỉnh thoảng vươn vai và ngáp ngắn ngáp dài, đang nghĩ cách làm thế nào để thoát thân. Bị môn chủ La Sinh môn khóa bên cạnh cô ta, đúng là không có cảm giác an toàn. Từng có một khoảnh khắc, môn chủ La Sinh môn liếc mắt nhìn hắn, càng nhìn. Ánh mắt của cô ta càng thâm trầm. Nhìn ta làm gì? Triệu Bân bị nhìn mà toàn thân mất tự nhiên, cứ thấy ánh mắt của ả đàn bà này là lạ. Môn chủ La Sinh môn đâu chỉ có ánh mắt là lạ, đến cả thần thái cũng có vẻ mờ mịt kia. Mới chỉ một loáng mà cô ta nhìn Triệu công tử mười mấy lần, cứ liếc mắt nhìn Triệu Bân rồi lại nhìn sang bức tượng gỗ của cô gái áo đỏ. Không thể trách cô ta được, bởi vì bức tượng gỗ của cô gái áo đỏ cực kỳ giống Triệu Bân, hay nói cách khác là y hệt, khắc họa rất sinh động và có hồn. Triệu Bân ghé tới, liếc mắt nhìn rồi cũng mờ mịt, nàng ta đang khắc hắn sao? Đúng thế. Chắc chắn là thế. Đây là câu trả lời của môn chủ La Sinh Môn, với tư cách là người thứ ba, cô ta nhìn thấy rõ nhất. Thế nên cô ta mới càng thấy khó hiểu. Niên đại của Vân U Cốc chí ít cũng phải 5.000 năm rồi. Cũng có nghĩa là, chủ nhân của Vân U Cốc chí ít cũng là người từ 5.000 năm trước. 5.000 năm trước cũng có một nhân tài giống hệt như Triệu Bân Ư. Hay nói cách khác, trong số tổ tiên của Triệu gia, cùng một gia tộc, sinh ra một người giống y như đúc, cũng rất có khả năng đấy. Nếu thực sự là vậy, vậy thì lai lịch của Triệu gia rất đáng sợ, có thể kết giao với một vị tiên, còn khiến vị tiên này nhung nhớ đến vậy, ngồi dưới ánh trăng khắc tượng gỗ, chắc chắn quan hệ không hề tầm thường. Triệu Bân không ngừng vò đầu bứt tai. Trong lịch sử thật sự có người giống hắn như vậy sao? Khi hắn nhìn lại thì tượng khắc gỗ đã được khắc xong. Cô gái áo đỏ chưa đi. Chỉ phất tay lấy ra một cây đàn ngồi dưới tàn cây chơi một khúc nhạc. Cô ta để bức tượng gỗ ở bên cạnh, trong khi gảy đàn còn không quên liếc mắt nhìn bức tượng gỗ rồi nở một nụ cười dịu dàng. Tuy đây chỉ là huyễn cảnh nhưng Triệu Bân cùng môn chủ La Sinh môn dường như còn có thể nghe thấy tiếng đàn vừa du dương vừa cổ xưa mang theo nỗi niềm tan thương. Đừng nói là môn chủ La Sinh môn, ngay cả Triệu công tử nghe xong tiếng đàn cũng có cảm giác như mình đã già thêm vài tuổi. Phải là người đã trải qua bao nhiêu năm tháng đau thương mới có thể đánh ra được khúc nhạc bi ai đến thế này. Môn chủ La Sinh môn say mê lắng nghe. Triệu công tử cũng lấy ra cây đàn đá, bắt đầu chơi một khúc nhạc giống như cô gái áo đỏ. Hắn có thiên phú cực kỳ cao, ngay cả động tác gảy đàn cũng tương tự, tiếng đàn tuy cũng bi thương nhưng không thể đàn ra ý cảnh giống như cô gái áo đỏ. Có lẽ là do tuổi đời của hắn còn trẻ. Những chuyện trải qua chưa đủ nhiều cho nên không thể nào đàn ra được loại ý cảnh được lắng đọng lại qua năm dài tháng rộng. Một đêm này còn dài hơn dự kiến. Bên ngoài sơn cốc, đã 3 ngày trôi qua. Một khúc nhạc của cô gái áo đỏ đã đàn suốt 3 ngày. Tới ngày thứ tư cô ta mới đứng dậy rời đi. Môn chủ La Sinh môn nhanh chóng đi theo, không tin mình không thể tìm ra bảo bối. Cô ta đi theo thì Triệu công tử cũng đi theo. Hắn cũng rất muốn biết bên trong Vân U Cốc rốt cuộc cất giấu bí mật gì, hơn nữa hắn còn muốn biết cốc chủ Vân U Cốc này có lai lịch như thế nào. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng gặp bảo bối. Cô gái áo đỏ vừa bước tới một nơi thì liền biến mất không thấy bóng dáng, nhưng ở nơi cô ta biến mất lại có cất giấu huyền cơ. Đó chính là một tòa địa cung, nói chính xác hơn thì đó là một không gian thế giới. Địa cung không lớn, có ánh sáng nở rộ. Đến gần hơn thì mới biết ánh sáng tỏa ra từ một viên linh châu màu tím trên một tế đàn. Ánh mắt Triệu Bân sáng lên, kia là một thứ tốt, ý huẩn bao quanh viên linh châu chính là ý huẩn của tiên, làn xương mờ ảo bao phủ nó chính là tiên lực tinh túy vô song. Ánh mắt của môn chủ La Sinh môn bên cạnh hắn cũng sáng lên, tìm kiếm mấy ngày cuối cùng cũng tìm được bảo bối, kia hẳn là di vật của tiên gia. Tuy rằng cô ta không biết viên linh châu màu tím là gì nhưng cô ta biết nó nhất định có một khả năng quỷ dị. Bởi vì khi nhìn vào viên linh châu màu tím thì võ hồn của cô ta đã bắt đầu run lên. Có cấm chế, Triệu Bân nhỏ giọng nói. Ta biết, môn chủ La Sinh môn quan sát tứ phía, địa cung mặc dù không lớn nhưng lại được phong kín bằng rất nhiều bí văn mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu như cô ta không có thiên nhãn thì cũng rất khó để có thể nhìn thấy, chỉ cần bước vào phạm vi cấm chế thì chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Cô vào trong lấy nó đi, ta sẽ đợi ở bên ngoài. Triệu Bân cười nói. Môn chủ La Sinh môn không để ý đến lời nói của hắn.
Chút tính toán của ngươi làm sao có thể qua mặt được lão nương? Muốn thừa cơ hội bỏ trốn sao, không có cửa đâu. Khuôn mặt Triệu Bân đen lại. Nhìn môn chủ La Sinh Môn như vậy mà cũng rất sắc bén. Keng! Môn chủ La Sinh Môn phất tay phóng ra một ngọn phi đao. Triệu Bân ngay lập tức nuốt nước miếng, dù có thiên nhãn thì hắn cũng không thể thấy rõ cấm chế ở đây. Phi đao của môn chủ La Sinh Môn làm bằng chất liệu không tầm thường nhưng trong chớp mắt đã bị hóa diệt, nếu như có kẻ tùy tiện xâm nhập thì nhất định là sẽ chết mất xác, sợ là ngay cả tái sinh lực cũng không tái tạo lại kịp tốc độ hóa diệt. Thì ra là thế. Môn chủ La Sinh Môn lầm bầm, hơi ngẩng đầu lên. Cô ta đã đánh giá thấp địa cung này, dưới mặt đất có bị văn phong kim mà trên không trung cùng có càn khôn, người bố trí cấm chế ở đây chắc chắn là bậc thầy trong việc tạo trận pháp. Trận văn về hình như khắp nơi lúc nào cũng đang lưu chuyển mà trung tâm của trận văn chính là viên linh châu màu tím trên tế đàn kia. Đưa cây đàn đá cho ta mượn một chút, môn chủ La Sinh Môn nói. Mượn rồi còn trả lại cho ta không, Triệu Bân liếc mắt một cái hỏi. Ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy? Xì, Triệu Bân nói vậy nhưng vẫn lấy ra cây đàn đá. Môn chủ La Sinh Môn vừa cầm lấy cây đàn đá thì đã ném nó về phía tế đàn. Triệu Bân vừa thấy vậy thì khóe miệng liền giật giật, người đàn bà này thật quá đáng, không phải vật của mình thì không biết đau lòng sao. Nhưng cây đàn đá không hề bị hư hại, chỉ ông chấn động. Triệu Bân nhướng mày, nhận ra cây đàn đá không sợ cấm chế ở đây. Vân U Cốc, không gian thế giới bên dưới địa cung. Triệu Bân cùng môn chủ La Sinh Môn đều đang chăm chú nhìn lên tế đàn, từ khi cây đàn đá bị ném ra thì tế đàn cũng chấn động. Tất cả những bí văn xuất phát từ tế đàn đều hiển lộ, răng khắp nơi một cách dày đặc. Những bí văn này ban đầu vốn không thể nào nhìn thấy được, nhưng vì cây đàn đá bị ném vào trận cho nên tất cả đều bị ép phải hiển lộ ra ngoài. Viên linh châu màu tím ở trên tế đàn vì bị cây đàn đá ảnh hưởng cho nên càng nở rộ ánh sáng, khiến cho người ta bất giác nghĩ rằng nó cùng với cây đàn đá còn có một mối liên hệ kỳ lạ nào đó. Trên thực tế thì giữa chúng không có liên hệ gì cả. Nếu như nói có liên hệ thì chỉ có một điểm chung duy nhất là chúng đều là vật của tiên gia. Thú vị lắm. Triệu Bân sờ cằm lẩm bẩm, di vật của tiên gia quả thật rất hữu dụng. Giống như cây đàn đá này không ngờ còn có thể gây nhiễu loạn trận pháp ở đây. Đây có lẽ chính là dụng ý khi môn chủ La Sinh Môn muốn mượn cây đàn đá. Cô ta biết trận pháp này khó giải cho nên mới nghĩ đến cách dùng di vật của tiên gia làm nhiễu loạn bí văn để có thể nhìn rõ càn khôn của trận pháp. Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy môn chủ La Sinh Môn lên tiếng. Cây đàn đá đã gây nhiễu loạn bí văn, cô ta đích thực cũng đã nhìn ra được một chút manh mối. Chỉ có điều trận pháp này quá huyền ảo cho nên cô ta chưa thể nhìn ra được sơ hở. Xem ra còn cần phải ném ra thêm một di vật tiên gia nữa. Nghĩ đến đây, cô ta lại nhìn Triệu Bân. Xong rồi cô ta còn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ma của Triệu Công Tử. Chiếc nhẫn này không tệ. Nếu như ném nó qua thì cũng có thể gây nhiễu loạn bí văn. Trăng đêm nay thật trình Triệu Công Tử nói xong liền làm như không có chuyện gì mà nhanh tay tháo chiếc nhẫn ma xuống rồi nhét vào trong quần của mình. Môn chủ La Sinh Môn liền lệ ra nét mặt ghét bỏ, chỉ nhìn thôi, người sự cái gì chứ? Lão nương xót xót. Trong lúc đang nói chuyện thì bỗng nhiên bọn họ lại nghe thấy có tiếng sột soạt bên ngoài địa cung truyền đến. Nghe vậy. Cả hai đều quay đầu lại thì có thể nghe thấy rõ đó chắc chắn là tiếng bước chân. Hiển nhiên là có một kẻ khác đang xuống đây, men theo bậc thang đá hướng thẳng đến không gian thế giới dưới địa cung. Kẻ kia có phương pháp ẩn thân không tầm thường, thậm chí còn không để lộ ra chút khí tức nào, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Triệu Bân hơi nhướng mày. Ngoài hắn và môn chủ La Sinh Môn thì còn có kẻ thứ ba ở Vân U Cốc này sao? Chẳng lẽ mấy người thương khung lại vào đây được? Nhưng hắn ngay lập tức bác bỏ suy đoán này, Thương Khung mặc dù có kiến thức rộng nhưng ông ta biết ở đây có ảo cảnh nên chắc chắn sẽ không muốn bước vào tìm kích thích. Môn chủ La Sinh Môn cau mày, tuy rằng cô ta không ngửi được khí tức của đối phương nhưng có thể cảm nhận được một loại uy áp vô hình, loại uy áp chỉ có ở cường giả thiên võ. Nói cách khác, kẻ đang bước xuống chính là một cường giả cảnh giới thiên võ hàng thật giá thật. Ầm một tiếng, cánh cổng địa cung đã bị người khác tung ra một chưởng đánh nát. Giữa đống đất đá đang bay tán loạn có một người đàn ông mặc đồ đen bước vào địa cung, toàn thân che phủ rất kín, chỉ để lộ một đôi mắt, kỳ lạ là ánh mắt của người đó không hề có một chút cảm xúc nào,
giống y hệt như một con rối, nói một cách chính xác thì người đó đang bị khống chế tâm trí. Ngụy bí giả. Triệu Bân cau mày. Hắn tuyệt đối không nhìn lầm, đây chắc chắn là một ngụy bí giả, hơn nữa còn là một ngụy bí giả cảnh giới thiên võ. Nghĩ đến đây, hắn lại vô cùng khiếp sợ, ngay cả cường giả thiên võ cũng bị chúng phải ma chú ám hắc mà không thể kháng cự hay sao? Chẳng những có thể hấp thụ huyết mạch mà còn có thể khống chế tâm trí cường giả thiên võ, quỷ minh kia thật sự có năng lực cường đại đến vậy. Môn chủ La Sinh Môn cũng khiếp sợ, Triệu Bân có thể nhìn ra, chẳng lẽ cô ta lại không thể nhìn ra. Cường giả thiên võ này hiển nhiên không còn ý thức nữa. Nguyên nhân chính là vì như thế cho nên cô ta mới khiếp sợ. Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khống chế cả tâm trí của cường giả thiên võ? Chẳng lẽ người đó là tiên? Vèo, ngụy bí giả đến nhanh mà đi cùng nhanh, hẳn là đã nhìn thấy Triệu công tử cùng môn chủ La Sinh Môn cho nên vừa mới bước vào địa cung một chút thì đã nhảy ra ngoài. Ở lại đây, môn chủ La Sinh Môn chỉ để lại một lời rồi thác bẻ xiềng xích sau đó đuổi theo người kia. Triệu Bân rón rén đi theo, cúi thấp đầu rồi nghiêng người nhìn ra ngoài. Hắn vừa mới ghé tai ra thăm dò thì đã nghe thấy một tiếng gầm giống. Môn chủ La Sinh Môn và ngụy bí giả thiên võ đã chiến đấu với nhau. Cả hai đều là cường giả thiên võ cho nên cảnh tượng chiến đấu cũng hết sức khủng khiếp, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh. Bay đầy trời, mỗi một lần hai bên va chạm đều có ánh lửa tạc ra, cũng có tầng tầng ánh sáng lan tràn tứ phương. Những ngọn núi và lầu các xung quanh đều gặp tai ương, liên tục sụp đổ. Mạnh như vậy sao? Môn chủ La Sinh Môn mạnh đến cỡ nào mà vẫn không thể bắt được ngụy bí giả thiên võ, người đó đã bị khống chế tâm trí mà vẫn còn mạnh đến như vậy, nếu như ý thức vẫn còn thanh tỉnh thì chẳng phải lại càng mạnh mẽ hơn nữa sao? Khổ sát! Môn chủ La Sinh Môn nhíu mày, giống như đã nhận ra thân phận của ngụy bí giả thiên võ kia. Nguyên nhân chính là vì nhận ra cho nên cô ta mới càng khiếp sợ. Khổ sát trong trí nhớ của cô ta không phải là cường giả thiên võ bình thường. Luận về chiến lực cũng không yếu hơn Hồng Nguyên ba chiêu, người mạnh mẽ như vậy mà còn có thể bị kẻ khác khống chế, kẻ khống chế thật sự là tiên sao? Lão khốn kiếp này, ta tìm ngươi đã lâu. Trong phút chốc, khí thế của môn chủ La Sinh Môn tăng mạnh, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ lạnh lùng, dường như cô ta có rất nhiều ân oán với người tên khô sát này, khó khăn lắm mới gặp được, không thể không tính sổ. Cơ hội tốt. Thừa dịp môn chủ La Sinh Môn đang đánh nhau với ngụy bí giả thiên võ thì bỏ chạy mới là thượng sách. Nhưng trước khi rời đi hắn phải lấy lại cây đàn đá đã. Vèo. Hắn đã hóa ra nhiều phân thân, chuẩn bị trận hình để thi triển thuật triệu hoán ngược. Phong ấn của cường giả thiên võ như môn chủ La Sinh Môn thì cần phải có lực không gian hóa diệt. Hắn đứng nhìn chằm chằm vào tế đàn, trong lòng liên tục lẩm bẩm, muốn dùng tâm niệm triệu hồi cây đàn đá bị ném trên tế đàn. Nhưng pháp trận quỷ dị đã cản trở cây đàn đá trở về với hắn. Hắn cố gắng thử nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả. Lão đại, xong rồi. Phân thân đã hoàn thành hai trận hình triệu hoán ngược, hai trận chỉ cách nhau vài trượng, khoảng cách mặc dù gần nhưng không có trở ngại, chỉ cần truyền tống qua lại vài lần thì hắn liền có thể phá vỡ phong ấn. Đến đây, Triệu Bân quát lên một tiếng, các phân thân ngay lập tức khai trận. Cảnh tượng sau đó vô cùng đầm máu. Triệu Bân truyền tổng qua lại hai bên, sau mỗi lần truyền tiếng thì trên cơ thể của hắn lại có thêm rất nhiều vết thương, máu tươi rẻ ra giàn giụa, đau đớn không chịu nổi, nhưng phương pháp này rất hữu ích, mỗi một lần truyền tổng thì phong ấn của môn chủ La Sinh Môn lại bị nứt ra một ít ru roi. Không biết đã truyền tống bao nhiêu lần thì Triệu Bân mới bước ra khỏi trận hình triệu hóa ngược. Phong ấn đã bị phá hơn phân nửa, phần còn lại không cần lực không gian hỗ trợ thì hắn cũng có thể tự phá được. Hắn thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng, tiên lực mãnh liệt dâng trào, căn nguyên huyết mạch minh mông cuồn cuộn ngay lập tức phá tan được phong ấn. Sau đó hắn lại hết sức vận dụng trường sinh quyết khiến những vết thương do vết cắt không gian tạo ra lành lại, còn mạnh mẽ tiêu diệt được không gian sát ý. Hắn lại nhìn chằm chằm vào tế đàn lần nữa. Hắn không còn nhiều thời gian, môn chủ La Sinh Môn bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở lại đây, hắn phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn quyết phải thu hồi được cây đàn đá, hắn nghĩ có thể dùng thiên nhãn thuấn thân lên tế đàn sau đó lấy cây đàn đá rồi lại truyền tống trở về. Quá trình này không mất quá nhiều thời gian, chỉ cần tính toán khoảng cách, tính toán hướng đi và ra tay đủ nhanh thì một khắc là đủ. Nhưng đây là một hành động mạo hiểm,
mạnh mẽ như môn chủ La Sinh Môn cũng không dám bước vào bên trong cấm chế thì đừng nói đến hắn. Chỉ cần bất cần một bước thì rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Mấy ngọn phi đao mà môn chủ La Sinh Môn phóng ra trước đó chính là ví dụ sống động nhất. Chỉ trong nháy mắt đã có thể hóa diệt được mấy ngọn phi đao thì cũng đủ thấy trận pháp này đáng sợ đến mức nào. Ta liều mạng. Hai mắt Triệu Bân lóe lên, hắn đã đưa ra quyết định. Hắn nhắm ngay cây đàn đá, ngay lập tức thi triển thiên nhãn thuấn thân. Trong chớp mắt hắn liền có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng năng lượng hủy diệt. Hắn biết mình hoàn toàn có thể bị xé thành từng mảnh nhỏ chỉ trong một khắc, chỉ có điều hắn cũng có thứ để dựa vào, đó chính là trường sinh quyết đang điên cuồng lưu chuyển đối kháng lực hủy diệt của trận pháp. Vèo! Tốc độ của hắn rất nhanh, hắn đã phất tay áo thu hồi cây đàn đá. Đã thuấn thân đến rồi thì sao hắn có thể bỏ qua được viên linh châu màu tím kia? Khai! Nhóm phân thân phối hợp rất ăn ý, mạnh mẽ triệu hoán chân thân. Chân thân đã trở về nhưng bộ dáng rất thê thảm, cả người đầy vết thương, nửa thân mình dường như đã bị phế đi. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, nếu như hắn còn ở lại lâu thêm chút nữa trong trận pháp thì thứ mà phân thân triệu hoán về được có thể chỉ là một đống thịt nát. Phụt! Triệu Bân hộc máu, ngay cả đứng cũng không thể đứng vững, ý thức mờ mịt đến mức không thể phân biệt được thật ảo nữa. Thân thể tan nát chỉ là chuyện nhỏ bởi vì hắn có tái sinh lực. Nhưng Sati Chùa trận pháp lại có thể đuổi theo trận hình triệu hoán ngược và xâm nhập vào khi lực, giờ phút này vẫn còn tác loạn bên trong cơ thể của hắn khiến cho tứ chi xương cốt lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều bị hủy hoại, ngay cả các phân thân của hắn cũng gặp tại ương, lần lượt hóa thành xương khói. Đai ớt Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, huy nguyên huyết mạch mạnh mẽ tiêu trừ Sati Chùa trận pháp, khi lực của hắn lúc này mới có thể ổn định trở lại được trường sinh quyết chậm rãi tái tao lai. Nơi này không nên ở lâu. Hắn không nghĩ nhiều liền xoay người chạy trốn, lúc rời đi còn không quên liếc nhìn lại địa cung, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó hắn suýt chút nữa đã chết ở trong trận pháp. Cũng may là hắn vẫn còn sống sót, ngay cả Nguyệt Thần cũng phải thổn thức một trận. Tên nhóc này thật sự đã điên rồi, bây giờ hắn vẫn còn sống thật sự là một chuyện rất thần kỳ. Phải biết rằng đó không phải trận pháp bình thường mà là một tiên trận. Quả nhiên tốc độ nhanh đến một mức độ nhất định thực sự mang lại rất nhiều hiệu quả. Cũng giống như hành động vừa rồi của Triệu Bân, thiên nhãn thuấn thân phối hợp với thuật triệu hoán ngược vô cùng hoàn mỹ. Tất nhiên chỉ vậy thôi là chưa đủ, còn cần phải có rất nhiều dũng khí, người bình thường chắc chắn không dám đùa giỡn tính mạng của mình như thế. Chỉ cần một bước sai lầm liền có thể hồn phi phách tán. Trận chiến bên ngoài địa cung vẫn chưa dừng lại. Môn chủ La Sinh Môn đối chiến ngụy bí giả Thiên Võ. Chiến cục hừng hực khí thế khiến cho thiên địa biến thành một mảnh hỗn độn. Nét mặt của ngụy bí giả Thiên Võ vẫn vô cảm như trước. Trong khi đó, môn chủ La Sinh Môn đã cau mày càng lúc càng chặt. Khổ sát đã bị khống chế tâm trí, tại sao lại càng đánh càng mạnh như vậy? Sau khi quan sát nhiều mặt thì cô ta mới phát hiện bên trong cơ thể của ngụy bí giả Thiên Võ có một nguồn năng lượng thần bí biến hóa kỳ lạ thêm vào chiến lực của ông ta. Bởi vì trận chiến đang rất kịch liệt. Tất cả sự chú ý của môn chủ La Sinh Môn đều đang ở trên người ngụy bí giả Thiên Võ cho nên không hề nhận ra Triệu Bân đã phá vỡ phong ấn và cầm theo cây đàn đá cùng viên linh châu màu tím chạy ra khỏi không gian thế giới dưới địa cung. Người đàn bà điên, chờ ta mạnh hơn cô thì biết. Triệu Bân loạng choạng trốn vào trong bóng tối. Tới tận khi hắn biến mất thì môn chủ La Sinh Môn cùng ngụy bí giả Thiên Võ đều không hề hay biết. Lại có đánh nhau sao? Bên ngoài Vân U Cốc. Mấy người thương khung lại đang tụ tập nghe ngóng. Động tĩnh lần này còn lớn hơn lần trước rất nhiều, cố hết sức nhìn vào dường như còn có thể nhìn thấy những đỉnh núi liên tục sụp đổ, dư uy đáng sợ lan tràn ra tận ngoài sơn cốc khiến cho những người có nội tình hơi yếu đều bị chấn động đến mức đứng không vững. Cảnh giới thiên vệ thương khung cau mày lẩm bẩm, nếu như ông ta đoán không sai thì bên trong đang có hai cường giả thiên về chiến đấu với nhau. Điều này khiến cho ông ta rất kinh ngạc. Trong sơn cốc lại có cường giả thiên dê, hơn nữa còn có tận hai người, lúc trước khi bọn họ tiến vào sơn cắt thì hai cường giả này đã ở bên trong rồi hay sao? Hay là hai cường giả thiên và đó đã đến muộn hơn? Suy cho cùng, Vân U Cốc rất lớn, người tiến vào có lẽ không chỉ có bọn họ. Cho dù có thêm người tiến vào thì bọn họ cũng không có cách nào biết được. Ta thật cơ chí. Triệu Bân bỏ chạy trối chết không quay đầu lại.
hắn có trường sinh quyết chống đỡ thương thế cho nên trên đường bỏ chạy thì thương thế của hắn càng lúc càng chuyển biến tốt đẹp, không còn nghiêng ngả lảo đảo nữa mà càng chạy càng nhanh. Chạy đến một khu rừng hắn mới định thân rồi chui vào một sơn động. Hắn hóa ra phân thân ở bốn phía để cảnh giác động tĩnh khắp nơi. Hắn đã có kinh nghiệm, trước tiên phải để lại vài đường lui mới được. Sau đó hắn lại dán thêm mấy lá bùa che lấp để che giấu khí tức. Xong việc, hắn mới ngồi khoanh chân rồi nhét một nắm đan dược vào miệng, cố hết sức luyện hóa đan dược. Chân nguyên tiên lực mãnh liệt trào dâng, căn nguyên huyết mạch tràn ngập toàn thân, còn có trường sinh quyết đang liên tục lưu chuyển, hắn có thể phục hồi thương thế, trọng tố khí lực trong thời gian ngắn. Ầm, ầm. Xa xa, tiếng gầm rú vẫn không ngừng vang lên. Trận chiến của môn chủ La Sinh Môn cùng với ngụy bí giả Thiên Võ rất dài, chiến đấu hơn trăm hiệp cũng chưa thể phân thắng bại. Vẫn như lúc trước, ngụy bí giả Thiên Võ không hề để lộ cảm xúc gì. Vẫn như lúc trước, môn chủ La Sinh Môn càng đánh càng phiền muộn. Trước đó, để bắt được Triệu Bân cô ta đã rất lao lực. Bây giờ phải đánh với ngụy bí giả Thiên Võ lại càng lao lực hơn. Không biết đến khi nào thì tiếng gầm rú mới dần dần mai một. Không phải là bọn họ không đánh nhau nữa mà là ngụy bí giả Thiên Võ đã bỏ chạy, tuy có nguồn năng lượng thần bí thêm vào chiến lực nhưng thời gian của nó cũng có hạn, qua thời hạn thì chiến lực tất nhiên sẽ sụt giảm, đã đấu không lại môn chủ La Sinh Môn thì phải chạy thôi. Khả năng chạy trốn của ngụy bí giả Thiên Võ cũng rất giỏi. Người am hiểu việc ám sát như môn chủ La Sinh Môn mà cũng không thể phản ứng kịp. Đã đi đâu rồi? Đứng trên đống đổ nát, môn chủ La Sinh Môn cau mày thật chặt, vẻ mặt hết sức khó coi. Gặp phải kẻ thù ở đây đúng là một chuyện bất ngờ. Mà trạng thái của kẻ thù lại càng khiến cho cô ta không ngờ. Một cường giả cảnh giới Thiên Võ mà vẫn có thể bị kẻ khác khống chế tâm trí, trở thành một con rối sống, trên thế gian này rốt cuộc còn bao nhiêu đại lão đang ẩn thân trong bóng tối. Thật lâu sau cô ta mới thôi không nhìn nữa mà trở lại địa cung. Sau khi trở lại địa cung thì cô ta mới ngẩn ra. Triệu Bân đâu? Rõ ràng là cái tên đó đã bỏ chạy, hắn không chỉ bỏ chạy mà còn cầm đi cây đàn đá cùng viên linh châu màu tím trên tế đàn. Chuyện này thật đáng sợ. Bản lĩnh của cái tên đó thật sự không nhỏ. Đây chính là một tòa tiên trận, ngay cả cường giả Thiên Võ như cô ta bước vào cũng thập tử nhất sinh, một võ tu cảnh giới địa tạng như hắn đã làm cách nào mà lấy được bảo bối bên trong tiên trận. Máu. Cô ta nhìn thấy rất nhiều vết máu trên mặt đất. Không khó để đoán được vì muốn lấy cây đàn đá cùng viên linh châu màu tím mà tên nhóc đó đã liều mạng và bị thương không nhẹ. Triệu Bân, người thật sự có bản lĩnh. Môn chủ La Sinh Môn bật cười, không biết là bật cười do tức giận hay là bị Triệu Bân chọc cười. Người chạy nhanh như vậy làm gì, bộ trông ta đáng sợ lắm sao? Có đáng sợ hay không, tự cô còn không biết sao? Nếu như hỏi thì đây sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Ngay cả đao mổ heo cô cũng đã lấy ra rồi, ta không chạy thì còn chờ để bị giết thịt hay sao? Nhắc đến Triệu công tử, giờ phút này tình trạng của hắn đã hồi phục không ít, thân thể bị tàn phá cũng đã tái tạo hoàn chỉnh. Giờ phút này hắn đang dùng căn nguyên huyết mạch bổ sung khí lực, đẩy hết những thứ dơ bẩn bên trong cơ thể ra ngoài, khiến cho khí lực mênh mông trở lại. Mãi đến đêm ngày thứ hai thì hắn mới mở mắt ra. Vươn vai thật mạnh rồi lấy ra viên linh châu màu tím ngắm nghía. Có lẽ bởi vì ngắm nghía viên linh châu ở khoảng cách quá gần cho nên tinh thần của hắn liền run rẩy, ánh sáng bao quanh viên linh châu màu tím khiến cho hắn cảm thấy vô cùng chói mắt, võ hồn của hắn cũng phải chấn động. Vì vậy có thể gọi nó là tử hồn châu. Bởi vì viên linh châu này nhất định có liên quan đến võ hồn, ít nhất thì ở nhân gian nó là bảo bối liên quan đến võ hồn. Nhưng nếu mang lên tiên giới thì nó nhất định phải là bảo bối liên quan đến nguyên thần. Triệu Bân phóng ra căn nguyên huyết mạch bao phủ tử hồn châu. Sau khi hắn dùng căn nguyên huyết mạch cảm nhận thì phát hiện trên tử hồn châu có dấu ấn, nhưng đây là dấu ấn cấp tiên, người bình thường không thể luyện hóa được, cho dù là cường giả Thiên Võ cũng bất lực. Tất nhiên, nếu như có tiên lực thì lại là chuyện khác. Trùng hợp thay hắn cũng có tiên lực, tuy rằng chỉ có 9 phần nhưng cũng đủ để hắn thử một lần. Nếu như không thể luyện hóa dấu ấn được trong một ngày thì hắn sẽ luyện hóa trong 2 ngày, nếu 2 ngày không được vậy thì 3 ngày, hắn có rất nhiều thời gian để có thể đem viên linh châu này luyện hóa thành của riêng. Thu lại căn nguyên huyết mạch, hắn tiếp tục đem từ hiền châu dung nhập vào ấn đường của mình. Từ hồn châu sáng lên, chậm rãi dung nhập vào vệ hiền của hắn.
khả năng cụ thể của viên linh châu này hắn vẫn chưa biết, nhưng hắn biết nó chắc chắn có khả năng tẩy luyện và hiền. Chỉ trong chốc lát, tất cả những tạp chất dơ bẩn trong võ hồn đều chậm rãi bị đẩy ra ngoài, trở thành những làn khói đen xì tràn ra bên ngoài cơ thể của hắn. Cảm giác võ hồn được tẩy luyện mới sảng khoái làm sao? Đúng là có thể cầu phú quý trong hung hiểm. Triệu Bân cười ha hả, ngẫm lại giây phút sinh tử trước đó hắn cảm thấy rất đáng giá. Một bảo bối mà ngay cả môn chủ La Sinh Môn cũng đánh giá cao sao có thể là vật tầm thường được. Tất cả đã xong. Nguyệt Thần liếc nhìn, không khỏi mỉm cười. Bên trong Vân U Cốc có ba bảo bối, thứ nhất là gương hoa đào, thứ hai là tử hồn châu hắn đều đã tìm được. Về bảo bối thứ ba, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì nó đã thuộc về Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân vẫn còn đang canh giữ rất gắt gao, tâm vô ngoại vật, cho dù bên ngoài có biến động lớn thì nó cũng không mảy may quan tâm. Một ngày lặng lẽ trôi qua. Vân U Cốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Môn chủ La Sinh Môn đang tìm kiếm Triệu Bân cùng ngụy bí giả Thiên Võ. Triệu Bân thì đang lặng lẽ đi tìm Tiểu Kỳ Lân. Tất nhiên, hắn cũng đang tìm môn chủ La Sinh Môn cùng ngụy bí giả Thiên Võ. Phải biết rằng bên trong Vân U Cốc có ảo cảnh, ở trong một khoảng thời gian nhất định thì ảo cảnh còn cực kỳ mạnh mẽ, nếu như không có Bảo Liên đang hộ thể thì ngay cả cường giả Thiên Võ cũng không tránh được bị trúng chiêu. Cho nên mới nói, bất luận là môn chủ La Sinh Môn hay là ngụy bí giả Thiên Võ thì đều có khả năng lạc vào trong ảo cảnh. Nếu như bọn họ lạc vào ảo cảnh thì hắn cũng không ngại xử lý hết cả hai, đặc biệt là môn chủ La Sinh Môn, kẻ đã treo hắn lên cây hai lần trước đó. Hắn tốt xấu gì cũng là thánh tử Thiên Tông, chẳng lẽ lại không biết xấu hổ hay sao? Về phần ngụy bí giả Thiên Võ thì chỉ có quỷ mới biết người đó đã trốn đi đâu. Triệu Bân đã nghĩ về người đó cả đêm. Một cường giả Thiên Võ bị khống chế tâm trí khiến cho hắn cảm thấy rất không ổn. Có chuyện gì không ổn? Chính là Quỷ Minh. Nếu như Quỷ Minh thần thông quảng đại đến như vậy thì làm gì có chuyện từ trước đến nay ông ta lại sợ Đại Hạ Hồng Nguyên. Khi màn đêm buông xuống, Triệu Bân lại tình cờ gặp cô gái áo đỏ cầm ô. Cô ta lại đi qua cầu, lại tắm rửa rồi ngồi dưới tán cây khắc tượng gỗ. Đây đều là những dự ảnh, nhất định mỗi ngày đều lặp đi lặp lại ở đây, sau một thời gian dài nữa mới có thể tiêu tán. Dưới tán cây cổ thụ, cô gái áo đề vẫn đang lặng lẽ khắc tượng gỗ. Trong lúc đó Triệu công tử lại lấy ra một bầu rượu rồi lặng lặng quan sát cô gái ác độ, bức tượng gỗ đang được khắc nên kia giống há ni như đúc càng nhìn càng kỳ quái, mà ánh mắt của hắn khi nhìn cô gái áo đề cùng càng lúc càng lệ ra về kỳ quái. Một cô gái xinh đẹp, trời sinh đã có dung nhan tuyệt thế, chẳng những có tài nghệ điêu khắc cực cao mà còn có thể chơi đàn cực giỏi, sao lại có chút không biết xấu hổ như vậy? Người bình thường làm gì lại rảnh rỗi đi tạo ra một rừng đào mê tình ở nơi ở của mình chứ? Ngao, ngao. Trong lúc đang quan sát thì hắn đột nhiên nghe thấy tiếng kêu khiến cho hắn sửng sốt. Đó là tiếng kêu của Tiểu Kỳ Lân truyền ra từ bên sườn cây cổ thụ. Cây này cũng có càn khôn. Triệu Bân ném bầu rượu đi rồi bước vòng quanh cây cổ thụ, quét mắt nhìn nó từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng còn dùng tay vỗ vỗ vào cây cổ thụ hoặc áp tai vào cây cổ thụ tĩnh tâm lắng nghe. Hắn chắc chắn không nghe nhầm, tiếng kêu của Tiểu Kỳ Lân trước đó chính là từ bên trong cây cổ thụ truyền ra. Hắn có lý do để tin rằng bên trong cây cổ thụ này còn cất giấu một không gian thế giới mà Tiểu Kỳ Lân đang ở bên trong đó. Nghĩ vậy, hắn lại lấy kiếm Long Uyên ra chém vào cây. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Một kiếm hắn vừa chém ra như chém vào sắt đá khiến cho cánh tay của hắn bị chấn rung lên, thậm chí hắn còn phải hộc máu. Thứ cứng rắn không phải là thân cây cổ thụ mà là cấm chế ở trên nó. Một kiếm hắn vừa chém vào thân cây đã làm lộ ra rất nhiều bí văn lưu chuyển bên ngoài. Hẳn là một kiếm vừa chém xuống của hắn đã đánh thức Tiểu Kỳ Lân cho nên nó liền chạy ra ngoài. Triệu Bân vừa nhìn thấy nó thì vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng đã tìm ra nó. Ngao, ngao! Tiểu Kỳ Lân cũng vui vẻ kêu lên rồi nhảy nhót xung quanh. Xong việc nó còn phun ra một ngọn lửa khiến cho bí văn trên thân cây lại lộ ra. Sau đó trên thân cây mở ra một cánh cửa, Tiểu Kỳ Lân lại nhanh như chớp nhảy vào, còn không quên ngoái đầu nhìn lại gọi Triệu Bân. Không cần nó gọi thì Triệu công tử cũng đã đi theo nó vào trong đó. Con mợ nó. Sau đó liền nghe thấy hắn văng tục một câu. Không gian thế giới bên trong thân cây tỏa sáng rực rỡ. Triệu công tử vừa bước vào thì đã không ngừng văng tục.
bởi vì ở nơi này có bảo bối. Bảo bối đó chính là một loại quả màu đỏ tươi vẫn còn ở trên cành nhưng có ngọn lửa cháy khắp thân. Xung quanh loại quả đó còn có dị tưởng diễn hóa thành hình một con kỳ lân hư ảo to lớn như núi, tiếng kêu kháng hồn cổ xưa, nếu như không có cấm chế che lấp thì tiếng kêu của nó chắc chắn sẽ truyền khắp Vân U Cốc. Tiên quả kỳ lân. Triệu Bân sờ cằm chăm chú quan sát nó. Bên trong Thiên Thư Huyền Môn hắn đã gặp qua vài lời giới thiệu về loại quả này, nó chính là thánh quả của bộ tộc kỳ lân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mới được nhìn thấy tận mắt hàng thật. Ngao, ngao, tiểu kỳ lân kêu lên, hai mắt sáng rỡ, hưng phấn nhảy nhót lung tung. Trạng thái của nó đã khẳng định suy đoán của Triệu Bân, đây chính là tiên quả kỳ lân ẩn chứa tinh hoa của nghĩ cảnh của tổ tiên kỳ lân, đối với kỳ lân mà nói thì đây là một loại quả quý hiếm, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nhưng hắn không hiểu, tại sao Vân U Cốc lại có thứ này? Chẳng lẽ cốc chủ của Vân U Cốc và nhánh của kỳ lân có ngọn nguồn sâu xa? Những điều này không quan trọng nữa. Quan trọng nhất bây giờ, quả này là quả thật. Ngươi cũng biết tìm đấy. Triệu Bân mỉm cười xoa đầu tiểu kỳ lân, chẳng trách không thấy bóng dáng đâu, hóa ra là vì đánh hơi thấy tiên quả kỳ lân. Trông có vẻ như nó đã trông chừng ở đây vài ngày rồi, quả kỳ lân trông cũng chưa chín lắm. Nhưng cũng đã ở đây được vài ngày rồi. Tiểu kỳ lân nhảy nhót tung tăng rồi lại chạy tới như một con chó sói, ngồi xổm xuống rất ngay ngắn, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào tiên quả kỳ lân, thỉnh thoảng còn liếm môi. Quả cây đỏ rực kia chắc là rất ngon. Triệu Bân tiện tay lấy ra một bầu rượu, nhìn trái ngó phải. Thế giới trong cây không quá nhỏ, khói mây vấn vít, sương mờ mông lung, linh khí rất dồi dào, là một nơi lý tưởng để tu thân dưỡng tính. Đợi khi thu hồi tầm mắt, hắn mới đặt chân tới trước linh trì. Quả kỳ lân ở ngay trong linh trì, mọc trên một cây dây mây, đến nay vẫn đang hấp thu linh khí. Hương thơm ngào ngạt của nó thấm vào lòng người, tiểu kỳ lân không khách sáo, tham lam hít hà, tâm trí chìm đắm, không còn nghĩ tới điều gì khác. Triệu Bân mỉm cười, tìm chỗ ngồi xuống. Quả kỳ lân là một thứ tốt, bất luận là dung hòa vào cơ thể hay dùng để luyện đan dược, đều là tiên vật vô cùng hiếm có. Thế nhưng không phải ai cũng ăn được loại quả này, cũng không phải ai cũng dám ăn. Hai chữ kỳ lân không phải là gọi chơi đây, tinh túy kỳ lân bên trong đó không có gì, nhưng ý vận kỳ lân thì rất đáng sợ. Nếu không tiêu hóa nổi, người ăn sẽ bị phản phệ. Nhánh kỳ lân ăn vào sẽ gặp may mắn nghịch thiên, nhưng nếu không biết tự lượng sức, cố tình ăn quả, có lẽ sẽ gặp tai vạ. Tất nhiên, điều này không phải tuyệt đối. Nếu gặp kẻ thần thông, đó lại là chuyện khác. Một bầu rượu trôi xuống bụng, hắn bắt đầu khoanh chân ngồi thiền, điều động linh châu màu tím tẩy luyện võ hồn hết lần này đến lần khác, từng chút tạp chất bị đẩy hết ra ngoài. Lạc ấn trên quả linh châu này rất ngoan cố, dù hắn có tiên lực cũng cực kỳ khó luyện hóa. Không phải vì thực lực của hắn không đủ, mà là chủ nhân của quả châu này sở hữu cấp bậc quá cao, giống như đàn đá và bảo liên đăng vậy, từ khi có được đến nay, hắn vẫn chưa thể luyện hóa hoàn toàn. Không biết tới lúc nào. Hắn mới mở mắt, biến ra vài ba phân thân, lén lút ra khỏi tiểu thế giới. Vân U Cốc rất lớn, chưa biết chừng còn có báu vật khác. Các phân thân cũng rất yêu nghề, mỗi người tự dùng thuật phân thân, biến ra thêm nhiều phân thân nữa, chạy về các hướng. Vân U Cốc không chỉ rộng lớn mà còn bất thường, nhiều phân thân đang đi thì mất tăm mất tích. Cho dù bản tôn có bảo liên đang hộ thể, khá nhiều phân thân vẫn lạc mất. Cũng không sao. Triệu công tử khí huyết dồi dào, phân thân cử liên tục xuất hiện. Hắn ở đây nhàn rỗi chứ người đợi bên ngoài sơn cốc thì rất sốt ruột, Thương Khung và những người khác đều sở hữu quầng thâm mắt đen thui không ngừng ngáp ngắn ngáp dài trong lúc chờ đợi, nóng lòng muốn tìm thứ gì đó kích thích để tính tác, vẻ dụ như tiếng rên rỉ. Có người ra ngoài kìa. Tam trưởng lão Ma Điện đợi ở lối ra bỗng hô ầm lên. Các lão bối đồng loạt ghé tới, dồn hết thị lực cũng chẳng nhìn rõ nổi. Chỉ thấy một bóng người lờ mờ. Đợi khi tới gần mới nhận ra là Triệu Bân. Nói chung đúng hơn là một phân thân, nhận mệnh lệnh từ bản tôn tới báo bình an với mọi người. Suốt dọc đường, nó đi đứng rất chật vật, dù sao thì không phải bản tôn, không thể chống chọi được với ảo ảnh, cộng thêm Vân U Cốc đâu đâu cũng là bẫy dập, có thể đi đến đây khó khăn và đáng quý vô cùng. Triệu Bân, đại trưởng lão Ma gia gọi một tiếng. Lão đại của bọn ta rất an toàn, ta. Phân thân của Triệu Bân hô lên, nhưng chưa dứt lời đã biến thành một làn khói, bởi càn khôn trong Vân U Cốc thay đổi lớn, phân thân không trụ nổi nên biến mất luôn.
Đám đông thấy vậy mà tỏ ra lúng túng. Họ còn đang định tìm phân thân của hắn để tìm hiểu tình hình bên trong mà, ví dụ như hai vị cao thủ thiên võ, ví dụ như tiếng rên rỉ, mà chủ yếu là tiếng rên rỉ. Họ rất tò mò, không biết con gái nhà nào rên mà mất hồn đến vậy. Tiếc thay, phân thân biến mất rồi. Nhưng có nửa câu trước của phân thân là đủ rồi. Chí ít, họ biết được Triệu Bân rất an toàn. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc đàng hoàng rồi. Các lão bối túm tụm lại dưới gốc cây, xếp thành vòng tròn mà ngủ gật. Thương Khung vẫn là người cầu tiến, một mình ông ta nghiên cứu ngụy bí giả, không biết là vì rảnh rỗi quá hay là một loại bệnh nghề nghiệp mà từng rút máu của người ta không chỉ một lần. Khỏi phải nói, ông ta thực sự nhìn ra một vài manh mối. Máu của ngụy bí giả vô cùng lạnh lẽo, đồng thời ẩn giấu một chút sức mạnh thần bí, như ẩn như hiện. Nếu không phải vì khả năng cảm nhận và nhãn giới của ông ta siêu cao thì cũng khó phát giác. Hửm! Từng có khoảnh khắc, ông ta đột nhiên nhìn sang, đôi mắt cũng khẽ nheo lại. Lão tổ Bạch gia căn cơ hùng hậu vốn đang ngủ gật cũng đột ngột mở mắt, loáng thoáng bắt gặp âm thanh loạt soạt ở sâu trong khói mây mờ ảo, tuy không có khí tức lộ ra, nhưng vô hình chung lại có thứ khí chất hết sức đáng sợ, đến cả cơn gió thổi qua cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Cao thủ thiên võ, lão tổ Bạch gia nhíu mày. Thương Khung không nói gì, hai mắt gần như nheo thành đường thẳng, tiện tay quả lấy một nắm đá vụn, đánh thức đám đông đang gà gật. Xuyệt, ông ta giơ tay ra hiệu khiến đám đông đều nhíu mày. Lão tế Bạch gia cùng Khê phất tay, ra hiệu cho đám đông lui về sau ẩn náu. Các lão bối rất ăn ý, len lén đứng dậy, lùi vào bóng tối. Trong ánh mắt chăm chú của họ, một bóng dáng mơ hồ bước ra khỏi màn sương mông lung, người này cũng mặc áo đen, che chắn kín mít từ trên xuống dưới, chỉ trừ lại đôi mắt lộ ra bên ngoài, trống rỗng, đờ đẫn, không có cảm xúc. Thương Khung trông thấy mà nhướng mày. Cao thủ thiên võ này hiển nhiên không tỉnh táo, chắc chắn đã bị kẻ khác điều khiển tâm trí. Ông ta vô thức quay đầu, liếc mắt nhìn ngụy bí giả Tiêu Hồn, trạng thái của cao thủ mặc áo đen giống y hệt Tiêu Hồn, từ đó có thể thấy vị này cũng có khả năng là một ngụy bí giả. Thế thì rất đáng sợ. Ai ghê gớm vậy nhỉ, có thể điều khiển được tâm trí của cao thủ thiên võ, quỷ minh của Long Triều Đại Hạ có bản lĩnh lớn đến thế sao? Khi đám đông nhìn sang, cao thủ thiên võ mặc hắc bào đã tiến vào Vân U Cốc. Lúc tiến vào trong, người này vẫn kín đáo liếc mắt nhìn về phía góc tối. Đợi khi kẻ này đi xa rồi, đám đông cường giả mới nhảy ra. Ba vị cao thủ thiên võ rồi. Rốt cuộc Vân U Cốc này giấu thứ báu vật gì vậy? Đám người xôn xao bao vây bên ngoài sơn cốc nhìn vào bên trong, họ cũng muốn truyền tin này cho Triệu Bân đấy. Ba vị cao thủ thiên võ rồi. Người đừng dạo chơi ở trong đó nữa. Đáng tiếc là họ không thể vào được. Vân U Cốc im lìm không chút động tĩnh nào suốt 3 ngày. Sự im ắng này khiến người ta cảm thấy đè nén hơn gấp bội, cứ cảm thấy mưa to gió lớn chuẩn bị ập đến. Bên trong tiểu thế giới, Triệu Bân đã đứng dậy, đứng ngoài linh trì, tiên quả kỳ lân sắp chín rồi. Tiểu kỳ lân vẫn là đối tượng kích động hơn cả, nó không thể đè nén được tâm trạng kích động nên cứ nhảy tới nhảy lui. Trông như thể sắp lao vào hồ. Nước kia vậy, tư vị thánh quả của tộc kỳ lân hẳn là rất kỳ diệu, nuốt vào bụng, dung hòa tinh hoa và ý vận là có thể lớn lên thật cao rồi. Đùng, binh. Đột nhiên, một tiếng nổ vọng tới từ thế giới bên ngoài. Nghe động tĩnh thì chắc là một trận đại chiến, Triệu Bân phải quay đầu nhìn lại. Lão đại, vợ ngươi bị đánh rồi. Trong đầu Triệu Bân vang lên một giọng nói như đờ đây là lời do phân thân truyền tới. Còn vợ mà nói nhắc đến tất nhiên là môn chủ La Sinh Môn rồi bản tên từng nói lên giường với nhau, được coi như hai vợ chồng. Tính như thế thì môn chủ La Sinh Môn là vợ của bản tên chứ gì nữa. Triệu Bân lười tám nhảm với nó, vội vàng kết nối tầm mắt với phân thân. Đập vào mắt là một ngọn núi đổ sập, trong lúc đất đá bay tứ tung, có thể nhìn thấy bóng dáng ba người đang đại chiến, một trong số đó là môn chủ La Sinh Môn, xiêm y trắng như tuyết. Hai vị còn lại đều mặc đồ đen, nhìn khí thế có vẻ đều là cao thủ thiên võ hàng thật giá thật, một trái một phải, bao vây tấn công môn chủ La Sinh Môn. Lại thêm một người nữa. Triệu Bân nheo mắt, lông mày cũng nhíu lại. Không khó để nhận ra cao thủ thiên tông mới đến cũng là một ngụy bí giả, chính vì thế nên hắn mới nhíu mày. Rốt cuộc quỷ minh đã ám toán bao nhiêu cường giả đồng cấp vậy. Còn nữa. Hai ngụy bí giả cảnh giới thiên võ tới Vân U Cốc là để tìm báu vật,
hay vì cố tình đối phó với môn chủ La Sinh Môn. Theo hắn thấy, cả hai khả năng này đều có thể xảy ra. Mấy ngày trước, môn chủ La Sinh Môn đánh khổ sát, e rằng kẻ hạ chú cảm thấy mất thể diện nên phái thêm một vị nữa, định hai đánh một để vớt phát cục diện, hoặc bắt sống môn chủ La Sinh Môn, biến cô ta thành ngụy bí giả cũng được. Khống chế môn chủ La Sinh Môn là khống chế được cả La Sinh Môn, thế thì thiên hạ này đại loạn. Môn chủ La Sinh Môn vẫn có chút đạo đức nghề nghiệp, cầm tiền của người ta, dẹp nạn thay người ta. Nhưng kẻ hạ bùa hiển nhiên không phải người quan tâm tới võ đức, dù không cầm tiền của người ta cũng vẫn gây rắc rối cho người ta, suốt ngày bị sát thủ xuất quỷ nhập thần nhắm tới, chắc hoàng đế của các nước cũng không ngủ yên được đâu nhỉ. Phụt! Khi hắn đang nhíu mày thì một vệt máu bắn lên không trung. Môn chủ La Sinh Môn phụt máu rồi, dính phải một chiêu nên bả vai ngọc ngà bị chọc thủng. Xét về căn cơ thì khả năng chiến đấu của cô ta không tệ, nhưng dù là thế cũng không thay đổi được thân phận thích khách của cô ta. Đã là thích khách thì cô ta chính là kiểu võ tu hết sức cực đoan, không giỏi chiến đấu trực diện chứ đừng nói đến việc đối đầu cùng lúc với hai cao thủ thiên võ đồng cấp, và lại cả hai cùng là ngụy bí giả, được một sức mạnh thần bí giúp đỡ. Sức mạnh chú ấn. Môn chủ La Sinh Môn lầm bầm, đến giờ mới nhận ra trên người hai vị cao thủ thiên võ này có thêm loại sức mạnh nào đó hỗ trợ. Chắc chắn là sức mạnh của bùa chú, đồng thời còn là một bùa chú cấp tiên. Kẻ hạ chú điều khiển tâm trí hai người này thông qua bùa chú, cũng tăng thêm khả năng chiến đấu cho họ thông qua bùa chú. Đùng! Khổ sát lại tấn công tới, một chưởng vung ra, khí thế hùng hậu. Môn chủ La Sinh Môn không bất chấp đối đầu cùng ông ta mà dùng thân pháp tuyệt diệu để tránh né, lao lên trời mà trốn chạy. Nghênh đón cô ta là cao thủ thiên võ mặc đồ đen, kẻ này cũng vung chưởng tới. Uy lực không thua gì khổ sát. Môn chủ La Sinh Môn đột ngột đứng lại, vùng trường cách khoảng không. Trường pháp của đôi bên va chạm bằng chiếc lóc da sấm chớp, thậm chí còn có quầng sáng đen thuê lan ra khắp nơi. Môn chủ La Sinh Môn bị đẩy lùi chân nguyên hệ đờ vo tan. Cao thủ thiên và mặc áo đen cùng bị đẩy lùi lớp áo bao trùm cơ thể đột ngột cháy rụi, để lệ ra dung mạo thật sự. Lão tổ huyết y. Môn chủ La Sinh Môn thấy vậy mà kinh ngạc hô lên trong lòng. Lại là một người quen nữa, lão tổ của huyết y môn. Cô ta trông thấy, phân thân của Triệu Bân cũng trông thấy. Phân thân trông thấy thì bản tôn cũng trông thấy. Triệu Bân đang trên đường chạy tới, không khỏi nhướng mày. Hắn chưa từng gặp lão tổ của huyết y môn, nhưng từng gặp người của huyết y môn rồi. Suốt cả hành trình này, hắn gặp không biết bao nhiêu cường giả của huyết y môn, cũng từng soát hồn của họ, trong ký ức vẫn hiển thị rõ ràng. Nghe đồn lão tổ huyết y đã mai danh ẩn tích rất nhiều năm, ai cũng tưởng ông ta chết rồi, không ngờ vẫn còn sống, không những thế mà còn biến thành một ngụy bí giả. Thế nên, sức mạnh mà kẻ hạ chú kia điều khiển được rất đáng sợ đấy. Không nói đến những người khác, chỉ riêng việc kẻ hạ chú khống chế được lão tổ huyết y, tức là có thể ra lệnh cho toàn bộ huyết y môn. Hắn bắt đầu nghi ngờ, kẻ hạ chú có thực sự là quỷ minh không? Nếu thực sự là quỷ minh thì bản lĩnh của tên đó cũng quá khủng khiếp rồi. Đùng, binh. Khi hắn chạy tới, ba cao thủ thiên võ đang đánh nhau rất hăng. Không khó để nhận ra, môn chủ La Sinh Môn rơi vào thế hạ phong, không địch nổi vòng vây của khổ sát và lão tổ huyết y. Nguyên nhân không nằm ngoài ba yếu tố. Thứ nhất, thích khách không hợp đánh trực diện. Thứ hai, đội hình không tương xứng, một mình môn chủ La Sinh Môn đấu với hai người. Còn về điều thứ ba, đó là ảo ảnh của Vân U Cốc. Môn chủ La Sinh Môn phải phân tâm để chống chọi cùng ảo ảnh, còn khổ sát và lão tổ huyết y thì không bị ảnh hưởng. Điều này khiến Triệu Bân rất bất ngờ, ngụy bí giả không sợ ảo ảnh. Có vẻ như họ thực sự không sợ, cơ thể được phủ một lớp ánh sáng đen, có thể ngăn cản được ảo ảnh. Lão đại, vợ ngươi bị đánh rồi, phân thân khoanh tay, nhắc nhở một câu. Triệu Bân nhìn trái ngó phải, không biết đang tìm thứ gì. Lão đại, vợ ngươi bị đánh rồi, phân thân như cái máy đọc, nhắc thêm lần nữa. Triệu Bân không đáp, nhìn quanh một vòng rồi mới ngẩng đầu nhìn trời. Lão đại, vợ ngươi bị... Phụt! Quá tam ba bận, phân thân chưa kịp nói hết câu Triệu công tử đã tiền nói về nơi sản xuất, lào từ cá mù đâu, thấy rồi mà. Đùng, cùng với một tiếng nổ lớn, thêm một ngọn núi nữa để sập, là bị môn chủ La Sinh Môn đè sập, cô ta trúng một quyền một chưởng vô cùng đau đớn. Cơ thể thiên và nặng nề khiến một ngọn núi bình thường bị san thành binh địa.
Khổ Sát và Lão Tổ Huyết Y đồng loạt niệm ấn quyết. Ấn quyết thành hình, bầu trời rung lên bần bật, một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, môn chủ La Sinh Môn vừa mới đứng vững, chưa kịp hoàn hồn đã dính trưởng, thứ cấm chế trói buộc kia đáng sợ đến mức cao thủ thiên võ như cô ta cũng không thể phá được phong ấn trong thời gian ngắn, mặc cho chân nguyên cuồn cuộn. Vẫn chưa hết. Sau khi sử dụng cấm chế, Khổ Sát và Lão Tổ Huyết Y lại niệm ấn, tạo ra một ấn chú quỷ dị trong không trung, đen thui và tà ác, méo mó khó coi, mang theo sức mạnh cắn nuốt. Ấn chú. Môn chủ La Sinh Môn nhíu mày, dồn sức phá phong ấn. Thế nhưng sức mạnh của cô ta bị hư hao quá nhiều, lại còn phải phân tâm đối đầu cùng ảo ảnh, nhất thời bị chèn ép đến mức đứng không vững. Ma chú ám hắc. Triệu Bân trông thấy mà nhận ra ngay. Có vẻ như hắn đoán không sai, kẻ hạ chú phái hai ngụy bí giả cảnh giới thiên võ tới đây với mục đích thu phục môn chủ La Sinh Môn, một khi ấn chú này được hạ xuống, hậu họa khôn lường. Không nghĩ gì nhiều, hắn lập tức kéo cung gắn tên, dùng tiên lực làm cung, dùng thiên lôi làm tên, nhắm chuẩn vào Lão Tổ Huyết Y, bắn hỏng quá trình hạ chú, coi như phá được cục diện này. Uỳnh, mũi lên lôi đình lao ngược lên trời, uy lực không gì cản nổi. Tiếp đó đến một tiếng keng. Mũi tên vô cùng bá đạo của Triệu Bân như đụng phải tấm thép, không thể nào đả thương được Lão Tổ Huyết Y, thế nhưng mũi tên của hắn vẫn khiến Lão Tổ Huyết Y lảo đảo, ấn quyết đang định hình cũng bị phá hỏng. Ma chú ám hắc sắp thành hình lập tức vỡ tan tành. Triệu Bân, môn chủ La Sinh Môn liếc nhìn sang, không khỏi thấy ngạc nhiên. Hóa ra tên tiểu tử này vẫn chưa đi. Mũi tên đó như đưa than trong ngày tuyết, ấn chú của Lão Tổ Huyết Y bị phá. Lão ta cũng lảo đảo một hồi, không chỉ ảnh hưởng tới ma chú ám hắc, mà còn khiến phong ấn bị sứt mẻ. Phá! Môn chủ La Sinh Môn thét lên một tiếng, cưỡng ép phá được vòng vây. Khổ Sát thấy vậy nên loại trừ ấn quyết, mạnh mẽ tấn công, vung tay chụp xuống đầu cô ta. Keng! Môn chủ La Sinh Môn giơ kiếm chém bay bàn tay ảo ảnh kia. Thần sắc vấn đề đần của Lão Tổ Huyết Tị bằng lệ ra vẻ dữ tợn trong khoảnh khắc ấy. Lâu ta bẻ qua môn chủ La Sinh Môn, chạy thẳng về phía Triệu Bân, có tên này gây rối thì họ đựng hàng hạ chú cho môn chủ La Sinh Môn. Thế nên mới nói, muốn hạ ấn chủ, phải dọn dẹp hiện trường đã bót hù doa ta gì. Triệu Bân mắng to, nói những lời tàn nhẫn nhất nhưng làm những việc hèn nhát nhất, hắn chẳng nghĩ ngợi gì đã quay đầu bỏ chạy. Lão Tổ Huyết Y như một bóng ma, đuổi theo mãi không thôi, vừa đuổi vừa đánh, đình đài lầu gác trên đường họ đi qua liên tục gặp nạn. Tường xanh ngói đỏ biến thành đất đá mù mịt, rơi đầy xuống đất. Trong suy nghĩ của Triệu công tử, có thể dẫn Lão Tổ Huyết Y đi chỗ khác coi như thành công rồi. Môn chủ La Sinh Môn tuy không đánh nổi hai cao thủ thiên võ, nhưng vẫn thừa khả năng dọn xác một người, mỗi người kiềm chân một người là được. Keng! Lão Tổ Huyết Y phất tay, kiếm khí đen ngòm bay đầy trời ào ào chém xuống. Đại chiêu tấn công quần thể của cao thủ thiên võ. Bất kỳ kiếm khí nào cũng có khả năng tuyệt diệt. Triệu Bân không dám sơ suất, dùng võ hồn ngự kiếm, bay vòng xung quanh người, gắng gượng đỡ đòn. Long uyên và kiếm khí va đụng tạo thành vô số ánh lửa, dư chấn khiến hắn không ngừng rên rỉ. Soạt! Lão Tổ Huyết Y nhanh như cắt, vài ba bước đã đuổi tới nơi, há miệng nhả ra một giọt máu, tạo thành một con rồng gầm gào lao đến. Một con sâu nhãi nhép mà cũng đòi ăn ta à? Triệu Bân hầm hừ. Vùng nắm đấm định tiêu diệt nó. Nhưng hắn đã đánh giá thấp mức độ thần thông của Lão Tổ Huyết Y. Tuy con rồng kia đã nổ tung, nhưng xương máu lảng vảng biến thành vô số sợi xích bằng phù văn lao về phía hắn. Lần này thì hắn né không kịp, bị quấn lấy một chân, sợi xích bằng phù văn rất quỷ dị, khả năng cắn nuốt cực mạnh khiến tiên lực dồi dào của hắn lập tức bị nuốt mất quá nửa. Phá! Triệu Bân vung kiếm, chém đứt sợi xích phù văn. Lão Tổ Huyết Y lao tới, chỉ tay lên bầu trời, cuốn theo khả năng bám chặt mục tiêu. Triệu Bân dùng mình, dùng thuấn thân bay ra ngoài, cho dù là thế, hắn vẫn bị thương. Uy lực từ nhất chỉ của Huyết Y môn có thể theo kịp thuấn thân, chọc ra một lỗ máu trên bả vai phải của hắn. Ép ta phải chơi lớn hả? Triệu Bân quát một tiếng trong lòng, mở thiên cháo hộ thể với quy mô siêu lớn, dùng phân thân để tập trung sức mạnh, dồn sức bộc phát trong một thời khắc. Lão Tổ Huyết Y đang trên đà lao tới bị hất bay ngay lập tức, trong đôi mắt đờ đẫn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, tên nhãi này đánh đấm giỏi quá. Keng! Triệu Bân xách kiếm, dùng thuấn thân để tấn công.
Lão Tế Huyết còn chưa đứng vững đã bị nhất kiếm này chém trúng. Nhưng cũng chỉ là chém trúng thôi, đến cả lớp phòng ngự cũng không phá nổi, đường đường là một cao thủ thiên về, chẳng lẽ lại không có bị pháp phòng thủ. Đề phòng ngay những đòn tuyệt sát như thế này, khi gặp phải đòn tấn công tuyệt diệt sẽ lệ diệt, trở thành một tấm áp giáp bao phủ toàn thân, khiến cho nhát kiếm thuần thân của Triệu công tử chẳng khác nào gái ngựa bị sức mạnh đáng sợ của La Tổ Huyết Tị hất cho thể huyết và bay ngược ra sau. Cảnh giới thiên võ, chịu đòn khá thật. Triệu Bân thầm mắng, lại một lần nữa co chân chạy trốn. Lão Tổ Huyết Y giống như cơn ác mộng bám giết không thôi, đuổi theo sát nút. Đùng, binh. Vân U Cốc u tối lại nổi lên tiếng nổ vang trời. Bên này náo nhiệt, bên kia còn náo nhiệt hơn. Môn chủ La Sinh Môn nổi giận đùng đùng, trận chiến một đánh một, cô ta liên tục đánh cho khổ sát không ngẩng được đầu lên, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến rồi đi xử trí Lão Tổ Huyết Y. Khả năng chiến đấu của Triệu Bân không tệ, nhưng gặp phải cao thủ thiên võ thì còn thiếu chút đạo hạnh. Không liên quan gì tới căn cơ, đây là sự chèn ép tuyệt đối đến từ tu vi. Lão Tổ Huyết Y sẽ không hạ thủ lưu tình như cô ta đâu. Lại đánh nữa rồi. Bên ngoài sơn cốc, Thương Khung và những người khác túm tụm lại, gắng sức quan sát. Đáng tiếc là họ chẳng trông thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ và cảm nhận được khí vận đang điên cuồng thoát ra ngoài, đến cả họ cũng bị hút cho đứng không vững. Đùng, đùng uỳnh uỳnh. Đột nhiên, một tiếng sấm dậy vang lên trên bầu trời. Đám đông đồng loạt ngẩng đầu lên. Trời sắp mưa à? Đúng vậy, sắp mưa đấy. Nhìn động tĩnh từ sấm chớp thì có vẻ trận mưa này cũng không nhỏ đâu. Lão phù bấm đốt ngón tay tính thử, có người sắp bị sét đánh rồi, đại trưởng lão ma ra tỏ ra thâm trầm. Không ai phản đối câu nói này. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Mỗi lần đến đoạn này, tiếng quát của Triệu công tử khá là khí thế, giọng bá đạo uy nghiêm cực kỳ, dù ở ngoài sơn cốc nhưng vẫn có thể nhìn thấy lôi điện đang tụ lại, có thể nhìn thấy thấp thoáng là Triệu Bân đang tắm mình bên trong đó. Hắn đâu chỉ tự tin, trình độ làm nét cũng dần hoàn thiện. Nhận một kiếm của ta đây. Triệu Bân hét lớn, vung kiếm chỉ về phía Lão Tổ Huyết Y. Kiếm này của hắn cùng bình thường nhưng nếu như có thêm lôi điện hỗ trợ, đó lại là chuyện khác, tia chớp đan vào nhau nhảy múa, biến thành một tia lôi điện màu vàng kim, có khí thế của sấm vang chớp giật. Cao thủ ở cảnh giới thiên và như Lão Tổ Huyết Y mà cùng bị đánh đến loạng choạng, tầng phòng ngự cùng bị đánh nứt, năng lượng màu đen như cái lồng bao trùm cơ thể lão ta bị bể ra vết nứt, đánh lên bả vai, cốt cách vụn vỡ máu văng tung tâu. Vậy mới nói cảnh giới thiên võ rất giỏi chịu đòn, đổi lại là võ tu dưới cảnh giới thiên võ thì một chiêu này đã tiến họ xuống gặp Diêm Vương, cơ thể thành cho. Tiếp nào. Triệu Bân hét lớn rồi lại tập hợp lôi điện, bổ từ trên trời xuống. Lão Tổ Huyết Y cũng là nam tử hán, lão ta không né mà chỉ khép hai ngón tay lại, chỉ lên bầu trời. Bất chợt âm thanh kiếm ngân vang lên, kiếm khí dập trời, hợp thành một luồng kiếm quang màu đen, bắn thẳng lên trời. Ầm. Lôi điện màu vàng và kiếm quang màu đen va chạm, tiếng nổ vang rền, một quầng sáng đáng sợ lan rộng ra bốn phía từ vị trí va chạm, một ngọn núi đổ sộ đã bị chém ngọt như cắt đậu hũ. Triệu Bân rên rỉ khó chịu, lảo đảo suýt chút ngã từ trên không trung xuống, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Cảnh giới thiên võ rất lợi hại, chẳng ngờ lại có thể đương đầu trực diện với lôi đình vạn quân này. Phải biết rằng lôi điện mà hắn dùng có uy lực của thiên kiếp, thế mà giờ lại bị đánh tan. Từ khi hắn sáng tạo ra bí pháp này, đây là lần đầu tiên gặp tình trạng lúng túng như vậy. Lão Tổ Huyết Y vẫn sừng sững không hề dao động. Đây là cao thủ thiên võ, còn là cấp bậc đỉnh cao trong cảnh giới thiên võ. Nhân vật cỡ này đã là sự tồn tại siêu nhiên, chỉ thiếu một bước nữa là thành tiên. Keng! Lão Tổ Huyết Y giơ tay, vẫn hai ngón khép lại, chĩa lên hư không lần nữa. Kiếm khí xuất hiện khắp bầu trời, tất cả đều nghe hiệu lệnh của lão ta, vút lên trời cao, âm thanh kiếm ngân rất chói tai. Đến đây! Triệu Bân vừa đứng vững, vung kiếm nhắm xuống bên dưới. Kiếm khí và lôi đình vạn quân va vào nhau giữa bầu trời, kiếm khí lần lượt biến mất, lôi điện cũng lần lượt nổ tung, tóe ra tia lửa, đúng là rực rỡ muôn màu, cực giống pháo hoa, cảnh này tôn thêm sự thơ mộng và rực rỡ cho bầu trời tăm tối. Bùm, uỳnh, lôi điện và kiếm khí đụng nhau khiến cả Vân U Cốc bị bao phủ bởi tiếng nổ. Bên ngoài sơn cốc, mấy người Thương Khung giật mình. Môn chủ La Sinh Môn đang chiến đấu với khổ sát cũng kinh ngạc,
mặc dù biết Triệu Bân là cao thủ chơi sét nhưng cô ta lại không biết tên nhóc này có năng lực mượn sức mạnh sấm sét để đối đầu với cảnh giới thiên võ. Chỉ mỗi việc này thôi, đó cũng là điều chưa từng có trong lịch sử. Cảnh giới địa tạng gặp cảnh giới thiên về, có lẽ đây là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử cô ta đã đánh giá thấp Triệu Bân, có thể trở thành thánh tử thiên tông, không hề là yêu nghiệt nghịch thiên cố gắng chống đế. Môn chủ La Sinh Môn không nhìn về phía đó nữa, sát ý ngút trời, bám theo khổ sát vào một khu rừng. Giống như đêm đó, hai người đánh nhau hơn cả trăm hiệp. Đến hiệp thứ 100, cục diện mới xảy ra nghịch chuyển. Sức mạnh được gia tăng trên cơ thể khổ sát đã đến giới hạn, biến mất không còn gì, khí thế theo đó tụt dốc, còn môn chủ La Sinh Môn lại rất tỉnh táo, cưỡng ép thi triển cấm thuật, chiến lực tăng mạnh. So ra, chẳng phải khổ sát đã rớt xuống thế hạ phong rồi sao? Trong cuộc chiến với cảnh giới thiên võ, ông ta bị một thích khách chém giết tới mức máu thịt đầm đìa. Trận chiến này không có khán giả. Trận chiến này đã chứng tỏ một chân lý với người đời, đạo lý gì? Là đánh bại cảnh giới thiên võ rất dễ dàng nhưng tiêu diệt thiên võ mới khó. Dù là môn chủ La Sinh Môn chiếm được ưu thế nhưng muốn diệt được cảnh giới thiên võ thì vẫn khá tốn sức, kẻ sắp thành tiên hiển nhiên không đơn giản. Tiếp nào. Bên này, Triệu Bân không ngừng quát lớn, Thái Sơ Thiên Lôi quyết vận hành hết cỡ, quy tụ sấm sét liên tục không ngừng. Hắn đắm mình trong biển sấm chớp này, thật sự đã biến thành lôi thần, có thể hiệu lệnh ngàn vạn tia chớp. Đây là vốn liếng để hắn đấu tay đôi với cảnh giới thiên võ. Còn lão tổ Huyết Y, không chỉ chiến đấu lợi hại mà còn rất giỏi chịu đòn, sấm sét từng đánh tan trăm vạn đại quân nhưng không làm gì được thể phách của lão ta, chẳng những thế mà còn có thể phản công. Những tia kiếm khí trên trời đều được gọt rũa qua trăm ngàn thử thách, tia nào cũng khả năng hủy diệt tuyệt đối, đến cả sấm sét trên trời cũng có thể chém đứt. Nhóc con được lắm. Thương Khung ở bên ngoài sơn cốc, cầm kính viễn vọng, vừa xem vừa chậc lưỡi suýt xoa. Ông ta cũng từng là cảnh giới thiên võ, cũng từng cách cấp bậc tiên gia có một bước nên biết rất rõ sự đáng sợ của cảnh giới thiên võ. Mặc dù địa tạng chỉ cách thiên võ một bậc nhưng vốn dĩ không thuộc cùng đẳng cấp. Không ngờ thời đại này mà cũng có một nhân tài như thế, không ngờ có thể đối đầu trực diện với cảnh giới thiên võ, dù là ma quân cùng thời cũng không bá đạo đến mức đó. Thời thế tạo anh hùng, có vẻ ông ta đã già thật rồi. Sấm sét là một thứ rất hữu dụng. Các trưởng lão chậc lưỡi, sét đánh từ trên trời xuống thật sự có uy lực phi phàm, ai có thể mượn sức mạnh đó đều là nhân tài, trùng hợp thế nào Triệu Bân lại là một trong số đó. Muốn vào đó xem thử ghê. Rất nhiều người lẩm bẩm, chắc rằng trận đấu trong sơn cốc là một đại chiến hoành tráng, không thiếu người chiến đấu, chỉ thiếu khán giả. Nhưng mọi người chỉ nói chơi vậy thôi. Triệu công tử đánh nhau với cảnh giới thiên và tới mức sức cùng lực kiệt, bọn họ vào đó chẳng những không giúp được gì mà có thể sẽ tạo thêm rắc rối lúc họ đang xem, đột nhiên nhìn thấy một lá bùa bay từ trên trời xuống, là một lá bùa truyền tin cao cấp, bùa rớt vào tay của đại trưởng lão Ma gia đại trưởng là Phóng Chân Nguyên, biệt để khởi động bùa chú. Đọc tin tức bên trên. Dùng cách đặc. Tin gì thế, các trưởng lão vây đến. Tìm thấy Tần gia rồi, đại trưởng lão Ma gia nói. Sau đó ông ta lại nói thêm, ma quật cũng được tìm thấy. Ông ta vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhíu mày. Mẹ kiếp, hai chuyện tốt đến một lượt sao? Trước đó chẳng tìm được ai, giờ lại tìm đủ. Để lại ký hiệu rồi đi thôi. Thương Khung liếc nhìn Vân U Cốc lần cuối rồi bỏ đi đầu tiên. Ở đó mãi cũng không giúp được gì, phải tìm chuyện gì đó để làm, cứu nhà họ Tần trước, sau đó sẽ xử lý ma quật. Còn về Triệu Bân, tên nhóc đó bản lĩnh lắm, đến cảnh giới thiên võ mà cũng có thể đánh tay đôi, hơn nữa hắn còn có rất nhiều cách giữ mạng, người thường không thể làm gì được hắn. Mọi người cũng hối hả theo sau, biến mất trong màn sương dày đặc, Ngụy Bí Giả Tiêu Hồn cũng được dắt theo cùng. Mặc dù bọn họ đã đi rồi nhưng đại chiến trong sơn cốc lại càng lúc càng gay gắt. So sánh với Triệu Bân cùng lão tổ Huyết Y Môn thì trận chiến giữa môn chủ La Sinh Môn cùng khổ sát mới thật sự là đại chiến. Cảnh tượng vô cùng thảm thiết, khổ sát không có nguồn năng lượng thần bí bổ sung cho nên đã đại bại, khí lực cảnh giới thiên võ không còn được bao nhiêu, tóc tai bù xù, bộ dáng thê thảm giống y hệt một con u linh vừa thoát ra khỏi địa ngục. Đã xong. Môn chủ La Sinh Môn lạnh lùng nói, chém ra một kiếm cực mạnh. Khổ sát rất muốn bỏ chạy nhưng một kiếm tuyệt sát của cường giả thiên võ đã khóa chặt ông ta. Ông ta vốn không thể tránh nổi một kiếm này. Phụt.
máu tươi chói mắt phun ra. Khổ sát bị đâm thẳng vào ấn đường xuyên thủng qua đầu, một kiếm tuyệt sát đã trúng đích. Ngay lúc đó, trong đôi mắt trống rỗng của ông ta bỗng lóe lên một tia sáng, trên nét mặt đờ đẫn lại lộ ra một nụ cười gớm ghiếc, nụ cười này còn tiềm tàng sự gian xảo và hung ác. Môn chủ La Sinh Môn thấy vậy thì cau mày, vội vàng bay về phía sau. Ầm, cô ta vừa bay về phía sau thì khổ sát liền tự phát nổ. Chính xác mà nói thì bên trong cơ thể của ông ta có chứa chú ấn bạo diệt mang theo nguồn năng lượng hủy diệt lan tràn ra bốn phương. Môn chủ La Sinh Môn đang đứng trong phạm vi công phạt ngay lập tức trọng thương, máu tươi phun ra giàn giụa. Khi mây khói tan đi, một bóng người đầm máu liền hiện ra tác tại Bù Xù, loạng choạng đứng không vùng, là do cô ta đã quá coi thường khổ sát, chính xác mà nói thì cô ta đã quá coi thường kê khống chế khổ sát, kẻ có thể thi triển chú ấn cấp tiên thì thực lực phải rất khủng bố, cường giả thiên và như cô ta cũng suýt chút nữa bị nổ tan xương nát thít. Cùng may cô ta đã chiến thắng. Khổ sát đã trở thành cát bụi của lịch sử, ôm nỗi đau khổ cho đến lúc chết, thậm chí còn bị khống chế tâm trí và bị kẻ khống chế dùng cơ thể làm một quả pháo sống tự nổ. Một cường giả thiên võ phải trải qua những điều này thật sự rất đáng xấu hổ. Ở bên kia, môn chủ La Sinh Môn cầm theo sát kiếm loạng choạng phóng thẳng đến một phương khác để cứu Triệu Bân. Nhắc đến Triệu công tử thì dường như hắn đã sắp không thể chịu nổi được nữa. Lão tổ Huyết Y Môn quá bá đạo, có thể chống lại lôi điện, còn có thể tung ra kiếm khí đầy trời, mang theo uy áp cảnh giới thiên võ từ trên cao trấn xuống mạnh mẽ chu diệt Triệu Bân. Ngày xưa Nguyệt Thần nói không sai. Triệu Bân có khả năng dẫn lôi, không sợ trăm vạn đại quân, chỉ sợ cường giả thiên võ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cường giả thiên võ có thể sợ trăm vạn đại quân nhưng không sợ một Triệu Bân biết dẫn lôi. Nếu như đây là thiên kiếp thì đã đánh chết ông rồi, Triệu Bân quát lớn. Câu này không hề khoác lác, nếu như đây là thiên kiếp thì lão tổ Huyết Y Môn còn dám xông lên sao? Mặc dù thiên lôi cũng là lôi điện nhưng bản chất khác nhau, thiên kiếp mang theo thiên uy, uy lực của thiên lôi không thể so sánh nổi với nó, nếu như người ngoài dám xông lên thì chắc chắn sẽ bị đánh thành bụi. Triệu Bân cắn chặt khớp hàm, lại một lần nữa dùng thân dẫn lôi. Lão tổ Huyết Y Môn đã giết tới, kiếm khí đầy trời cũng đã phóng ra. Khi lão ta tiếp cận, hắn chỉ sợ mình không còn cơ hội dẫn lôi. Bây giờ hai người sẽ bắt đầu một trận huyết chiến dưới mảng lôi điện. Kết cục không khó đoán trước, hắn sắp bị đâm chết. Vào thời điểm mấu chốt mà trời xanh lại thích trêu ngươi, khiến cho hắn lâm vào hoàn cảnh thê thảm, chuyện quái gì vậy? Không còn lôi điện đến mau mà đi cũng mau, tới đột ngột mà đi cũng khiến cho người ta không kịp trở tay. Con mợ nó chứ? Triệu Bân quát lớn một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Trước khi bỏ chạy còn không quên hậm hực với ông trời, trời giáng thiên lôi nhưng lại không kéo dài, chẳng lẽ là thận của ông không tốt hay sao? Keng! Lôi điện tan biến nhưng kiếm khí đầy trời của lão tổ Huyết Y Môn còn chưa tan biến, kiếm khí sắt bén mang theo kiếm uy cùng kiếm ý đáng sợ, thậm chí còn tạc ra ánh lửa trong không khí. Thiên cương hộ thể! Triệu Bân thầm quát trong lòng, mạnh mẽ triển khai thiên cương hộ thể khổng lồ. Ngoài ra, hắn còn thi triển thần long vẫy đuôi bao quanh thiên cương hộ thể, gia cố phòng ngự, thậm chí hắn còn mặc thêm bên trong vài tầng huyền giáp. Tất nhiên nhiều đây vẫn chưa đủ. Thần long vẫy đuôi bị chặt đứt, thiên cương hộ thể bị đánh diệt, mấy tầng huyền giáp bên trong cũng bị chém nát. Khả năng phản thương của huyền giáp khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối rõ ràng cũng không thể làm gì được. Phụt! Triệu Bân hộc máu, rơi xuống từ không trung rồi chấn sập một đỉnh núi. Lão tổ Huyết Y Môn phất tay áo, kiếm khí đen xì đầy trời đâm tới mang theo uy lực cực đại khiến cho da đầu của người ta phải run lên tê dại, thiên địa chấn động, kiếm minh vang lên chói tai. Triệu Bân đứng lên, lảo đảo một hồi. Nhìn thấy kiếm khí đầy trời đang đâm tới, nét mặt của hắn cứng đờ, dường như không thể chống đỡ nổi. Vèo! Đúng lúc này liền có một thân ảnh đẫm máu từ trên trời giáng xuống. Đó tất nhiên là môn chủ La Sinh Môn. Cô ta bộc phát sức mạnh khiến cho thiên địa nhanh chóng đóng băng, kiếm khí đầy trời đang đâm xuống cũng kết thành hàn băng, ngay lập tức mất đi kiếm uy rồi lần lượt bị hóa diệt. Đúng là chỉ có cường giả thiên võ mới có thể đấu với cường giả thiên võ. Cuối cùng Triệu Bân cũng đứng vững rồi liếc nhìn môn chủ La Sinh Môn. Cô ta cũng đang đứng loạng choạng, gương mặt tái nhợt, cả người đẫm máu, chắc chắn là đã bị trọng thương khi đối chiến với khổ sát. Võ tu hệ sát thủ thường quen với việc chiến đấu nhanh gọn,
trong nháy mắt thi triển ra chiến lực mạnh nhất để một kích tuyệt sát kẻ thù. Cho dù là cường giả thiên võ thì cũng không thể quen với việc phải đối chiến thời gian dài. Môn chủ La Sinh Môn có thể chống đỡ được đến tận lúc này đã là rất đáng khen rồi. Thiên địa trong chớp mắt rơi vào tĩnh lặng. Triệu Bân cùng môn chủ La Sinh Môn sánh vai bên dưới, lão tổ Huyết Hy Môn đứng trên không trung, cả hai bên đều không lên tiếng nhưng khí thế đối địch vẫn chưa tiêu tán. Lần này Triệu Bân cùng môn chủ La Sinh Môn hợp lực đối kháng lão tổ Huyết Hy Môn. Một cường giả thiên võ thân tàn ma dại cộng thêm một võ tu địa tạng dường như chẳng có cơ hội nào chống lại nổi sức mạnh của lão tổ Huyết Hy Môn. Nếu như thật sự muốn đánh thì cho dù hai người hợp lực cũng không thể đánh lại lão tổ Huyết Hy Môn. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Ở sâu trong Vân U Cốc có một tia sáng phóng thẳng lên trời, ở trên bầu trời diễn hóa dị tượng, bên trong dị tượng có thể nhìn thấy một con hỏa kỳ lân huyền ảo đang chạy qua. Ngoại trừ dị tượng đó thì còn có một hương thơm nồng đậm tràn tới, vương vấn toàn bộ Vân U Cốc. Không sai, tiên quả kỳ lân đã chín, đã là tiên quả thì tất nhiên đều sẽ có dị tượng, môn chủ La Sinh Môn thấy vậy thì ngẩn ra, dường như đã nhận ra đó là dị tượng gì. Nguyên nhân chính là vì nhận ra cho nên cô ta mới kinh ngạc, không ngờ trong sơn cốc này lại có tiên quả kỳ lân. Lão tổ Huyết Tơ Môn cùng ngẩn người, quay đầu nhìn sâu vào trong dân nư cốc. Bên trong đôi mắt trống rỗng hiện lên một tia sáng. Sau đó là ta thật sự bẻ qua Triệu Bân cùng môn chủ La Sinh Môn mà phóng thẳng về phía tia sáng phát ra, không biết là vì thành thủ hay là về tiên quả kỳ lân. Đi đâu? Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, khó khăn lắm tiểu kỳ lân mới có thể tìm được tạo hóa cho mình, không thể để cho lão tổ Huyết Hy Môn làm rối tung tình thế. Môn chủ La Sinh Môn cũng không chậm chân, ngay lập tức đuổi theo, thuận miệng còn hỏi Triệu công tử một câu. Kỳ lân của ngươi đang ở đâu? Nó đang chờ tiên quả kỳ lân chín, đã chờ mấy ngày rồi, Triệu Bân hít sâu một hơi nói. Tên nhóc đó thật biết chọn chỗ. Còn không phải là do bị cô hãm hại sao? Đã được lợi còn to mồm. Môn chủ La Sinh Môn liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền không nhiều lời vô nghĩa nữa mà tăng nhanh tốc độ. Cô ta không muốn lấy tiên quả kỳ lân mà là muốn ngăn cản lão tổ Huyết Hy Môn. Bất luận là thánh thú kỳ lân hay là tiên quả kỳ lân thì cũng không thể để lọt vào tay lão tổ Huyết Hy Môn. Đi đâu? Thân pháp của môn chủ La Sinh Môn rất nhanh, cô ta không nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức chém ra một kiếm. Lão tổ Huyết Hy Môn bộc phát sát khí mãnh liệt, tung ra một chưởng đánh lui đường kiếm. Triệu Bân nhân cơ hội này tung ra hám thiên quyền. Ông! Lão tổ Huyết Hy Môn run rẩy chấn động, khí tức tăng vọt. Mà chú ám hắc lại bộc phát nguồn năng lượng thần bí thêm vào sức mạnh cho lão ta. Hiển nhiên, kẻ thi chú đã thông qua ma chú ám hắc để thêm vào sức mạnh cho lão ta. Đôi mắt Triệu Bân hơi nheo lại. Chẳng lẽ kẻ thi chú có thể thông qua tầm mắt của ngụy bí giả để nhìn thấy tình hình ở đây? Nếu quả thật như vậy thì lúc Khô Lâm lão quỷ bị soát hồn, kẻ thi chú ở bên kia phải chăng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng? Yên tĩnh không được bao lâu thì thiên địa lại vang lên tiếng nổ lớn. Cục diện trận chiến đã thay đổi, lần này lão tổ Huyết Hy Môn một chọi hai, nhưng đừng nhìn chiến cục một chọi hai mà lầm tưởng, lão tổ Huyết Hy Môn không tầm thường, liên tục đánh lui Triệu Bân cùng môn chủ La Sinh Môn. Nhưng vẫn ổn. Lần đầu tiên kề vai chiến đấu, Triệu công tử cùng môn chủ La Sinh Môn phối hợp quả thực rất ăn ý, công thủ chặt chẽ, tuy ở thế hạ phong nhưng cũng không bị thương tổn quá lớn. Kéo dài thời gian, vừa đánh vừa lui. Nguyệt thần nhìn thấy cảnh này thì không khỏi vui mừng, quả là nam nữ phối hợp làm việc không biết mệt. Trên thực tế, ngoại trừ Triệu Bân cùng môn chủ La Sinh Môn thì ở đây vẫn còn có người thứ ba chính là Diệu Ngữ, cô ta rất nhiều lần muốn nhảy ra khỏi chiếc nhẫn ma nhưng đều bị Triệu Bân cản trở lại. Chiến lực của Diệu Ngữ tuy không tầm thường nhưng cũng phải xem đối thủ là ai, như cấp bậc của lão tổ Huyết Tơ Môn thì chỉ cần một trưởng cùng có thể khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Diệu Ngữ nếu như bị đánh một chưởng thì rất có thể sẽ hoàn toàn tản diệt. Mặc dù không có quần chúng nhưng trận đại chiến này vẫn vô cùng lớn. Cả ba người đều là những nhân vật ghê gớm, bọn họ đã khiến cho Vân U Cốc rơi vào cảnh hỗn loạn, rất nhiều đền đài lầu các bị san phẳng, rất nhiều đỉnh núi bị chấn sụp đổ, toàn bộ không gian thế giới đã biến thành phế tích. Cảnh tượng chia làm hai. Tại không gian thế giới bên trong thân cây, Tiểu Kỳ Lân đã nhảy vào linh trì. Nó đã nuốt tiên quả kỳ lân, đồng thời cũng hấp thụ sạch sẽ nước trong linh trì, cảm thấy mùi vị cực kỳ thơm ngon.
Tiên quả vừa được nuốt vào bụng thì đã trong nháy mắt đã tràn ra tinh hoa kỳ lân dung nhập vào khí lực của tiểu kỳ lân, ngọn lửa trên thân hỏa kỳ lân hoàng tộc nóng hừng hực khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo. Trong cơ thể tiểu kỳ lân không ngừng vang lên tiếng xương cốt va chạm giống như đang luyện thể, uy lực bá đạo đẩy hết tất cả tạp chất bên trong cơ thể nó ra ngoài. Xương kỳ lân càng lúc càng trở nên trong suốt, được tôi luyện thành vật chất còn cứng hơn sắt thép. Mỗi một giọt máu, mỗi một tấc gân thịt của kỳ lân đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hự! Tiểu kỳ lân gầm nhẹ. Nguồn năng lượng khổng lồ đang tràn ra khắp thân thể khiến cho nó không thể chịu nổi, đôi mắt nó hằn lên những tơ máu, còn có ngọn lửa lớn phun ra ngoài. Nhìn từ xa, dường như nó đã không còn là một con kỳ lân nữa mà là một quả cầu lửa, khí tức bá liệt tung hoành. Tiếng gầm giống kháng hồn vang vọng chín tầng mây. Đây là cơ duyên của nó, cũng chính là tạo hóa nghịch thiên. Thân thể của nó đang càng lúc càng lớn lên, sức mạnh tiềm ẩn đã được khai phá, uy thế của thánh thú ầm ầm hiện ra. Bây giờ nó chỉ mới là một con kỳ lân con, nếu như là kỳ lân trưởng thành thì uy thế này nhất định sẽ khiến cho trời long đất lở. Giống, giống. Tiếng kỳ lân gầm giống vang rền như sấm vọng khắp Vân U Cốc. Thánh thú lột xác. Động tĩnh sao có thể nhỏ được? Không gian tối đen bị khối lửa nóng hừng hực thắp sáng, dị tượng cổ xưa diễn hóa khai quật ra nguồn năng lượng thần bí mang theo một loại uy áp đáng sợ, đó chính là uy áp truyền thừa của huyết mạch. Thánh thú kỳ lân quả nhiên danh bất hư truyền. Môn chủ La Sinh Môn nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Triệu công tử. Số mệnh của tên nhóc này thật sự quá nghịch thiên. Thánh thú kỳ lân thật sự được hắn nhặt về sao? Triệu Bân tung hết sức công phạt, liều mạng ngăn cản lão tổ huyết hy môn. Ngoài ra hắn còn liên tục lau máu mũi. Lão già này thật thú vị, dường như lão ta rất chú ý đến khuôn mặt của Triệu Bân cho nên hầu hết những đợt công phạt đều nhắm vào mặt của hắn. Khí thế của lão tổ huyết hy môn hết sức hung hãn, lão ta tung ra một quyền đánh lui môn chủ La Sinh Môn sau đó ngay lập tức tung ra một chưởng khiến cho xương cốt của Triệu Bân đều nứt ra. Phút, môn chủ La Sinh Môn học máu. Triệu Bân cùng hộc máu, một trưởng của cường giả thiên dê đã khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn tan nát, đối mặt với trưởng uy đáng sợ như thế này, không cho Diệu Ngữ ra ngoài là một quyết định đúng đắn, tiểu nha đầu đó chúng một trưởng này nhất định sẽ hóa thành bụi, cái gì là minh hiện lực, cái gì là thái âm chân khí, ở trước sức mạnh tuyệt đối đều vệ dụng cả thiết đứng lại đá. Môn chủ La Sinh Môn quát lên một tiếng, từ trong tay áo phóng ra một dải cầu vồng. Nhìn kỹ thì mới thấy đó là một sợi dây thường đang phóng ra nhanh như chớp, mạnh mẽ như lão tổ huyết hy môn cũng đã bị trúng chiêu, bị dây thường trói chặt. Ăn một kiếm của ta. Triệu Bân nhảy vọt lên trời tung ra phách thiên trảm tấn công vào sườn. Tuy nhiên, trước khi đường kiếm của Triệu Bân trúng đích thì lão tổ huyết hy môn đã giãy giụa thoát khỏi sợi dây thường sau đó tạo ra một lớp phòng thủ tương tự thiên cương hộ thể ngay lập tức hóa diệt phách thiên trảm của Triệu Bân, còn khiến cho hắn bị trấn trở mình. Keng. Môn chủ La Sinh Môn lại phóng lên chặn đánh, đâm tới một kiếm cực nhanh. Khả năng tung chiêu cực nhanh của môn chủ La Sinh Môn cũng có thể xem là có 102 nhưng ở trước mặt lão tổ huyết y môn thì những chiêu thức đó xem ra vẫn chưa đủ dùng. Một kiếm đâm thẳng tới ấn đường đã bị lão tổ huyết y môn thoải mái nắm lấy, trong chớp mắt tiêu trừ kiếm uy. Chuyện này cũng không thể trách cô ta, trạng thái của cô ta lúc này vô cùng tồi tệ. Đã bị thương đến mức chỉ còn nửa cái mạng mà còn phải phân tâm đối kháng ảo cảnh cho nên một kiếm tuyệt sát liền thiếu đi vài phần uy lực, tốc độ cùng kiếm ý đều kém xa trạng thái đỉnh phong, chứ nếu như cô ta đang ở trạng thái đỉnh phong thì một kiếm này cũng đủ để khiến cho lão tổ huyết hy môn khó chịu, chỉ cần bất cẩn một chút thì còn có thể bị giết chết. Phong ấn lão ta. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, phóng tới giống như một tia sáng vàng. Môn chủ La Sinh Môn đang bay ngược liền kết ấn niệm chú thi triển thuật phong ấn lão tổ huyết y môn. Tuy rằng chỉ trong chốc lát nhưng cũng đã đủ để Triệu Bân phóng đến, vòng hai tay ôm chặt lấy lão tổ huyết y môn. Chỉ trong một giây, hắn đã ôm theo cường giả thiên võ cùng truyền tống, muốn mượn lực không gian dạy cho lão tổ huyết y môn một bài học. Vèo! Cả hai người biến mất trong tích tắc. Khi xuất hiện trở lại thì bọn họ đã ở cách xa mấy ngàn trượng. Ngay sau khi xuất trận, phân thân của Triệu Bân đều nổ tung. Mang theo cường giả thiên võ truyền tống không phải là chuyện đùa. Lúc trước hắn mang theo môn chủ La Sinh Môn truyền tống, một bước sai lầm lạc tới biển mây đoạt tiên, suýt nữa đã chết mất xác ở đó, cho nên trừ phi là biện pháp cuối cùng, nếu không Triệu Bân sẽ không sử dụng phương pháp này.
hoàn cảnh bây giờ cũng là vạn bất đắc dĩ. Cho dù hắn phối hợp với môn chủ La Sinh Môn rất ăn ý thì cũng không thể ngăn cản nổi lão tổ Huyết Y Môn, nếu như lão ta liều mạng bỏ chạy thì bọn họ có thể ngăn cản được mới là lạ, cho nên hắn mới phải dùng đến phương pháp nguy hiểm này. Phương pháp này thật sự rất hiệu quả. Tình trạng của hắn thảm thương nhưng tình trạng của lão tể Huyết Tơ Môn cũng không khá hơn là bao, ánh sáng của chú ấn dần mai một thân thể của lão ta đã bị không gian cắt trùng tan nát, máu huyết để ra giàn giụa, cho dù chưa bị trọng thương nhưng cũng đã có thể phá về lớp phòng ngự của cường giả thiên về. Lại đến đây, ánh mắt của Triệu Bân lóe lên trong chốc lát. Môn chủ La Sinh Môn ở trên không trung dùng cảm chi lực, sau đó ngay lập tức rút kiếm phóng tới một hướng khác. Nhưng cô ta còn chưa tới nơi thì đã thấy Triệu Bân cùng lão tổ Huyết Y Môn đẫm máu xuất hiện. Triệu Bân chảy máu đầm đìa. Lão tổ Huyết Y Môn quần áo tả tơi. Vèo. Một khi Triệu công tử phát điên thì hắn sẽ mất hết lý trí. Chỉ trong chớp mắt, hắn lại mang theo lão tổ Huyết Y Môn biến mất. Nhưng lần này còn chưa đợi Triệu Bân lôi vào trận hình truyền tống thì lão tổ Huyết Y Môn đã giãy thoát ra được và cả hai người đã rơi ra khỏi vết rách không gian. Khi môn chủ La Sinh Môn phóng đến thì liền nhìn thấy hai thân ảnh đẫm máu rơi xuống, lão tổ Huyết Y Môn đã thảm thiết mà Triệu Bân còn thảm thiết hơn, bởi vì bị cường giả thiên võ mạnh mẽ phá vòng vây nên một cánh tay đã bị đánh nát, rơi xuống trong vũng máu. Ngươi, đáng chết! Đây là lần đầu tiên lão tổ Huyết Y Môn nói ra tiếng người. Nói cách khác, chính kẻ thi chú đã nói thông qua lão ta, nghe không ra âm sắc cho nên không thể biết đối phương là già hay trẻ. Là nam hay nữ, bởi vì ba chữ vừa thốt ra rất ngắn gọn và lạnh như băng. Vừa dứt lời thì khí thế của lão tổ Huyết Y Môn đã bộc phát đến cực đại, sát khí mãnh liệt quay cuồng đầy trời khiến cho môn chủ La Sinh Môn vừa phóng tới đã bị chấn lảo đảo. Không cần nhìn cũng biết kẻ thi chú đã truyền thêm nguồn năng lượng thần bí đáng sợ cho lão tổ Huyết Y Môn. Đứng trước nguồn năng lượng khổng lồ này, đừng nói là môn chủ La Sinh Môn của bây giờ. Cho dù là cô ta ở trạng thái đỉnh cao thì cũng không thể bắt kịp. Kẻ thi chú thật sự mạnh khủng khiếp, chín phần chính là một vị tiên. Trận này đúng là lao lực. Triệu Bân ôm tay lảo đảo đứng dậy, năng lực chịu đòn của cường giả thiên võ quả nhiên ghê gớm, khiến cho hắn muốn văng tục không thôi, đối với một kẻ thù mạnh mẽ cỡ này thì thực lực bình thường thật sự không thể lay chuyển được. Ám hắc ma thiên. Lão tổ Huyết Y Môn kết ấn thi triển cấm pháp đáng sợ. Lão ta vừa dứt lời thì không gian đã trở nên tối đen như mực, cả Triệu Bân cùng môn chủ La Sinh Môn đều bị giam cầm ở bên trong không gian tối đen đó. Không gian này cực kỳ giống với màn đêm vô hạn của Sở Vô Xương. Nhưng ám hắc ma thiên này rõ ràng ở một cấp độ cao hơn. Nếu là cấm pháp cấp bậc thấp thì chắc chắn không thể nào giam cầm được một cường giả thiên và như môn chủ La Sinh Môn. Bi pháp không gian. Môn chủ La Sinh Môn lầm bầm trong nháy mắt đã có thể nhìn ra mạnh mối thứ này còn là hề hơn cả màn đêm về hạn. Triệu Bân treo bảo liên đăng lên phía trước, ngọn đèn chiếu ra ánh sáng bao phủ lấy hắn cùng với môn chủ La Sinh Môn. Ít nhất thì đối với màn đêm vô hạn của Sở Vô Xương hắn cũng biết cách phá giải, nhưng ám hắc ma thiên này hắn lại không nhìn ra được một tia sơ hở nào. Ngay cả phân thân của hắn ở bên ngoài cũng hoàn toàn bị ngăn cách, điều đó cũng có nghĩa là hắn không thể thi triển thuật triệu hoán ngược. Lão tổ Huyết Y Môn thi triển bí pháp không gian thì kẻ thi chú cũng chịu khổ sở, môn chủ La Sinh Môn ngước mắt quan sát, tuy không gian tối đen như mực nhưng cô ta vẫn cảm nhận được lão tổ Huyết Y Môn, trước đó trong một chớp mắt cô ta còn có thể nghe thấy rõ một tiếng kêu rên. Làm cách nào để phá cục diện này đây? Triệu công tử nhìn trái nhìn phải, trong không gian tối đen như mực này hắn thật sự không an tâm, liền muốn dựa vào người mạnh hơn. Ta khi ở trạng thái đỉnh cao có lẽ còn có thể phá được. Môn chủ La Sinh Môn hít một hơi thật sâu nói. Vãn bối nghĩ rằng tốt nhất nên nói ít lời vô nghĩa đi một chút, Triệu Bân làm ra vẻ nghiêm túc nói. Môn chủ La Sinh Môn liếc mắt nhìn quét hắn từ trên xuống dưới. Đêm nay dường như bọn họ đã rơi vào tử cục, cô ta còn đang nghĩ có nên giết chết cái tên này trước hay không. Đến đây, Triệu Bân đột nhiên nói. Không cần hắn nói thì môn chủ La Sinh Môn cũng đã cảm nhận được trên không trung có một vòng thái dương huyết sắc hiển lộ, vừa yêu dị vừa biến hóa kỳ lạ, từng đợt ánh sáng huyết sắc như có ma lực vô cùng tận, vừa giống như huyễn thuật lại vừa giống như nhiếp hồn thuật, khiến cho ngay cả cường giả thiên võ như cô ta cũng không thể thanh tỉnh tâm tình, thậm chí ánh sáng của Bảo Liên Đăng cũng không thể ngăn cách bọn họ khỏi ánh sáng quỷ dị kia. Ông! Triệu Bân không nói lời nào đã lấy ra Bá Vương Cung.
Đây là bệnh nghề nghiệp của hắn, vừa nhìn thấy thứ gì tròn tròn là liền muốn bắn. Quỳnh! Mũi tên sấm sét như tia kiếm quang, xẹt qua đêm đen. Mũi tên của Triệu công tử kết hợp với cung bá vương, hiệu quả rất bá đạo. Nhưng mũi tên đó của hắn lại dần lụi tắt trong bóng tối, chưa đụng tới đến mặt trời màu máu kia đã biến thành cho bụi rồi. Khí thế của mũi tên, khí thức của sấm sét gì đó đều bị bóng tối nhấn chìm, không thể hiện ra được chút tác dụng. Không có hiệu quả sao, Triệu Bân thấy vậy thì chau mày. Tên lôi đình trước giờ chưa từng thất bại mà giờ lại như trò trẻ con. Vô dụng thôi, môn chủ La Sinh Môn hít một hơi thật sâu mới nói tiếp, là bí pháp không gian. Trừ khi tên của ngươi có thể vượt qua được không gian, nếu không thì không thể nào làm tổn hại được đến mặt trời máu. Hết động lực, Triệu Bân tằng hắng. Thuật thuấn thân của hắn cũng có thể xem là một loại bí pháp không gian, đáng tiếc là trước đó, vì muốn khống chế lão tổ huyết y, hắn đã dùng thuấn thân hai lần. Động lực đã cạn kiệt, không đủ để phân thân thêm lần nữa. Ta có môn chủ La Sinh Môn lên tiếng. Cô ta vừa nói vừa giữ cánh tay ngọc ngà ra, nâng khuôn mặt của Triệu Bân lên, nhìn thẳng về phía mình, mặt đối mặt, sau đó bốn mắt nhìn vào nhau, mắt của cô ta cũng là một loại thiên nhân, hiện tại bên trong đang có một loại sức mạnh quỷ dị chuyển động. Đó là động lực, nó được cô ta chuyển qua cho Triệu Bân bằng bí pháp. Vậy cũng được hả? Triệu Bân nhướng mày. Cảm thấy được từng luồng năng lượng đang chảy vào mắt mình, đều là động lực của môn chủ La Sinh Môn, ôn hòa ấm áp như dòng suối trong lành đang tưới mát cho mặt đất khô cằn, bổ sung cho thiên nhãn đang thiếu động lực của hắn, giảm bớt đau đớn và mỏi mệt, phát ra ánh sáng lần nữa. Môn chủ La Sinh Môn không nói gì, chỉ tính tâm độ động lực qua. Cô ta còn tiện thể quan sát khuôn mặt của Triệu Bân, nói thật thì hắn rất đẹp trai, manly hơn gương mặt tầm thường bình phàm kia nhiều. Cô ta nhìn đến mức thất thần, gò má còn bất giác ửng đỏ lên. Nhìn khuôn mặt đó nhiều quá, trong đầu lại nhớ đến mấy cảnh ướt át kiều diễm. Chẳng hạn như, ba ngày ba đêm, Triệu Bân cũng mất tự nhiên. Hắn lớn vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn vào mắt phụ nữ thế này, ngượng quá trời. Mặt môn chủ La Sinh Môn ửng đỏ. Điều này khiến hắn cứ nghĩ đến vài thứ vẩn vơ. Trong thời khắc mấu chốt thế này, mũi của hắn đúng là không chịu thua kém, một loại chất lỏng nóng hổi bất lịch sự đổ ra. Không biết tên này nghẹt mũi hay gì mà mỗi lần chỉ chảy máu có một lỗ, người ta nhìn chỉ muốn tát cho mấy cái để giúp hắn khơi thông luôn cái lỗ bên kia. Vậy mới cân bằng được. Chỉ trong 3-4 giây ngắn ngủi, Bảo Liên đang chiếu sáng màn đêm, không khí khá xấu hổ, nếu không phải sai hoàn cảnh thì chắc còn có phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi trình chiếu nữa. Mặt trời màu máu rung chuyển, bóng đêm cũng lắc lư theo. Theo đó, một luồng ánh sáng máu chiếu từ trên bầu trời tối mịt xuống, đừng nói Triệu Bân, đến cả môn chủ La Sinh Môn cũng thấy hoảng hốt, ánh sáng máu mang sức mạnh hủy diệt cực lớn. Keng! Triệu Bân lau máu mũi, cất cung bá vương, lấy kiếm Long Uyên ra, thân kiếm nhuốm máu, lôi điện thêm vào, còn có khí huyền hoàng bao quanh, đến cả độn giáp thiên tự cũng hiện rõ lên vì máu của hắn. Từng chữ rực sáng, tăng thêm một loại sức mạnh đáng sợ cho kiếm uy và kiếm ý. Hắn đang tập hợp sức mạnh. Một là không đánh, còn không phải dùng một kích đánh tan mặt trời kia. Dù sao với động lực hiện giờ, hắn chỉ có thể dùng một lần thuấn thân. Cơ hội chỉ có một. Có tự tin không? Khóe miệng môn chủ La Sinh Môn tràn ra máu, đôi mắt xinh đẹp mất đi động lực cũng trở nên mờ đục, cánh tay dính máu đặt lên lưng Triệu Bân. Cưỡng ép truyền sức mạnh thiên võ sang cho hắn. Nếu có thể sống sót, ngồi xuống tâm sự cũng là chuyện tốt, Triệu Bân quay lưng nói. Được. Môn chủ La Sinh Môn cười khẽ, truyền hết sức mạnh còn lại cho Triệu Bân. Còn Triệu Bân, hắn chút năng lượng đó vào cho kiếm Long Uyên, thề phải đánh ra được đòn đỉnh cao nhất. Phong lôi quyết. Triệu Bân lạnh lùng hét lên, thuấn thân biến mất, môn chủ La Sinh Môn lảo đảo rồi ngã. Lúc cô ta ngã xuống, Triệu Bân đã đâm thủng mặt trời máu, mặt trời kia lập tức tan vỡ, huyết quang đang chiếu xuống cũng theo đó vụt tắt. Trong bóng tối, một tiếng rên rỉ truyền tới. Đó là lão tổ huyết y, chắc là lão ta đang bị phản phệ, lùi về sau một bước, miệng hộc máu, sức mạnh mà người thi chú tăng thêm lên thân lão ta đã bị triệt tiêu, khí thế cũng tụt dốc không phanh. Cũng chính vì bị phản phệ, bóng tối đã biến mất, trời đất sáng trở lại, ánh trăng vẫn trong vắt. Ánh sao vẫn lấp lánh, đẩy lùi hết những sức mạnh còn sót lại của bóng đêm. Phụt! Triệu Bân cũng hộc máu,
rơi từ trên trời xuống. Hắn đánh vỡ mặt trời máu và xua tan bóng đêm là thật, nhưng hắn cũng đã trọng thương. Không gian va chạm tạo ra một loại sức mạnh lạnh lẽo và đáng sợ, hắn đã bị loại sức mạnh đó làm bị thương, tứ chi trăm cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch vừa mới phục hồi lại chưa bao lâu lại suýt vụn vỡ, hắn rơi xuống đất, máu loang cả một mảng. Lão tổ Huyết Y đứng vững lại, sát khí ngút trời. Môn chủ La Sinh Môn thấy vậy thì vẻ mặt vô cùng nặng nề. Ám hắc ma thiên đã được phá, nhưng có vẻ như tình cảnh của cô ta và Triệu Bân vẫn rất tồi tệ. Sức mạnh của cô ta đã cạn kiệt, Triệu Bân thì đã bị thương, chỉ còn nửa cái mạng, dù cho sức mạnh chủ ấn của lão tổ Huyết Y đã không còn nhưng vẫn thừa sức tiêu diệt hai người họ. Triệu Bân ho ra máu, sắc mặt rất tệ. E rằng hôm nay tiêu thật rồi. Lão tổ Huyết Y cười đáng sợ, giơ tay chĩa hư không, bên trên lập tức xuất hiện một bàn tay to đen ngòm. Lão ta muốn bắt sống Triệu Bân và môn chủ La Sinh Môn, đợi bắt được hai người họ thì sẽ xử lý thánh thú Kỳ Lân và tiện thể luyện hóa luôn tiên quả Kỳ Lân, như thế chuyến đi lần này xem như công đức viên mãn rồi. Triệu Bân cầm Long Uyên lên, lảo đảo tiến lên. Môn chủ La Sinh Môn cố đứng dậy, tình trạng thất tha thất thểu. Có vẻ hai người họ không đỡ nổi đòn này rồi. Gào! Vào thời khắc nguy hiểm, có tiếng gầm vang vọng cả trời đất. Tiểu Kỳ Lân đã xuất hiện, nó nhảy ra với lửa cháy hừng hực quanh người, có lẽ là vừa mới lột xác xong, trên thân nó vẫn còn ý ẩn của liên quả Kỳ Lân, uy thế của nó tăng lên đến cực điểm, cảnh giới thiên và như lào tề Huyết Hị Môn mà cũng bị tông cho lảo đảo, bàn tay khổng lồ màu đen thì từ trên trời xuống cùng vì vậy mà tan biến. Tiểu Kỳ Lân kêu lên rồi chui vào trong cơ thể của Triệu Bân như một luồng sáng. Mặc dù sức mạnh của nó dồi dào nhưng lại không biết cách vận dụng. Nếu thật sự phải đánh nhau thì nó hoàn toàn không phải là đối thủ của lão tổ Huyết Y, bởi vậy, hợp lực với Triệu Bân mới là đúng đắn, nó có sức mạnh, Triệu Bân có khả năng chiến đấu, một sự kết hợp hoàn hảo. Đến đúng lúc lắm, Triệu công tử hét lên đầy kiên định, có sức mạnh nên hắn lập tức đứng vững, không chỉ vậy, hắn còn mở Kỳ Lân hóa, thể sức mạnh hình người nguy nga như ngọn núi, khí thế bạo liệt vô song. Tất cả là nhờ tiểu Kỳ Lân, ăn tiên quả Kỳ Lân đúng là không uổng phí. Nó đã niết bàn thoát biến, sức mạnh Kỳ Lân tinh túy mà dồi dào, khác xa so với lúc trước. So với hắn, uy thế của lão tổ Huyết Y có vẻ kém hơn nhiều. Sức mạnh ấn chú của lão ta đã tiêu tan, lúc này cũng chỉ còn là một ngụy bí giả bị điều khiển từ xa. Nói thẳng ra, lão ta không khác nào một con rối gỗ giật dây còn sống, khí thế giảm mạnh, đến cả sức chiến đấu cũng thua xa lúc đỉnh cao. Đến lượt ta rồi. Triệu Bân không nhiều lời. Lập tức tấn công, phung trưởng ập xuống đầu lão ta, khí thế và uy lực hùng hậu như Thái Sơn áp đỉnh, còn chưa thực sự hạ xuống, một đỉnh núi nhỏ không chịu nổi đã đổ sập ngay lập tức. Lão tổ Huyết Y không hề biến sắc, giơ trưởng lên bên trên. Không còn sức mạnh ấn chú thì lão ta vẫn là một cao thủ thiên võ, một trưởng vô địch này phá tan trưởng ấn. Rào! Đôi mắt Triệu Bân tóe ra tia sáng, cưỡng chế mở rồng thần vẫy đuôi. Rồng thần vẫy đuôi ở trạng thái Kỳ Lân không chỉ có vóc dáng to lớn mà uy lực còn siêu mạnh, lão tổ Huyết Y dù đạt tới cảnh giới thiên võ vẫn bị hất bay ra ngoài, chưa kịp đứng vững thì Triệu Bân đã lao tới, dùng phách thiên chảm chém cho lão ta ầm ầm gục xuống. Mạnh quá! Môn chủ La Sinh Môn khẽ há miệng, nhìn thôi mà khiếp sợ. Thánh thú Kỳ Lân sau khi thoát biến đúng là rất bá đạo. Sức mạnh dồi dào như vậy được Triệu Bân sử dụng tới cực điểm. Cho dù cô ta ở trạng thái đỉnh cao cũng rất tốn sức khi đánh cùng hắn. Nếu Triệu Bân tấn cấp lên chuẩn thiên, phối hợp cùng Kỳ Lân hóa, cao thủ thiên võ thông thường chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Đùng, binh, đùng. Khi cô ta nhìn sang, Triệu công tử đang thi triển thần uy, vừa đánh vừa tấn công, đấm cho lão tổ Huyết Y không ngẩng được đầu lên, thể phách và xương cốt của cao thủ thiên võ mà bay tứ tung, có xu thế bị đánh tới khi thịt nát xương tan. Trời đất bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Mấy ngọn núi còn sót lại cũng vì thế mà bị hủy hoại, núi rừng nhếch nhác bị san bằng thành bình địa. Ép ta đánh vợ ta nè. Ép ta đánh vợ ta nè. Không biết từ lúc nào, xung quanh có thêm những tiếng la hét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đó là đám phân thân của Triệu Bân từ các nơi chạy về, bản tôn phụ trách giả ngầu còn đám này phụ trách phụ họa, chúng vây quanh môn chủ La Sinh Môn. Đứa nào đứa nấy nhảy lên nhảy xuống hô hào điếc cả tai để tôn thêm uy lực cho bản tôn. Người nào biết thì biết đây là phân thân,
ai không biết còn tưởng chúng đang quần ẩu ấy chứ. Môn chủ La Sinh Môn liếc mắt, nhìn đám bên này rồi nhìn đám bên kia, ánh mắt rất kỳ lạ. Do người nào đó quá yêu nghiệt sao? Đến cả phân thân của hắn cũng nhân hóa thế này, nhìn sao cũng giống một đám thổ phỉ. Còn nữa, vợ mà chúng nhắc đến, là cô ta ư. Lão đại của bọn ta nói rồi, cứ lên giường với nhau là thành vợ chồng đấy. Ừm, ba ngày ba đêm nhỉ. Không thể phủ nhận, tiếng rên rỉ cũng rất tiêu hồn. Đám phân thân này rất thú vị, cứ túm tụm lại líu ra líu díu. Sau đó chúng bị môn chủ La Sinh Môn tiễn về lòng đất, tuy cô ta đang suy yếu nhưng đánh vài tên phân thân cũng không thành vấn đề, đám này ồn ào quá, làm tai cô ta ù cả đi. Đến lúc này, cô ta đã xác định được, Triệu Bân không hề mất trí. Vì nhận ra điều này nên gương mặt cô ta mới ửng hồng, đường đường là môn chủ La Sinh Môn mà dường như không còn thể diện nữa. Từ nay về sau, bất kể cô ta đi đến đâu cũng không thể thoát nổi ma chú ba ngày ba đêm kia. Đùng! Lại thêm một tiếng nổ nữa vang vọng bầu trời. Vẫn là lão tổ huyết y, dính một chưởng của Triệu Bân nên rơi từ trên trời xuống, tạo ra một cái hố sâu hóm trên nền đất, đất đá văng ra cũng nhuốm màu đỏ thẫm của máu, tóc tai lão ta rũ rượi, không còn hình người nữa. May mà lúc này lão ta vẫn là một ngụy bí giả nên không lộ ra biểu cảm gì, nếu không, chắc chắn sẽ là một gương mặt dữ tợn. Bị một võ tu địa tạng đánh cho đứng không vững, uy nghiêm của cao thủ thiên võ mất hết rồi. Nhận lấy một kiếm đi. Triệu Bân lại lao tới, vung kiếm đòi chém. Nhát kiếm này không đâm trúng, hay nói cách khác là lão tổ huyết y trốn rồi. Tên này sức chiến đấu hung mãnh, trốn chạy cũng rất giỏi, giống như một luồng sáng vọt ra khỏi khu vực đó. Không thể đánh thêm nữa, đánh nữa thì lão ta sẽ gục ở đây mất. Đi đâu hả? Triệu Bân xách theo Long Uyên đuổi sát nút, vừa đuổi vừa đánh. Cảnh tượng ấy tại sao lại ngầu đến vậy? Làm môn chủ La Sinh Môn nhìn tới thất thần. Cao thủ thiên võ đó. Đỉnh cao thiên võ đó. Chỉ kém thần tiên có một bước nữa thôi. Lúc này đây, lão ta bị và tu địa tạng đuổi đánh nhìn khắp chiều dài lịch sử. Đây cũng là trường hợp đầu tiên nhì điêu tai đùng, bình cao thủ thiên và bị truy sát, tiếng nổ vang lên ngập trời. Mà Triệu công tử trong vai trò người truy sát nghiễm nhiên ngời ngời phong thái. Đừng nói tới Tiểu Kỳ Lân. Đến cả môn chủ La Sinh Môn cũng bất giác thấy chói mắt. Võ tu địa tạng làm được tới mức này đã chẳng khác nào thần thoại rồi. Không biết tới lúc nào, tiếng nổ mới chấm dứt. Đợi khi môn chủ La Sinh Môn tìm thấy Triệu công tử, người nào đó đang tắm rửa trong hồ. À không phải, đang vùng vẫy trong hồ. Đúng vậy, vẫn là cái hồ trước đó. Trọng lực của hồ nước này rất nặng, lực hút cũng khủng khiếp, nói cách khác, là cấm chế của nó rất khủng khiếp. Triệu công tử chỉ một thoáng lơ là đã rơi vào trong, đến cả Kỳ Lân hóa cũng bị đè cho vỡ tan. Còn lão tổ huyết y, tất nhiên là chạy rồi. Cao thủ thiên võ dồn sức để chạy trốn, hắn không ngăn cản được. Tình cảnh hiện giờ, hình như cũng không thể đuổi theo nữa. Đi theo kẻ nào đó xui xẻo suốt chặng đường dài, chỉ có cảnh tượng này bổ mắt nhất. Theo lời Nguyệt Thần, lão nương cuối cùng cũng mở mày mở mặt rồi. Mẹ kiếp, phụt, khụ khụ. Triệu Bân đâu chỉ chật vật mà còn rất nóng giận nữa, nhưng dù nóng giận đến đâu thì khi đã rơi vào hồ nước quỷ dị này cũng phải nhẫn nhịn. Bất kể ngươi là ai, rơi vào khu vực này cũng bị chèn ép, không sai lệch được. Cầu xin ta đi, ta sẽ kéo ngươi ra khỏi đấy, môn chủ La Sinh Môn bật cười. Ta, Triệu Bân còn chưa kịp thở đã bị lôi xuống đáy hồ lần nữa. Sau đó rất lâu cũng không thấy hắn ló đầu lên. Sau đó rất lâu cũng không thấy mặt hồ có thêm động tĩnh gì. Môn chủ La Sinh Môn thấy vậy, vội vàng đứng dậy, Triệu Bân. Không ai đáp lại tiếng gọi của cô ta. Chính vì không ai đáp lại nên sắc mặt cô ta mới tái mét. Chết chìm rồi à? Đúng, chắc chắn là chết chìm rồi. Hồ nước này quỷ dị như thế, nhìn vài lần thì không thấy gì, nhưng nếu ở lâu bên trong mà không chui ra thì dù là cao thủ thiên võ cũng có thể chết chìm. Trời đất chứng giám, trước đó cô ta chỉ đùa thôi, không phải thấy chết mà không cứu đâu. Triệu Bân. Lại một tiếng gọi nữa, cô ta lấy dây thừng. Thế nhưng, không đợi cô ta ném dây thừng vào hồ nước, chính bản thân cô ta đã rơi xuống rồi, tùm một tiếng. Cô ta xuống nước còn Triệu công tử ra ngoài rồi. Di thiên hoán địa là một bí thuật hữu dụng, lúc cần thiết bẫy tên nào chết tên đó. Tan phụt vai trò thay đổi.
đến lượt môn chủ La Sinh môn bè kè một trong đó. Còn về phía Triệu công tử cùng có việc để làm đang vịn vào một gốc cổ thụ nên thốc nên thác, có trời mới biết hắn đã uống bao nhiêu nước chi trong một lát ở dưới hề, bao nhiêu năm nay chỉ có bữa này là nó nhất. Đợi khi nôn xong, hắn mới lấy một khối tinh thạch ký ức, chụp toàn bộ cảnh tượng dưới nước. Hình ảnh cao thủ thiên võ đuối nước không chỉ bổ mắt mà còn khiến tâm trạng của hắn hết sức hả hê, sướng hơn cả khi ấy ấy nữa. Ai bảo ngươi không cứu ta, nhìn đi, rơi vào hố rồi đúng không? Hai đứa dở người này. Nguyệt thần trông thấy mà chặt lưỡi cảm thán, nhất là người nào đó, có ai lại chơi xỏ vợ mình như thế không? Chơi xỏ người khác, cũng là một kiểu tu hành. Đây là lời hồi đáp của Triệu Bân, đừng hỏi, hỏi đến là do sư phụ dạy dỗ quá tốt. Hắn cũng không quá đáng lắm, chụp xong thì vớt người ta lên. Vẫn là gốc cây cổ thụ đó, môn chủ La Sinh môn chống tay vào thân cây, nôn dữ dội hơn cả Triệu Bân. Ai biết thì biết cô ta uống nhiều nước quá, ai không biết còn tưởng cô ta mang thai đấy. Triệu Bân. Sau đó là tiếng gào thét của nữ tử, đinh tai nhức óc chưa từng thấy. Tiếng nổ đùng đùng lập tức vang lên, một người chạy một người đuổi, nhìn sao cũng giống đôi tình nhân đang đùa giỡn. Màn đêm lặng lẽ ấp xuống. Vân U Cốc nhếch nhác bỗng thoang thoảng mùi thịt. Triệu Bân trổ tài nấu nướng, hầm một nồi thịt đầy ắp. Bầu không khí cũng khá hòa hợp. Hai kẻ ban ngày còn đánh nhau, bây giờ đã hòa hoãn rồi. Thế nhưng, ánh mắt người nào đó nhìn người nào đó thỉnh thoảng vẫn tóe lửa. Tên này khắc cô ta suốt dọc đường, đi tới đâu khắc tới đó. Tóm lại là bát tự không hợp. Á á. Tiểu Kỳ Lân cũng có mặt, nó tung tăng nhảy nhót, cực kỳ vui vẻ. Sau khi thoát biến Niết Bàn, vóc dáng của nó cũng to hơn trông thấy. Thế nhưng so với hung thú thì nó vẫn chỉ như đứa trẻ con thôi. Nhưng đừng thấy người ta nhỏ, người ta hung hãn lắm nhé. Sức mạnh tiềm tàng sâu trong huyết mạch của nó vừa thần bí vừa lớn mạnh, đến cả môn chủ La Sinh môn cũng khiếp sợ, nếu không, Triệu Bân mở Kỳ Lân hóa cũng không thể đuổi theo cao thủ thiên võ mà đánh. Nó mới chỉ là một con non, nếu trở thành Kỳ Lân trưởng thành, không biết còn đáng sợ tới mức nào. Ngươi, từng nghe nói tới ngụy bí giả chưa? Triệu Bân nối một hớp rượu rồi nhìn sang môn chủ La Sinh môn. Môn chủ La Sinh môn nghe thấy, ban đầu sừng sở, sau đó khê lắc đầu. Triệu Bân cùng không giấu giếm, kể lại mọi thứ về ngụy bé giả, nếu là trước kia, chắc hắn sẽ giấu đi phần nào đó. Còn bây giờ... Có lẽ hắn và môn chủ La Sinh môn không thể trở thành hai vợ chồng, nhưng chắc chắn không thể là kẻ địch, bởi vì trải qua trận chiến ở Vân U Cốc, cả hai đã bị kẻ hạ chú nhắm tới rồi. Nếu thế, bắt tay với nhau mới là đúng đắn. Ngụy bí giả. Môn chủ La Sinh môn lầm bầm, khẽ nheo mày, đôi mắt đẹp không rõ cảm xúc. Mạng lưới tình báo của La Sinh môn còn rộng hơn cả ma gia, thế mà không biết trên thế gian này tồn tại một thế lực như vậy. Đến cả cao thủ thiên võ như Khổ Sát và lão tổ Huyết Y cũng trúng chiêu, vậy thì kẻ hạ chú rốt cuộc đã thao túng bao nhiêu người? Bốn pháp sư hộ quốc của đại hạ từng soát hồn ngụy bí giả, kẻ hạ chú. Là Quỷ Minh, Triệu Bân nói thêm. Không thể nào, môn chủ La Sinh môn nói với giọng chắc nịch, ta từng giao chiến với Quỷ Minh, khả năng chiến đấu của ông ta còn thua xa lão tổ Huyết Y với Khổ Sát chứ đòi gì mà khống chế được tâm trí của hai người đó. Chưa biết chừng ông ta gặp may mắn. Người hạ chú là một vị tiên, chí ít cũng là một chuẩn tiên. Quỷ Minh không có được căn cơ đó. Nói như vậy thì bọn ta bị lừa rồi, Triệu Bân sờ sờ cằm. Đến cả ngươi còn làm giả được, tại sao kẻ hạ chú lại không thể, môn chủ La Sinh môn liếc xéo Triệu Bân. Bộ phim 80 tập ở Thiên Tông ngày hôm đó đến bây giờ vẫn còn được lan truyền kìa. Nếu không phải biết cơ ngân là Triệu Bân thì ai dám tin hắn là giả đâu. Người nào đó còn vác cái danh xưng thanh niên tốt để làm chuyện thiếu võ đức nữa đấy. Nếu thật là như vậy thì đạo hạnh của tên kia cũng không hề tầm thường. Triệu Bân sờ cằm, tỏ ra trầm ngâm. Phải biết rằng, cấm chế trong linh hồn hắn là do Nguyệt Thần thiết lập, mà kẻ hạ chú cũng có thể nhìn trộm nghe lén được, hiển nhiên không phải người thường. Chuyện này hiển nhiên gay gâu hơn những gì hắn tưởng tượng. Qua trận chiến cùng lão tổ Huyết Y, hắn nhận định rằng, kẻ hạ chú có thể dùng ngụy bí giả để nghe ngóng khắp nơi, cũng có nghĩa là, chuyện liên quan tới soát hồn, thậm chí cả thi thể hồng tước. Kẻ hạ chú cũng nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí hắn còn nghi ngờ rằng kẻ hạ chú biết cả Thành Thiên Thu, Kiếm Nam và Bất Phàm cũng là người chúng bùa chú,
có lẽ kẻ hạ chú cũng định thông qua hai người này mà xem trộm bí mật. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn môn chủ La Sinh Môn. Theo ngươi thấy, ai là người hạ chú? Đời này ta chỉ mới thấy có một vị tiên gia, môn chủ La Sinh Môn hít một hơi thật sâu. Người nọ là Ma Hậu. Ai cơ? Ma Hậu. Môn chủ La Sinh Môn cong môi, lặp lại một lần nữa. Triệu công tử vô cùng bất ngờ, ý gì đây? Ma Hậu vẫn còn sống sao? Lúc ta còn trẻ, đã từng đến Di Chỉ Ma Vực và may mắn gặp được Ma Hậu. Môn chủ La Sinh Môn chậm rãi nói, người của 8.000 năm trước mà vẫn còn sống đến thời đại này thì đúng thật là điều khiến người ta chẳng ngờ được. Nhưng Ma Hậu thật sự vẫn còn sống, chắc là bà ta đã dùng phương pháp đặc biệt nào đó để tự phong ấn chính mình. Đợi chút. Triệu Bân đặt thau cơm xuống, xoa mạnh chân mày. Hắn cần sắp xếp lại thông tin một chút. Thương Khung bị phong ấn ở biển chết, chỉ còn sót lại một chút tàn hồn. Ma Quân bị chặt tay chân, phong ấn trong bát bộ phù đồ. Phù Nhàn Cửu ma tướng bị ăn cắp thi thể, biến thành con rối xác chết. Toàn bộ những việc này, hắn đều đã gặp phải. Nhưng điều hắn thật sự không ngờ đến là Ma Hậu vẫn còn sống. Hắn nhớ đến cổ quan tài băng ngọc trong địa cung ở Di Chỉ Ma Vực. Tối nay trăng thanh gió mát, trăng tròn hoa thắm. Phải có tiết mục đặc biệt gì đó mới đúng. Đến khuya, môn chủ La Sinh Môn mở bừng mắt, từ từ đứng dậy rồi ngẩng lên, ngửa mặt trông lên bầu trời. Rồi cô ta rời mắt, chân bước đến bên cạnh Triệu Bân, đặt một lá bùa vào tay hắn. Môn chủ La Sinh Môn biết Diêm La Mặt Quỷ vẫn còn sống. Cô ta muốn nhờ Triệu Bân đưa bùa chú đó cho Diêm La Mặt Quỷ. Nói là bùa chú nhưng thực tế nó là một lá thư. Sau khi xảy ra mấy chuyện quỷ dị kia, cô ta phải thay đổi chiến lược, tốt nhất là không nên đối địch với Triệu Bân nữa. Thật lòng, cô ta rất ghét cái nghề sát thủ này. Nhưng cô ta lại là một kẻ ám sát, giống như các môn chủ tiền nhiệm, cô ta là người máu lạnh vô tình, mũi đao luôn dính máu, dường như việc giết người. Chính là mục đích sống của họ. Sau khi gặp được Triệu Bân, cô ta bắt đầu phát hiện ra là cuộc sống bình thường củi gạo mắm muối của nhân gian cũng rất tươi đẹp. Lúc chơi vơi nhất luôn có một người xuất hiện, họ sẽ như một vầng thái dương, giúp mình đẩy lùi đi bóng tối. Hẹn ngày gặp lại. Môn chủ La Sinh Môn mỉm cười rồi quay đầu bư đa ti. Trước khi đi, cô ta còn không quên hiện lên trán Triệu Bân một cái. Triệu Bân ngủ ngon lành, chẳng hề biết đối phương đã bỏ đi, nhưng Kỳ Lân vẫn còn thức, trợn trên mắt nhìn cô ta. Con người thật kỳ lại. Sao lại phải lén lút, quang minh chính đại hôn một cái không được sao? Sáng sớm, ánh mặt trời hiền hòa rải nhẹ khắp Vân U Cốc. Rốt cuộc Triệu Bân cũng thức dậy sau giấc ngủ sâu, một lát sau hắn mới ngồi dậy, mắt nhìn quanh bốn phía, không thấy môn chủ La Sinh Môn đâu. Vì không thấy nên hắn mới có phản ứng rất thú vị, đầu tiên là nhòm vào trong nhẫn ma, Bảo bối vẫn còn đó, rồi hắn lại nhìn xuống cậu nhỏ của mình. Vẫn dính trên người. Đi mà cũng không nói một tiếng. Triệu Bân vừa nói vừa bật người dậy. Tiểu Kỳ Lân cũng hoạt bát tiến lên, trong miệng ngậm theo một lá bùa. Triệu Bân nhận lấy, xem rồi mới biết là bùa chú do môn chủ La Sinh Môn để lại. Nhưng đó không phải để lại cho hắn mà là nhờ hắn giao cho Diêm La Mặt Quỷ, hiển nhiên đây là một phong thư. Nếu đã không phải kẻ thù, người của La Sinh Môn cũng nên được thả ra. Phía sau lá bùa có viết hai chữ, Lạc Hà. Là tên của cô ta sao? Triệu Bân sờ cằm, lẩm bẩm. Hắn cất lá bùa rồi quay đầu rời đi. Lúc rời khỏi đó, hắn còn quay đầu nhìn lại hết lần này đến lần khác. Với hắn mà nói, không gian thế giới này đầy rẫy cạm bẫy cũng là một mảnh đất đầy cơ duyên. Tại đây hắn có được Tử Hồn Châu, Tiểu Kỳ Lân có được Quả Kỳ Lân, tất cả đều là tạo hóa. Đúng thật là trong họa có phúc. Không mạo hiểm thì sao đạt được thành công? Nếu như không nhờ môn chủ La Sinh Môn lừa mình đến chỗ này thì hắn cũng không gặp được cơ hội tốt như thế, nhưng hai người họ có vẻ hơi quá đáng, một sơn cốc đang tươi đẹp đã bị họ phá tan hoang. Lúc nào rảnh, ta sẽ sửa sang lại. Triệu Thầm tằng hắng rồi càng đi càng xa. Sau khi ra khỏi sơn cốc, hắn không nhìn thấy mấy người Thương Khung thì biết chắc là đã có chuyện, thế nên họ đã đi trước rồi. Triệu Bân nhìn quanh bốn phía, sau đó tìm thấy một phù chú trong khóm cỏ. Là ấn ký chuyên biệt của ma gia. Lúc mở ra xem thì hai mắt hắn sáng rực, việc tốt cứ đua nhau kéo đến thôi, không ngờ đã tìm được Tần gia, đến ma quật cũng đã được tìm thấy.
hắn không nghĩ nhiều thêm mà lập tức triệu hồi đại bằng, bay vút lên trời cao. Tiểu Kỳ Lân vô cùng phấn khích, nhảy tưng tưng trên lưng đại bằng khiến tòa kỵ của Triệu Bân vô cùng khó chịu. Tên nhóc này đã kích hoạt huyết mạch rồi sao? Không ngờ sau khi lột xác, nó lại còn có được khí ẩn, điều này làm đại bằng cảm thấy vô cùng đè nén, có thể kề vai cùng với thần thú đúng là không tầm thường. Sau khi ra khỏi vùng núi, Tiểu Kỳ Lân lại chúi vào trong đan hải của Triệu Bân. Còn Triệu Bân thì lại cầm bản đề quan sát suốt dọc đường, xác định phương hướng, điều khiển đại bằng tăng tốc nhanh trong thời gian đó, hắn đã biến ra hai phân thân một người chạy về thành Thiên Thu, người kia chạy ve đờ đờ. Có vài việc nên nói trước cho mọi người biết thì tốt hơn, chẳng hạn như ngụy bí giả và kẻ thi chú, cần phải phong ấn người bị chúng chú như Tư Không Kiếm Nam và Bất Phàm trước, để phòng việc kẻ thi phép sẽ thông qua bọn họ nhìn trộm thành Thiên Thu. Về phần bên đế đô, chỉ cần giao cho Hoàng Phi là được. Tạm thời vẫn chưa thể xác định được có phải là quỷ minh hay không, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Âm mưu này đã liên đới đến cả đại hạ, đến cả lão tổ Huyết Hy và Khổ Sát cũng trở thành ngụy bí giả, trời mới biết còn có bao nhiêu cảnh giới thiên võ khác dính đòn. Bởi vậy, thiên hạ có thể đại loạn bất cứ lúc nào, thế nên tăng trưởng thực lực bản thân là việc cần thiết, cần nhanh chóng thống nhất năm mạch, dốc hết sức tìm đồng minh, đó cũng là việc cấp thiết. Không phải quỷ minh. Hoàng Phi Vũ Linh, Long Chiến, Dương Huyền Tông và Linh Lung nhận được tin thì đều bất ngờ. Không phải quỷ minh thì rắc rối rồi. Mới mấy ngày trước, bọn họ còn bắt hết con cháu của quỷ minh, đến giờ, những kẻ đó vẫn còn bị nhốt trong nhà lao. Kết quả thông báo là không đúng, với tính cách đám người này, họ không nổi máu mới lạ. Đương nhiên cũng không thể tùy tiện thả người được. Vẫn chưa có kết luận cuối cùng là có phải quỷ minh không. Rốt cuộc kẻ thi chú là thần thánh phương nào? Theo như tình báo từ Triệu Bân, đối phương là tiên, hoặc ít nhất cũng là cấp chuẩn tiên, ngoài mấy người bọn họ, tên đó còn có thể khống chế thần trí của cảnh giới thiên võ. Quá đáng chết, tiên gia cao quý mà lại làm loại chuyện hèn hạ này. Trong đêm, một màn sương mù dày đặc bao trùm cả đế đô và thiên tông. Triệu Bân vẫn còn đang trên đường, đại bằng vút qua bầu trời như một tia sáng vàng. Đến một chỗ nọ, Triệu Bân dương mắt trông về nơi xa. Hắn đã nhìn thấy một vị trí quen thuộc trên bản đồ núi Địa Long. Dường như lão già dâu chữ Bát đang ở núi Địa Long, từ khi tạm biệt nhau ở rừng sương mù, hai người chưa từng gặp lại. Lão ta là chuyên gia bán lại hàng nóng, ở ngoài không đáng mấy đồng chứ ở Thiên Tông thì thứ đó có thể thay thế cho tiền mặt, mấy lão già vô liêm sỉ trông thấy thứ ấy còn thân thiết hơn cả mẹ ruột. Đùng! Khi hắn nhìn qua, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, trùng hợp đến từ phía núi Địa Long, hay nói đúng hơn là từ núi Địa Long truyền ra. Nghe động tĩnh của tiếng nổ thì chắc hẳn là một trận đại chiến, có thể thấy huyết quang vọt thẳng lên trời. Lắng tai nghe ngóng, dường như còn có thể nghe thấy tiếng gào thét. Triệu Bân khẽ nhíu mày, thế là thế nào, có người đang gây sự à? Đại bằng tơ mi tưởng thông, lập tức quay gấp sang phía bên ấy. Hắn đoán không hề sai. Đúng là có người đang gây sự, khi hắn tới nơi, mười mấy kẻ mặc áo đen đang vây quanh một đỉnh núi, một đạo quan nhà tọa lạc trên đỉnh núi có trận pháp bảo vệ đang lưu truyền tộc Hòa Long. Triệu Bân liếc mắt nhìn người mặc áo đen, lập tức nhận ra đây là thế lực nào, chẳng ai khác ngoài tộc Hòa Long của Nam Vực. Trong phiên đấu giá ở thành Liệt Hỏa, chính người của tộc Hòa Long đánh bại Huyết Y Môn và thi tộc, đấu giá được chiếc hộp sắt có chứa thủ cấp của ma quân, Cũng chính là một trong bát bộ phù đồ. Chuyện này, về sau hắn mới được biết. Tính ra thì hắn và tộc Hỏa Long cũng được coi như từng có khúc mắc. Ngày trước, khi hắn rời khỏi Nhan Gia, thánh tử của tộc Hỏa Long còn phái người truy sát hắn, mối thù này hắn vẫn luôn nhớ kỹ đấy. Không ngờ bàn tay của tộc Hỏa Long vươn dài thật, Nam Vực không đủ cho họ quậy phá nên bất chấp đường xá xa xôi chạy tới lãnh thổ của Đại Hạ để gây chuyện, tìm ai không tìm, tìm ngay lão già dâu chữ Bát bằng hữu thân thiết của hắn. Nhắc đến dâu chữ Bát, lúc này lão ta đang ho ra máu ở trong đạo quan kìa. Nhiều ngày không gặp, lão ta già nua hơn khá nhiều, chắc vì phải đối phó với cường giả của tộc Hỏa Long, dùng loại cấm pháp nào đó nên sinh lực tiêu hao như cái giá phải đánh đổi. Vẫn còn muốn vùng vẫy lần cuối à, cường giả tộc Hỏa Long mỉm cười dữ tợn. Có giỏi thì đánh riêng từng thằng, lão già dâu chữ Bát mắng ầm lên, nước bọt lẫn máu văng khắp nơi. Sau đó, lão ta lại ôm ngực ho ra máu. Xem lão trụ nổi tới bao giờ, cường giả tộc Hỏa Long hầm hừ,
đòn tấn công càng thêm mãnh liệt. Triệu Bân trông thấy nên tự giác xách kiếm Long Uyên. Thế nhưng, không đợi hắn kịp ra tay đã phát hiện âm thanh sột soạt ở trong bóng tối khiến hắn phải ngó sang. Mới nhìn một cái, ôi chao, vẫn còn nhóm người thứ hai, toàn mặc áo đỏ như máu, dưới ánh trăng ảm đạm, chẳng khác gì một đám u linh đỏ sọc. Người của bên nào thế? Tất nhiên là huyết y môn rồi. Triệu Bân trông thấy mà nhướng mày, mẹ kiếp, lạ thật, sao đi đâu hắn cũng gặp phải nhân tài của huyết y môn thế. Trước đó ở Vân U Cốc hắn còn đánh nhau với lão tổ của đám người này đấy. E là đến lúc này, huyết y môn cũng không biết lão tổ nhà mình đã trở thành ngụy bị giả một con rối còn sống bị người ta thao túng. Hắn thấy khá tiếc khi chưa thể tiêu diệt lão ta. Cường giả huyết môn không tham chiến mà ẩn mình trong bóng tối, có vẻ như định nhặt nhạnh chút thành quả thôi. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Chúng không biết rằng, vai diễn của mình hôm nay chẳng phải chim sẻ, mà cũng chỉ là một con ve. Đúng vậy, vẫn còn nhóm người thứ ba, cùng đang nấp trong bóng tối, che chắn còn kín mít hơn cả người của huyết tị môn, nhưng không qua nổi đôi mắt của Triệu công tử, nhóm thứ ba chỉ có hai người, tu vi đều đạt tới chuẩn thiên. Cùng mặc áo bào màu xám, trùng hợp thay, vẫn là sản gia cũng người của thi tộc. Đêm nay náo nhiệt ghế Triệu Bản thầm nghĩ rồi đảo quanh một vùng, chưa biết chừng còn có nhóm người thứ tư. Nhìn ngó một hồi, mẹ kiếp, có thật, hắn không nhìn ra được lai lịch, chỉ biết nhóm này có ba người, thủ pháp ẩn giấu rất cao tay, cộng thêm khoảng cách khá xa, đến cả hắn cũng không nhìn rõ thực hư. Bốn thế lực tề tựu ở núi Địa Long không thể vì du sơn ngoạn thủy được. Ai nấy nhìn chằm chằm vào đạo quan nhỏ bé và lão già dâu chữ bát, khiến người ta bất giác nghĩ rằng trong tay lão ta có món báu vật phi phàm nào đó. Thất phu vô tội, báu vật mới có tội, những trường hợp như thế này không hiếm thấy. Nếu đã đông người như vậy thì phải đổi cách đánh rồi, cường giả thi tộc thường có hai con rối, tiêu diệt một người là chết cả ba, phải dọn đám này trước mới đúng đắn. Thu hồi ánh mắt khỏi đạo quan, Triệu Bân lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối, nín thở. Dùng bùa ẩn giấu cấp cao, độn thổ mà đi. Hắn ẩn mình như thế, hai cường giả thi tộc không hề phát hiện ra vì đang mải hứng thú xem trận chiến, thỉnh thoảng còn liếc về phía huyết y môn. Chúng tự nhận mình là con chim sẻ sau cùng, chỉ đợi trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Chết nè! Triệu Bân lao ra trong thoáng chốc, thủ cấp của cường giả thi tộc thứ nhất bị chém bay bằng một nhát kiếm. Đến chết mà tên này vẫn còn mờ mịt, mình đang hóng chuyện mà. Sao tự dưng lại mất đầu nhỉ? Ngươi! Cường giả thi tộc thứ hai giật mình, vừa nghi hoặc vừa chấn động. Hóa ra trên đỉnh núi này, ngoài tộc Hỏa Long và huyết y môn thì vẫn còn nhóm người khác, vừa thần bí vừa đáng sợ, một vị cao thủ chuẩn thiên chưa gì đã bị giết chết rồi. Đi mạnh giỏi nhá, không tiễn. Triệu Bân điềm tĩnh nói, một nhát kiếm khác không thể nào cản nổi. Cường giả thi tộc thứ hai chưa kịp phản ứng đã bị đâm nứt tâm mạch, chưa kịp trốn đi. Cũng chưa kịp triệu hồi con rối, chết một cách buồn bực, đến lúc xuống suối vàng vẫn chưa nhìn ra kẻ ra tay là ai, chỉ thấy một bóng dáng nhanh như cách, phong phạm chói cả mắt. Chưa đầy một hai giây mà hai cao thủ chuẩn thiên đã bỏ mạng, thế nên mới nói, Triệu Bân có tố chất làm thích khách, hợp hơn cả môn chủ La Sinh Môn. Không nói đến điều gì khác, chỉ riêng thuấn thân tuyệt sát của hắn, người bình thường không phòng thủ được, chỉ chớp mắt đã lên đường xuống Hoàng Tuyền. Ai? Tiếng quát khẽ này vang lên từ hai phía. Cường giả của tộc Hỏa Long đang tấn công đạo quan và cường giả huyết y môn ẩn mình nơi bóng tối đều bị kinh động, nhất là cường giả tộc Hỏa Long, vừa bị kinh động vừa phát hiện ra huyết y môn, điều này rất nhảm nhí đấy. Hóa ra trên ngọn núi này có tận mấy nhóm người. Nhưng không cần biết có mấy nhóm, họ cũng chỉ con ve sầu, có trời mới biết phía sau còn bao nhiêu bọ ngựa, bao nhiêu chim sẻ. Triệu Bân không đáp, hắn lại lẩn vào bóng tối. Sau đó là từng tiếng hét thảm thiết vang lên, từng đợt máu tươi bắn ra, hắn giống như sát thần đi lấy mạng kẻ khác trong bóng đêm, cứ đến đâu sẽ có người bị tiêu diệt đến đấy, hoặc là chém nứt tâm mạch, hoặc là chặt mất đầu, toàn là đèn tuyệt sát không lẫn vào đâu được, người từng truy sát cả cao thủ thiên và thì giết mấy con tôm tép này dễ như trở bàn tay. Trước sau chưa đầy mười mấy giây, người của huyết tị môn ẩn mình trong bóng tối đều bị giết hết, không một ngoại lệ. Ai? Cường giả tộc Hỏa Long quát lớn. Đã ngừng oanh tạc đạo quán nhỏ, tất cả đều căng mắt nhìn chằm chằm vào trong bóng tối, luôn có cảm giác ở trong bóng đêm đang có một con u linh ẩn thân cắn nuốt sinh linh nhân gian và theo dõi tất cả bọn họ. Triệu Bân chậm rãi bước ra khỏi bóng tối,
kiếm Long Uyên trên tay vẫn còn thấm đẫm máu tươi. Sát khí hắn bộc phát ra còn lạnh hơn cả hàn băng, khiến cho tất cả cường giả tộc Hỏa Long đều khiếp hãi đến mức tim đập chân run. Một võ tu cảnh giới địa tạng sao lại có được sát khí đáng sợ bậc này? Là ai? Lão già râu chữ bát cũng đã nhìn thấy từ bên cạnh đạo quán, đôi mắt già nua khẽ nheo lại, cảm thấy dường như mình đã từng nhìn thấy thân ảnh này ở đâu đó rồi. Á! Phụt, phụt! Lão ta vừa nhìn lên thì thấy Triệu Bân đã bắt đầu đại khai sát giới lần nữa, lần này hắn không còn ẩn thân nữa mà đã đối chiến trực diện, đối phương chỉ có cảnh giới chuẩn thiên thì làm sao có thể ngăn cản được công kích của hắn. Đây không phải đại chiến mà là đơn phương chém giết, từng cường giả chuẩn thiên lần lượt ngã xuống trong vũng máu, không có thảm hại nhất chỉ có thảm hại hơn. Sau thi tộc cùng huyết y môn thì toàn quân tộc Hỏa Long cũng đã bị diệt. Cho đến tận lúc chết bọn chúng cũng không biết đối phương là ai, hoặc có lẽ biết nhưng điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là trên đường xuống Hoàng Tuyền bọn chúng cũng không cô đơn. Vèo. Sau khi diệt cường giả tộc Hỏa Long, Triệu Bân lại trở vào bóng tối, rút kiếm đuổi giết ba kẻ áo đen nhóm thứ tư. Đến tận lúc này, Triệu Bân vẫn chưa thể nhìn ra lai lịch của đối phương. Nhìn khí tức thì đây là ba cường giả chuẩn thiên, bọn chúng liều mạng bỏ chạy chắc chắn là do đã phát hiện ra thân phận của hắn. Thánh tử Thiên Tông hung danh hiển hách, nếu như không có cường giả thiên võ thì ai cũng không thể xử lý được hắn. Ba vị đạo hữu vội vàng đi đầu thai hay sao? Triệu Bân lạnh lùng nói, đuổi sát không buông. Hắn đã dùng thiên nhãn làm ấn ký truy tung, trong thời hạn nhất định thì cho dù đối phương có chạy tới cùng trời cuối đất hắn cũng có thể đuổi kịp. Ba kẻ áo đen không trả lời, chỉ cắm đầu chạy trốn. Chạy! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, chém ra một luồng kiếm khí. Đến lúc này, ba kẻ áo đen mới định thân, vũ động sát kiếm đón đỡ kiếm khí đang chém tới. Kiếm khí va chạm vang lên thanh âm chói tai, tạc ra ánh lửa chói mắt. Ánh mắt Triệu Bân lóe sáng, có thể nhìn ra cách thức xuất chiêu của đối phương. Ba kẻ này là người của Nhật Quốc, thảo nào lại ẩn thân sâu như thế, đám người Nhật Quốc này giỏi nhất là mấy trò lẩn trốn. Đã là người của Nhật Quốc thì hắn sẽ không lưu tình. Triệu Bân phóng tới nhanh như chớp, dùng huyền ngữ lôi cùng dùng hồn ngữ huyền hoàng khí, đánh gục kẻ áo đen thứ nhất cùng kẻ áo đen thứ hai, về phần kẻ áo đen thứ ba thì đã trúng phải một chiêu phách thiên trăm phút. Ba tia máu phun lên bầu trời để tưới chói mắt. Kẻ ác đen thứ ba là thảm nhất, bị phách thiên trăm chém làm đôi ngay lập tức. Kẻ áo đen thứ nhất và thứ hai cũng thê thảm không kém, một kẻ bị thiên lôi đánh nát xương ức, một kẻ bị huyền hoàng khí đánh đến mức máu thịt văng tung tóe. Cả hai từng bước lui về phía sau, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi tột độ, đối thủ của bọn chúng là một nhân vật hết sức ghê gớm, ngay cả đại thiên sư cũng bị diệt thì hai người bọn chúng chắc chắn không thể đánh lại cơ ngân. Vèo! Bọn chúng còn chưa kịp nghỉ thở thì Triệu Bân đã như u linh giết tới. Kẻ áo đen thứ nhất biến sắc, hộc máu giàn giụa. Bọn chúng có đánh thế nào cũng không thể phá vỡ được chân nguyên hộ thể của Triệu Bân, bọn chúng chỉ giống như châu chấu đá xe, trong khi một kiếm của Triệu Bân đã chém bay đầu kẻ áo đen thứ nhất chỉ trong chớp mắt. Kẻ áo đen thứ hai chạy trốn rất nhanh, không biết đã dùng bí pháp gì mà trong phút chốc đã phóng thẳng lên không. Cũng chẳng sao. Triệu Bân không hề đuổi theo, ngay lập tức thu lại kiếm Long Uyên rồi lấy ra Bá Vương Cung. Ở trên cao chưa chắc đã tốt, rất có thể sẽ trở thành bia ngắm của kẻ khác. Mũi tên sấm sét của hắn không chỉ chói mắt mà uy lực còn cực kỳ bá đạo. Kẻ áo đen thứ hai vừa mới phóng lên không cách đó vài trượng đã bị một tên xuyên thủng lồng ngực, mất mạng ngay tức khắc, trở thành một bao cát từ trên không trung rơi xuống. Đám người Nhật Quốc này đến Đại Hạ do thám. Ngàn vạn lần không thể ngờ được lại suối quẩy gặp phải cơ ngân. Đại chiến kết thúc, núi rừng đẫm máu. Triệu Bân thu dọn chiến trường rồi mới quay người rời đi, hắn không đi tới đạo quán nhỏ, cũng không cần tới đó. Bởi vì lão già râu chữ bát đã chạy mất. Khi Triệu công tử đuổi kịp thì thấy lão ta đang đứng dựa vào một gốc cây cổ thụ hộc máu. Lão ta đã bị thương quá nặng. Chạy cái gì? Sợ ta đánh chết ông sao? Triệu Bân chậm rãi bước tới, hắn đã cởi hắc bào ra. Lão già râu chữ bát vừa nhìn thấy hắn thì đã sửng sốt mất một lúc, lão ta chắc chắn mình không nhìn nhầm, đây nhất định là cơ ngân. Bởi vì chắc chắn cho nên lão ta mới cảm thấy khó có thể tin, từ khi tạm biệt nhau ở Huyễn Vũ U Lâm chỉ mới chưa được bao lâu mà tên nhóc này đã từ cảnh giới chân linh tiến lên cảnh giới địa tạng đỉnh phong, thậm chí còn bộc phát ra khí tức của cường giả chuẩn thiên.
Chẳng lẽ lão ta đã ẩn dật tu luyện quá lâu cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay ho rồi. Lâu rồi không gặp. Triệu Bân cười nói, đặt một tay lên vai của lão già dâu chữ bát rồi truyền cho lão ta chân nguyên tiên lực để tiêu trừ sát khí bên trong cơ thể của lão ta, nhân tiện còn giúp cho lão ta chữa trị vết thương trong lục phủ ngũ tạng. Quả thật là ngươi sao? Lão già dâu chữ bát run sợ, lão ta vẫn chưa thể tin được. Triệu Bân chỉ cười chứ không đáp, tiếp tục chữa thương. Lão già dâu chữ bát cuối cùng cũng đứng vững, thần sắc kinh ngạc nhìn quét qua Triệu Bân từ trên xuống dưới. Chỉ mới hơn nửa năm không gặp, tên nhóc này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mà tu vi lại có thể thăng cấp thần tốc đến như vậy. Mà điểm mấu chốt chính là chiến lược khủng bố đã khiến cho lão ta phải khiếp sợ. Ngoài ra, làm sao cơ ngân có được huyết mạch đặc biệt? Tất cả những chuyện này khiến cho lão ta hết sức choáng váng. Nhưng so sánh với sự khiếp sợ thì lão ta lại càng cảm thấy may mắn hơn. Nếu như đêm nay cơ ngân không đến thì lão ta chắc chắn đã bị tiêu diệt rồi. Ông đang cất giấu bảo bối gì mà lại thu hút nhiều người đến vậy? Triệu Bân vừa lấy ra một viên đan dược vừa thuận miệng hỏi. Lão già dâu chữ bát lúc này mới lấy ra một lá bùa chữ vật, sau đó giải phong ấn, từ bên trong lá bùa có một ánh sáng màu trắng bay ra. Chính xác mà nói thì đó là một cây phất trần toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng. Triệu Bân bắt lấy nó rồi lật qua lật lại xem. Cây phất trần này không phải phàm vật, trên thân có khắc bí văn cổ xưa còn có tiên khí bao phủ. Hay nói cách khác đây chính là di vật của tiên gia. Đây là phất trần diệu thiên, trước đây một người bạn tốt đã đưa nó cho ta, lão già dâu chữ bát ngồi dưới gốc cây chậm rãi nói, ta vốn tưởng rằng nó chỉ là một vật bình thường. Không ngờ vào đêm trăng tròn thì nó lại nở rộ ánh sáng khiến cho lão phu giật mình. Bạn của ông chắc phải rộng rãi lắm mới có thể đem di vật của tiên gia giao phó cho ông, hơn nữa quan hệ giữa hai người chắc cũng rất sâu sắc, Triệu Bân càng nhìn càng thổn thức, cây phất trần này bất phàm hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Nếu như ta biết đó là di vật của tiên gia thì ta đã không nhận. Ông có nhận hay không cũng không có gì khác biệt, người đó đã tìm tới ông thì chắc chắn cũng đã biết sẽ bị tranh đoạt rồi. 2. Lão già dâu chữ bát thở dài, không biết thở dài vì những kẻ vừa gặp hay thở dài vì người bạn kia của mình, nếu như những kẻ kia đã có thể tìm được tới đây thì bạn của ông ta sợ là cũng đã lành ít dữ nhiều. Đã không thể giữ được thì chắc chắn sẽ có ngày gặp nạn. Sau khi nghỉ ngơi một chút thì hai người liền quay trở lại đạo quán nhỏ. Triệu công tử đi vào mới biết nơi này chẳng khác nào một bãi rác, xem ra lão già này chưa từng quét dọn đình viện. Lọt vào trong tầm mắt của hắn lúc này là một đống hỗn độn. Tuy vậy, trận pháp trấn thủ đạo quán vẫn rất huyền ảo, nếu không thì đã sớm bị cường giả tộc Hỏa Long phá được rồi. Lão già dâu chữ bát lấy ra hai vò rượu ngon, rất ra dáng chủ nhà. Ông có muốn chuyển nhà không? Triệu Bân vừa nhận lấy vò rượu vừa cười nói. Chuyển chứ, tối nay liền chuyển. Nơi này không thể ở lại được nữa. Hòm lão già dâu chữ bát rước rượu xuống đất để tế vong linh bạn mình. Về phần đạo quán nhỏ này, nay đã có kẻ chạy đến gây hấn thì sau này chắc chắn sẽ còn có nhiều kẻ khác đến, tuyệt đối không thể ở lâu thêm, hôm nay là ta có cơ ngân may mắn như bảo vệ nhưng sau này sẽ không còn đờ Nuka. Nếu vậy thì cứ đi theo tá, Triệu Bân cười nói. Ta chờ câu này của ngươi mãi, lão già dâu chữ bát cười ha hả, đổ hết bát rượu xuống đất sau đó nhanh chóng đi sắp xếp hành lý, sư phụ nói không sai, đi ra ngoài nên kết bạn nhiều hơn. Giống như người bạn trước mặt lão ta đây, thực lực tăng nhanh một cách kinh khủng, lão ta phải dựa vào càng sớm càng tốt. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, cầm vò rượu đi lang thang khắp đạo quán. Đừng thấy nó chỉ là một đạo quán nhỏ mà làm tưởng, niên đại của đạo quán này không nhỏ, ít nhất phải hơn 3.000 năm tuổi. Nếu như hắn đoán không sai thì nơi này cũng thuộc về một dòng truyền thừa không tầm thường, chẳng qua đến thế hệ của lão già dâu chữ bát thì đã hoàn toàn xuống dốc. Sân sau đầy lá rụng. Cỏ dại mọc tùm, đã lâu không có người ở cho nên cũng đã lâu không dọn dẹp, các căn phòng đều dính đầy mạng nhện, càng bước sâu vào trong thì càng có cảm giác rách nát hoang vắng. Triệu Bân bước qua đám cỏ dại, đứng trước một tấm bia đá. Trong cả sân chỉ có tấm bia đá này hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh, đặt đâu không đặt lại đặt ngay trước cửa phòng. Tấm bia đá này cũng có niên đại không nhỏ, loang lỗ vỡ nát, bí văn trên bia đá cũng đã mở đi rất nhiều. Triệu Bân đi vòng quanh tấm bia đá, thỉnh thoảng lại vươn tay gõ lên vài lần, hắn luôn cảm thấy tấm bia đá này có điều kỳ lạ nhưng lại không biết là điều gì. Đi rồi sao?
Lão già râu chữ bát đã sắp xếp xong hành lý, lão ta mang theo cả một bọc nặng mà còn ôm theo một bức họa, hẳn là hàng nóng trong truyền thuyết, đi đến đâu cũng không quên mang theo, chắc chắn là rất đáng giá. Triệu Bân nhìn thoáng qua tấm bia đá một lần cuối rồi mới xoay người rời đi. Nhưng vừa bước được mấy bước thì hắn lại đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, nhíu mày nhìn chằm chằm vào tấm bia đá. Cái đó có gì đẹp đâu, lão già râu chữ bát nói. Triệu Bân không trả lời, càng nhìn ánh mắt càng lóe lên. Tấm bia đá này nhất định có vấn đề. Chính xác mà nói thì đó không phải là một tấm bia đá bình thường mà là một loại phong ấn. Hắn mở thiên nhãn căng mắt nhìn tấm bia nhưng vẫn không thể nhìn thấu. Có một nguồn năng lượng thần bí đã che đi thiên nhãn thấu thị khiến cho hắn lâm vào cảnh mơ hồ. Lão già râu chữ bát cảm thấy khó hiểu, bước lên vài bước nhìn Triệu Bân rồi lại nhìn tấm bia đá. Đó chỉ là một tấm bia đá rách nát chẳng có gì thần kỳ, tại sao hắn lại nhìn nó mê mẩn đến như vậy? Chẳng lẽ nó lại là một bảo bối? Ai đặt tấm bia đá này ở đây? Triệu Bân hỏi. Nó đã có ở đây từ thời sư tổ của ta, lão già râu chữ bát không hề giấu giếm nói, sư phụ của ta trước khi chết đã dặn dò ta không được động vào tấm bia đá này, nếu như ta thu nhận đồ đệ thì cũng phải truyền lại quy tắc đó. Lão phu thật ra cũng đã từng muốn động vào nó nhưng không thể được vì nó quá cứng rắn. Sư phụ của ông không nói cho ông biết rằng tấm bia đá này là một phong ấn sao? Phong ấn? Triệu Bân nói xong liền phóng ra một tiên lực biến thành kiếm khi chém vào tấm bia đá khiến cho tấm bia đá ông chấn động, bí văn bên ngoài tấm bia đá cũng nhanh chóng lưu chuyển, người bình thường không thể nhìn thấy được nhưng người có thiên nhân như hắn cũng không thể nào nhìn thấy được rõ ràng, ngay cả hắn còn như vậy thì đừng nói đến lão già sâu chữ bát. Không có gì lạ cả, lão già sâu chữ bát họ Khan nói. Triệu Bân phất tay phóng ra căn nguyện huyết mạch dung nhập vào mắt của lão ta. Lần này, lão ta đã có thể nhìn thấy bí văn một cách mơ hồ. Thật đúng là phong ấn. Lão già râu chữ bát bỏ hết hành lý cùng hàng nóng xuống rồi chậm rãi bước tới tấm bia đá, vừa ngửi vừa đưa tai nghe ngóng. Sư phụ bảo lão ta không được động vào tấm bia đá nhưng không hề nói đây là phong ấn, sợ rằng ngay cả sư phụ của lão ta cũng không biết đây là một phong ấn, và cũng không biết bên dưới tấm bia đá này đang phong ấn thứ gì. Nghe ngóng hồi lâu lão ta cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Bất đắc dĩ phải liếc mắt nhìn sang Triệu Bân hỏi, bên dưới tấm bia đá này đang phong ấn thứ gì? Nhìn không thấu, Triệu Bân nhún vai. Hay là mở phong ấn ra, lão già râu chữ bát ngập ngừng hỏi. Nếu như thứ bị phong ấn là một tồn tại đáng sợ thì mở ra chính là nghiệp chướng, Triệu Bân ho khan nói. Đạo quán sắp bị kẻ khác chạy đến phá rồi, người còn quan tâm đến chuyện này sao? Lão già râu chữ bát xắn tay áo rút ra một thanh đao đầu quỷ chém lên tấm bia đá. Trước khi rời đi lão ta nhất định muốn biết bên dưới có thứ gì. Tấm bia đá thật sự rất cứng rắn. Một đao của lão ta chẳng những không phá được tấm bia đá mà lão ta còn bị chấn đến hộc máu. Lão già râu chữ bát không chịu thua, lấy ra phất trần diệu thiên đánh vào tấm bia đá. Răng rắc. Xem đi, vẫn là di vật tiên gia hữu dụng. Tấm bia đá vỡ vụn, bí văn sụp đổ. Sau đó từ trong tấm bia đá liền hiển lộ một lốc xoáy mang theo lực cắn nuốt. Đừng nói là lão già râu chữ bát, ngay cả Triệu Bân cũng không thể kháng cự nổi. Cả hai người loạng choạng đứng không vững rồi đều bị hút vào lốc xoáy. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ vang lên, Triệu Bân cùng lão già râu chữ bát rơi xuống đất. Một lúc sau hai người mới bỏ dậy được, một người ôm ngực một người ôm thắt lưng, lắc lắc cái đầu đang choáng váng. Triệu công tử thì vẫn ổn nhưng lão già râu chữ bát thì suýt nữa bị té chết. Đợi bọn họ đứng vững. Đợi bọn họ tỉnh táo trở lại. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cả hai đều sững sờ, lọt vào trong tầm mắt của bọn họ là một không gian tối đen như mực mênh mông mây mù, cảm giác như bọn họ đã lạc tới vùng u minh âm hàn cô quạnh. Thần sắc của lão già râu chữ bát trở nên phấn khích. Lão ta từ nhỏ đã sống trong đạo quán nhưng không biết bên dưới tấm bia đá còn có cân khôn. Lão ta hết sức hoài nghi rằng thậm chí cả sự phụ cùng sự tể của lão ta cũng không biết tấm bia đá là một phong ấn. Nếu như biết thì bọn họ chắc chắn đã nói cho lão ta biết rồi, dù sao thì lão ta cũng là người còn lại duy nhất của dòng truyền thừa này. Triệu Bân không đáp mà chỉ nhìn xung quanh thỉnh thoảng còn ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, phía trên bầu trời cùng xám xịt sương mù che khuất tầm mắt, nhưng nơi này không phải là không gian thế giới. Dù vậy ở đây lại có trận pháp che lấp. Trước đó, nguồn năng lượng ngăn cách thiên nhãn thấu thị của hắn khi hắn nhìn vào tấm bia đá chính là tầng mây mù này.
Hú! Trong lúc quan sát thì bọn họ bỗng nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét như tiếng lệ quỷ kêu gào. Căng mắt ra quan sát thì đúng là lệ quỷ từ dưới nền đất chui ra dương nanh múa vuốt, bộ mặt dữ tợn đánh về phía bọn họ, muốn kéo bọn họ vào địa ngục. Ực! Lão già râu chữ bát âm thầm nuốt nước miếng, theo bản năng lui về phía sau, cho đến khi lui tới bên cạnh Triệu Bân thì mới lấy ra phất trần diệu thiên. Chuyện gì đây, chẳng lẽ tấm bia đá đang phong ấn lệ quỷ? So với lão ta thì Triệu công tử bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn lấy ra một vò rượu, vừa uống vừa quét mắt liếc nhìn xung quanh. Giết! Lão già râu chữ bát quát lên một tiếng rồi xông ra đầu tiên, hai tay nắm chặt phất trần, không có chiêu thức gì mà chỉ vũ động lung tung. Quả nhiên là di vật của tiên gia cho nên có uy lực không tầm thường, có rất nhiều lệ quỷ bị phất trần tiêu diệt, kêu rên thảm thiết. Lão già râu chữ bát tay cầm phất trần trong chớp mắt trở nên vô cùng phong độ, bộc phát ra uy thế một địch một ngàn, chỉ thiếu chút nữa là thốt ra câu, còn kẻ nào dám xông lên. Chát! Trong lúc lão ta đang đại triển thần uy thì không biết ai đã tát lão ta một cái khiến cho hai mắt lão ta hoa cả lên. Vừa mở mắt ra thì lão ta lại choáng váng lần nữa. Bên trong không gian tối đen như mực này làm gì có con lệ quỷ nào? Tỉnh chưa, Triệu Bân nhàn nhạt nói. Ảo giác sao, lão già râu chữ bát ngẩn ra. Không nói một lời, Triệu Bân lấy ra bảo liên đăng rồi dùng tiên lực thắp sáng ngọn đèn. Bảo liên đăng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ bao trùm lấy hai người, cũng hóa diệt mây mù xung quanh. Không gian tối đen như mực lúc này mới trở nên rõ ràng, nó là một mảnh đất khô cằn rộng không quá trăm trượng. Có một tế đàn, lão già râu chữ bát nhìn về một phía rồi nói. Không cần lão ta nói thì Triệu Bân cũng đã nhìn thấy. Vị trí của tế đàn này tương ứng với vị trí của tấm bia đá bên trên. Trên tế đàn đã phủ đầy cho bụi năm tháng, còn có bốn cây cột đồng cổ đều có xích sắt xiết qua khóa chặt một chiếc hộp sắt ở chính giữa tế đàn. Lần này đến đây không vô ích. Hai mắt Triệu Bân sáng lên, hắn liền bước tới tế đàn. Lão già râu chữ bát cũng bước lên theo hắn, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Đây là thứ gì? Bát bộ phù đồ, Triệu Bân không hề giấu giếm. Không sai, hộp sắt này chính là một phần của bát bộ phù đồ, cho nên hắn mới nói lần này hắn không đến đây vô ích. Nếu như hắn không đến núi Địa Long, không khám phá được tấm bia đá phong ấn thì chỉ có quỷ mới biết được bát bộ phù đồ được giấu kín như vậy, ở bên ngoài có thể tìm ra mới là lạ. Đây là bát bộ phù đồ sao? Lão già râu chữ bát cả kinh giống như đã từng nghe qua chuyện này, đó chính là phong ấn cao cấp nhất của Phật gia, lão ta thật sự không ngờ trong dòng truyền thừa của mình lại có thứ này. So với chuyện đó thì lão ta lại càng tò mò hơn về người đang bị phong ấn bên trong hộp sắt là ai mà có thể khiến cho Phật gia sử dụng đến loại phong ấn cao cấp nhất. Đó chắc chắn không phải là người bình thường, lão ta nhìn thoáng qua Triệu công tử, nhìn thần thái của hắn liền có thể đoán được. Răng rắc. Triệu Bân ra tay chặt đứt xích sắt, mang hộp sắt xuống khỏi tế đàn. Sau lão huyền cơ thì đây là bát bộ phù đồ thứ tư, còn bốn hộp sắt nữa mới có thể kết hợp lại được. Nghĩ đến bốn hộp sắt còn lại, trong mắt hắn đột nhiên lóe ra tia sáng. Hắn đột nhiên có cảm giác đám người chạy tới đây đêm nay không phải là để cướp phất trần diệu thiên mà là để cướp bát bộ phù đồ. Huyết Y Môn, Thi Tộc, Nhật Quốc cùng tộc Hỏa Long, ba trong số bốn thế lực này đã có trong tay bát bộ phù đồ. Đếm số lượng thì hắn đang có bốn hộp sắt, tộc Hỏa Long, Huyết Y Môn cùng Thi Tộc mỗi thế lực có một hộp sắt, tổng cộng là 7 hộp. Nếu như hắn đoán không sai thì hộp sắt cuối cùng nhất định đang ở Nhật Quốc. Là ai đang bị phong ấn vậy? Lão già râu chữ bát tiến lên hỏi. Ra ngoài rồi nói, Triệu công tử cười, lấy đi bát bộ phù đồ sau đó chuẩn bị rời khỏi. Thần bí vậy sao? Chuyện này quá lớn, ta sợ ông đứng không vững. Ngươi cứ đùa, ta.